Tử Nặc tức phụ, ngươi là còn có cái gì sự tình muốn hỏi ta sao? Nửa đường thượng đi ở phía trước Thiết Long, đột nhiên ra tiếng hướng mặt sau Kiều Xuân hỏi. Kỳ thật sớm tại nàng nói muốn cùng hắn cùng nhau hồi thôn trang thời điểm, hắn liền cảm thấy nàng còn có vấn đề muốn hỏi chính mình, nhưng dọc theo đường đi chờ mãi lại không thấy nàng hé răng, liền chính mình trước nhắc tới đề tài, ai kêu này nữ tử hắn nhìn đau lòng đâu, ách, Thiết bà ngươi như thế nào, biết ta có vấn đề muốn hỏi ngươi? Kiều Xuân ót hãn, chẳng lẽ chính mình tâm tư toàn bộ đều biểu hiện ở trên mặt sao? Vừa lúc chính mình không biết nên như thế nào mở miệng, hiện tại vừa vặn liền có thể kỵ lừa hạ sườn núi, nghĩ liền bĩu môi, nói, Thiết bà, có một việc, Xuân Nhi đã nghẹn ở trong lòng thật lâu, ta muốn biết này trong thôn Hà rốt cuộc có cái dạng gì truyền thuyết, vì cái gì tất cả mọi người, đều không dám đi trừ bỏ giặt quần áo rửa rau bên ngoài địa phương đâu. Thiết Long là thôn trưởng, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi bờ sông kiểm tra, vấn đề này hỏi hắn là nhất thích hợp bất quá, đỡ phải cái này nghi vấn vẫn luôn đâu ở nàng trong lòng. Quái, ngươi không biết, ta nghe nói, ngươi trước kia chính là sợ nhất đi bờ sông. Thiết Long kinh nàng này vừa hỏi cũng không cấm nhớ tới, lần đó nàng cùng Vương thị đánh nhau sự, lần đó sự nhân giống như liền cùng nàng đi bờ sông có quan hệ đi, lúc ấy, hắn liền cảm thấy man kỳ quái. Nhưng sau tới chậm rãi cũng liền đã quên này một vụ. Ha, Thiết bà, ngươi liền có điều không biết đi, ta từ khi lần trước bị bệnh một hồi sau, hảo chút sự tình ta đều không nhớ rõ. Kiều Xuân tự tin không đủ nhẹ giọng nói, trong lòng không cấm may mắn nàng hiện tại là đứng ở Thiết Long phía sau, bằng không, nàng thật đúng là có khả năng sẽ làm hắn nhìn ra chút manh mối ra tới. Kiều Xuân nghĩ lại nói, Thiết bà, Xuân Nhi không nhớ rõ trước kia rất nhiều chuyện. Việc này ta vẫn luôn gạt ta bà đâu, ta sợ nàng sẽ lo lắng, cho nên, thỉnh ngươi cũng muốn thay ta bảo thủ bí mật này. Kỳ thật, nàng là thật sự sợ Lâm thị sẽ lo lắng, hơn nữa, nàng trong khoảng thời gian này đã biến đến quá nhanh, trong thôn nhất định sẽ có không ít người có tâm đang âm thầm chú ý nàng, mà Thiết Long là trong núi thôn rất có danh vọng người, lại là một thôn chi trường, từ hắn nói ra nói, tin tưởng cũng không có người không tin, cho nên chính mình ở trước mặt hắn trước toàn bộ phong, hít thở không khí, làm không hảo sau này còn phải dựa vào hắn xuất ngôn tương trợ. Kiều Xuân không biết nàng hôm nay này nhất cử động, ở sau tới là thật sự đối nàng có rất lớn trợ giúp. Ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo vệ cho bí mật này. Thiết Long sảng khoái ứng hạ, trong đầu không cấm nhớ tới ngày đó nàng đâm quan khi quyết liệt cùng nghĩa vô phản cố, cái kia cảnh tượng hắn tưởng hắn đời này đều sẽ không quên, hắn này tuổi chưa từng thấy quá như thế trinh liệt nữ tử, trong lòng lướt qua một tia đau lòng. Thiết Long quay đầu liếc mắt một cái này hắn âm thầm coi là nữ nhi người, chậm rãi vì nàng nói nổi lên kia Hà truyền thuyết. Tử Nặc tức phụ, Thiết bà không có nữ nhi, lòng ta cũng vẫn luôn đem ngươi trở thành là nhà mình khuê nữ, nếu ngươi như thế muốn biết về này biết Hà truyền thuyết, ta đây liền nói cho ngươi đi, chỉ là ngươi nghe xong nhưng đừng sợ. Kiều Xuân gật đầu, dẫn theo tâm treo gan dựng lỗ tai, chuẩn bị nghe Thiết Long kể gió. Tương truyền này trong sông ở một cái hà mẫu, nàng hàng năm đều phải này bờ sông thôn dân cho nàng dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ đương cống phẩm dùng, để tu luyện chi dùng. Sau tới, có một bộ phận thôn dân không muốn, lăng là không có ấn nhật tử cho nàng cung thượng đồng nam đồng nữ, đánh kia bắt đầu, nàng liền sinh khí, mỗi năm đều sẽ cắn nuốt này bờ sông phụ cận thôn dân. Dần già, đoàn người liền rất sợ hãi đi bờ sông. Thiết Long nói xong, ánh mắt xa xưa nhìn thôn biên cái kia hà, ánh mắt mê ly, thật dài thở ra một hơi, hy vọng đừng làm cho Kiều Xuân lại lâm vào mất đi Tử Nặc thống khổ bên trong mới hảo. Thì ra là thế. Kiều Xuân đối Thiết Long giảng thuật chỉ là đáp lại ngắn gọn 4 chữ, này dọc theo đường đi bọn họ lại khôi phục trầm mặc, một trước một sau tiến vào thôn trang. Cổ đại người đều tin tưởng quỷ thần nói đến, trách không được thôn dân tất cả đều sợ hãi đi bờ sông, nguyên lai chính là bởi vì cái này giả dối hư ảo truyền thuyết. Kế tiếp lại vội mấy ngày, rốt cuộc đem nước trong sơn mà toàn bộ đều phiên xong rồi, mỗi cái hỗ trợ người đều cười đến khép lại không thượng miệng, vui vẻ đếm bạc từ đường ra tới, có này đó bạc ai sẽ không vui đâu. Ngắn ngủn 10 ngày bọn họ liền tránh tới rồi 300 văn, này đều có thể mua mười mấy cân thịt heo. Nhưng trong thôn những cái đó đại bộ phận không có thể thượng đường ra hỗ trợ người, nhìn đoàn Người vô cùng cao hưng lãnh ngân lượng về nhà, cũng hết sức đỏ mắt lên, một ít ác ý hãm hại lời đồn, lại lần nữa khắp nơi truyền khai tới. Còn nói, này đường ra nữ nhân không biết xử cái gì mỹ thuật, đem trấn trên nào đó nhà giàu nhân ra thiếu gia thông đồng, lúc này mới có trắng bóng bạc tới thỉnh người xới đất. Cũng có người nói, này Kiều Xuân trong bụng hoài chính là sát tinh đầu thai, bằng không kia bụng như thế nào có thể đại thành cái dạng này, càng có người ta nói. Ai, dù sao là người sợ nổi danh, heo sợ tráng, nhân ra nhìn ngươi qua đến hảo, tâm lý một chút liền không cân bằng, kia dứt khoát cái gì khó nghe nói đều nói được. Hôm nay Lâm thị lại là tức giận từ bên ngoài trở về, ngồi ở bàn gỗ trước, nửa ngày đều không hé răng. Nương, ngươi đây là như thế nào lạc? Đào Hoa lo lắng hỏi. Nương, ngươi này mới vừa đi bên ngoài một chuyến, ngươi đây là như thế nào lạc? Ở bên ngoài là ai cho ngươi khí chịu lạc? Vẫn là thân thể không thoải mái. Kiều Xuân thấy Lâm thị này tức giận đến không nhẹ bộ dáng, cũng chạy nhanh đứng lên, đi đến nàng trước mặt, duỗi tay hướng nàng trên trán sờ soạng. Đi, đi, đi. Lâm thị hất hất đầu, thiên khai thân mình, né tránh Kiều Xuân duỗi lại đây tay. Kiều Xuân ngạc nhiên nhìn chính mình phát cái trống không tay, nhẹ nhàng nhíu lại mi, mắt không chớp mắt đánh giá Lâm thị. Trong lòng không cấm suy đoán chính mình là cái gì thời điểm đắc tội nhà mình bà. Nương, ngươi đây, là như thế nào lạc? Ngươi cũng không thể ở bên ngoài bị khinh bỉ, về nhà cho ta đại tẩu tìm khí chịu nga, nàng còn hoài Hoa Hoa đâu. Nhưng thật ra một bên Đào Hoa nhìn không được, cau mày, nhìn Lâm thị nói, nương cũng thật đúng vậy, mặc kệ ở bên ngoài bị cái gì khí, cũng không thể về nhà lấy nàng đại tẩu xì hơi a. Này bên ngoài tin đồn nhảm nhí nàng lại không phải nghe không được, những lời này đó cố nhiên là làm người nghe xong sinh khí, khá vậy không thể bởi vì những cái đó tự ố hư có sự tình, mà ảnh hưởng người một nhà cảm tình a. Rốt cuộc hiện tại các nàng đường ra đã đơn giản đến chỉ có 3 nữ nhân, nếu lúc này, các nàng chính mình đều không đoàn kết, đều không tin lẫn nhau, kia cái này ra gắn bó còn có cái gì ý tứ. Có lẽ Lâm thị cũng biết chính mình thái độ quá phận, vài lần ngước mắt ngắm Kiều Xuân liếc mắt một cái, lại cúi đầu, không ngừng thở dài, qua hảo sau một lúc lâu, mới mấp máy hạ môi, nhẹ giọng nói, ai, Xuân Nhi, ngươi, cũng đừng sinh nương khí, nương này cũng thật là bị bên ngoài những người đó cấp tức điên, ngươi có khác cái gì ý tưởng a? Nương tuyệt đối không có trách ngươi ý tứ. Kiều Xuân duỗi tay xoa Lâm thị kia nhỏ gầy bả vai, nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói, nương, ta không có việc gì, đều là bởi vì con dâu không có đem sự tình xử lý tốt, mới có thể làm nương ở bên ngoài tịnh nghe người ta nhàn ngôn toái ngữ, là con dâu xin lỗi ngươi. Ai, nương, đại tẩu, các ngươi, đều mau đừng như vậy, chúng ta người một nhà không cần thiết như thế xa lạ đi, bên ngoài những người đó miệng chúng ta lại đổ không được. Chúng ta giống lần trước giống nhau đừng lý các nàng, quá mấy ngày liền được rồi. Kỳ thật ta xem a, những người đó còn không phải đỏ mắt nhà chúng ta hiện tại càng ngày càng tốt lạc, các nàng trong lòng không dễ chịu. Ấn ta nói a, chúng ta liền phải càng ngày càng tốt, làm các nàng khó chịu đi. Đào Hoa cũng duỗi tay vỗ ở Lâm thị một cái khác trên vai, ngước mắt nhìn Kiều Xuân, lại nhìn Lâm thị, rất lớn người thức an ủi các nàng. Phốc, Kiều Xuân nhìn Đào Hoa dáng vẻ kia, nhớ tới ngày đó kêu nàng tiểu lão thái bà sự, nhịn không được phốc cười rộ lên, khẽ mở cánh môi, chế nhạo nói, ha ha, Đào Hoa tiểu lão quá bà, ngươi nói lời này thật đúng là ứng ngươi cái này danh hiệu, ha 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 đại tẩu, ngươi, Đào Hoa tiểu lão thái bà, cầu ngươi làm, buông tha ta đi, ha 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 ngươi à, xem ngươi còn muốn hay không còn như vậy kêu ta, hừ. Ha ha ha, Lâm thị nhìn Kiều Xuân cùng Đào Hoa vui sướng chơi đùa, trong lòng khói mù tức khắc trở thành hư không, cười tủm tỉm nhìn các nàng hai cái chơi bảo, cuối cùng, xem Kiều Xuân cười đến thở hổn hển, nước mắt đều cười ra tới, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng ngăn lại Đào Hoa, nói, Đào Hoa, ngươi nhanh lên dừng lại, ngươi đại tẩu cũng không thể bồi ngươi như vậy chơi pháp. Ha ha, đúng vậy, Đào Hoa nói đúng. Làm những cái đó đỏ mắt đầu nhiệt người ta nói đi thôi, khó chịu đi thôi, các nàng chính mình vui vẻ mới là quan trọng nhất. Đào Hoa, ngươi cùng nương hôm nay đi trấn trên khi, có thể hay không giúp ta mang văn phòng tứ bảo trở về? Hôm nay ăn xong cơm sáng, Kiều Xuân cười nhạt đối đang chuẩn bị đi trấn trên Đào Hoa, nói, quá không được mấy ngày liền phải ăn Tết. Lâm thị lần này chủ yếu là muốn cùng Đào Hoa cùng đi thu mua hàng Tết, đến nỗi ăn Tết ăn thịt, tắc sớm đã định ra, thiết thành cương da heo, nghe nói này trong thôn mỗi năm ăn Tết đều sẽ có không ít người ra tể heo, cho nên, đoàn người ăn Tết ăn thịt đều không cần đến trấn trên đi mua, mà là ở trừ tịch ngày đó hiện tể hiện ăn hiện yêm. Đại tẩu, ngươi phải dùng văn phòng tứ bảo. Đào Hoa đem đã bối ở trên lưng giỏ che cầm xuống dưới, nhìn Kiều Xuân lại lần nữa xác nhận nói. Kiều Xuân chiều nàng gật gật đầu, nói, ta tưởng họa vườn trà khu vực ra tới, lần sau ngươi đi trấn trên hảo giúp, ta mang qua đi tiền thiếu gia, đến làm hắn đối trà miêu dùng lượng trong lòng có cái số mới được. Nói nữa, ta không phải nói muốn dạy ngươi biết chữ sao, vừa vặn ngươi nhiều mua điểm giấy trở về, tẩu tử này liền bắt đầu giáo ngươi, biết không? Đào Hoa vừa nghe nàng đại tẩu muốn bắt đầu giáo nàng biết chữ, khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt nở rộ ra sáng lạn tươi cười, xoay người liền hướng Kiều Xuân trong phòng đi đến, nói, không cần mua lạc, ngươi giường phía dưới liền có ngươi, muốn vài thứ kia. Ách, nàng giường phía dưới có vài thứ kia, nàng như thế nào trước nay cũng không biết. Kiều Xuân nghe, xoay người theo đuôi Đào Hoa hướng tự mình phòng đi đến. Đương nàng vừa vào cửa nhìn Đào Hoa dẩu mông, quỳ rạp trên mặt đất, dùng sức, từ nàng giường phía dưới lôi ra cái kia mặt trên phủ kín thật dày cho bụi dương gỗ, đột nhiên có chút minh bạch mấy thứ này giấu dưới đáy giường hạ dụng ý. Nếu nàng đoán được không sai nói, cái này dương gỗ trang đồ vật hẳn là tất cả đều là đường tử nặc sinh thời dùng quá đồ vật đi, các nàng sở dĩ như thế đại phí chu trương giấu đi, nói vậy cũng là sợ nàng sẽ nhìn vật nhớ người, lại làm ra cái gì việc ngốc tới. Ai, này trước chủ đối đường tử nặc cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu sâu à, sâu đến như thế nghĩa vô phản cố đâm quan, mà cái này đường tử nặc lại rốt cuộc là cái như thế nào người, đáng giá một nữ tử lấy chết tương tùy. Được rồi, ngươi muốn đổ vật tất cả đều ở bên trong. Đào Hoa cười ha hả đứng lên, chỉ vào cái dương, đương nàng xoay người nhìn đến Kiều Xuân một bộ trầm tư bộ dáng khi, mới thình lình nhớ tới cái dương này trang đều là đại tẩu đau. Đào Hoa tức khắc kinh hoàng thất thố lên, rảo xoa xoắn ngón tay, đôi mắt phía dưới tất cả đều là tràn đầy lo lắng, qua một hồi lâu, mới sợ hãi thấp giọng hỏi nói, đại tẩu, thực xin lỗi, ta. Kiều Xuân đột nhiên hồi quá tâm thần, miệng hơi hơi nhếch lên, vài bước về phía trước duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, trấn an nàng, nói, Đào Hoa, không có việc gì, sự tình đều qua như thế lâu rồi, đại tẩu cũng đã sớm tưởng khai, hiện tại đại tẩu, trong lòng tưởng chính là như thế nào đem nhà chúng ta vườn trà lộng lên, lòng tràn đầy chờ đều là cùng trong bụng hài tử gặp mặt, hiện tại, các ngươi cùng trong bụng hài tử mới là ta quan trọng nhất người, ta sẽ không lại đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngô, Xuân Nhi, ngươi nhận biết như thế tưởng, nương liền thật sự yên tâm. Ngoài cửa, Lâm thị vui mừng nhìn Kiều Xuân, một bên duỗi tay lau khóe mắt nước mắt, một bên giải sầu nói. Kiều Xuân nhàn nhạt cười nói, nương, ta thật sự không có việc gì, các ngươi yên tâm, ta nhận biết hiện tại với ta mà nói, cái gì mới là quan trọng nhất, ngươi cùng Đào Hoa đi trước trấn trên mua đồ vật đi, đi sớm về sớm, ta tới thu thập một chút mấy thứ này. Hảo, nương biết ngươi là cái hiểu chuyện hài tử. Lâm thị chiều nàng dùng sức gật gật đầu, hướng Đào Hoa vẫy tay, hai người liền cõng giỏ tre từ sóng vai hướng trấn trên đi. Kiều Xuân đứng ở sân ngoại nhìn theo các nàng rời đi, xoay người đi vào phòng bếp cầm một khối sạch sẽ bố, trở lại trong phòng nhẹ nhàng trà lau dương trên mặt cho bụi, ngồi ở một bên ghế gỗ tốt nhất lâu, Kiều Xuân mới chậm rãi mở ra dương gỗ cái, một cổ nồng hậu mặc mùi hương trong phút chốc nhào vào xoang mũi, đập vào mắt lại là tràn đầy một cái dương tranh chữ cùng thư tịch, không thể tưởng được cái này đường tử nặc vẫn là cái văn nho học sĩ, này thật đúng là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nàng vốn tưởng rằng hắn liền cùng bình thường anh nông dân giống nhau, là cái không biết chữ, có hàm hậu bề ngoài, cường tráng thân mình bảng, mỗi ngày chính là mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức thôn phu. Kiều Xuân đem trong dương văn phòng tứ bảo đem ra, liền ở nàng trừ lấy trang giấy khi, thế nhưng không cẩn thận đem một bức họa cấp rút ra, nàng nhặt lên kia tranh cuộn, thật cẩn thận mở ra, tinh tế quan sát này, bức họa công thâm hậu, tình cảnh ấm áp họa. Chỉ thấy họa chung có một đôi vợ chồng ngồi ở trong viện bàn đá bên, cười nhìn ở bàn đá bên cách đó, không xa trong tay dẫn theo đèn lồng vui cười chơi đùa hải tử, từ đầu sức thượng không khó coi ra đó là một nam một nữ. Kiều Xuân kinh ngạc phát hiện họa trung phụ nhân cùng Lâm thị có vài phần tương tự, mà cái kia tiểu hài tử rõ ràng chính là Đào Hoa, cái kia nam hài tử chính là Đường Tử Nặc. Kiều Xuân để sát vào mặt, trợn to mắt tò mò đánh giá họa trung nam hài, nói thực ra, nàng thật sự là rất tò mò có thể làm Kiều Xuân lấy chết tương tùy người trưởng bộ dáng gì. Từ kia ngũ quan đường cong trung không khó coi ra, hắn là một cái tuân mỹ nam nhân. Kiều Xuân chậm rãi thu hồi kia bức họa, thực không thuần thục ma mặc, cầm lấy bút, chậm rãi câu họa trong đầu ấn xuống dưới, đường ra ở nước trong trên núi mà, rơi xuống cuối cùng một bút sau, Kiều Xuân trầm tư một chút, lại lần nữa cầm lấy bút, ở khu vực đồ phía dưới ghi chú hạ cây trà miêu cần dùng lượng, sinh trưởng chu kỳ từ từ một ít có thể mọi người đều biết đồ vật, không thể nói bộ phận nhưng thật ra chỉ tự không đề cập tới. Đây chính là quan hệ đến nàng tri thức quyền tài sản, nàng nhưng không nghĩ làm bản lậu khắp nơi rực rỡ, đứng lên hoạt động hạ thân tử, nghiêm túc xem kỹ vườn trà khu vực đồ. Đột nhiên, Kiều Xuân khóe miệng tràn ra một nụ cười, nhắc tới bút, dương nhiều ở đồ chính thượng trung ương, viết xuống Xuân Mãn Viên ba tự. Ha ha, tề, Kiều Xuân đắc ý rào rạt nhìn trên bản đồ, trong đầu một lần hiện lên Xuân Ý Mãn Viên đường ra vườn trà. Let's go! Go, a ra, fighting, dùng sức làm cái cố lên thủ thế. Kiều Xuân lúc này mới đem vườn trà khu vực đồ chậm rãi vòng lên, bỏ vào dương gỗ. Có lẽ là bởi vì nàng ở ban ngày nhìn kia Đường Tử Nặc họa, ban đêm Kiều Xuân làm một giấc mộng, mơ thấy Đường Tử Nặc mỉm cười đứng ở nàng trước mặt, cặp kia ấm áp đôi tay vỗ ở nàng trên bụng, nhắm mắt nghe cảm thụ bảo bảo thai động. Kiều Xuân hét lên một tiếng, từ trong mộng bừng tỉnh lại đây, trợn to mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trên đỉnh xà ngang. Hiện tại là cái gì tình huống, nàng như thế nào sẽ mơ thấy Đường Tử Nặc, đôi tay kia độ ấm giống như là thật sự giống nhau, nàng không phải là gặp quỷ đi. Đại tẩu, ngươi rời giường không có, muốn chuẩn bị ăn cơm sáng. Ngoài cửa sổ truyền đến Đào Hoa thanh thúy như linh thanh âm. Kiều Xuân chạy nhanh ngồi dậy, cầm lấy mép giường áo khoác, đối với ngoài cửa sổ, đáp, lập tức liền tới. Đừng nghĩ, trên thế giới này như thế nào khả năng sẽ có quỷ, nhất định là chính mình ngày hôm qua nhìn đến họa khi, ở trong đầu để lại khắc sâu ấn tượng, ở giữa câu kia cách ngôn ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Kiều Xuân rửa mặt chải đầu quá sau ra khỏi phòng, chậm rãi đi vào phòng bếp chiều ăn cơm bàn gỗ thượng vừa thấy, trên mặt tức khắc cười nở hoa, nói. Nương, hôm nay như thế nào làm vằn thắn lạc, thật là vất vả nương sáng sớm liền rời giường tới làm vằn thắn. Đào Hoa bưng thừa sủi cảo canh chén nhẹ nhàng đặt lên bàn, xoay người bĩu môi, nhìn Kiều Xuân rất là ủy khuất nói, đại tẩu, nhân gia cũng là rất sớm liền rời giường hỗ trợ, ngươi như thế nào, nói, dậm chân giả vờ tức giận lại đi trên bệ bếp bưng một chén canh. Ha ha, nhìn các ngươi hai cái thật đúng là ái nháo. Đào Hoa ngươi kia tính tình cũng nên ổn trọng một chút, quá không được mấy ngày, ngươi đến 13 tuổi cũng nên đến tuổi cho ngươi tìm kiếm một môn việc hôn nhân. Lâm thị mãn nhãn hiền lành, cười ha hả nhìn các nàng vui đùa ầm ĩ. Kỳ thật Đào Hoa giống như bây giờ cũng khá tốt, chính là, nông thôn cô nương 13 tuổi hơn phân nửa đều đến đính thân tuổi tác. Nhìn, nhà mình khuê nữ lớn lên thủy linh linh, nếu không phải bởi vì trong nhà điều kiện không tốt, những cái đó bà mối đã sớm đem nhà nàng môn khảm cấp san bằng, lại làm sao đến nay vẫn không người hỏi thăm đâu. Nương, ngươi đang nói chút cái gì đâu, nhân gia mới bao lớn điểm à. Đào Hoa hàm kém mang sáp liếc mắt một cái Lâm thị, tức khắc một trương mặt phấn liền ngoại tiêu lý nộn lên, hồng đến độ có thể nặn ra thủy tới. Kiều Xuân từ Lâm thị nói chung phục hồi tinh thần lại, tinh tế đánh giá Lâm thị. Nàng tưởng biết rõ ràng nhà mình bà là thật sự không biết Đào Hoa, cùng cái kia Thiết Bách Xuyên sự đâu, vẫn là làm bộ không biết. Lâm thị sụ mặt, ngước mắt hướng Đào Hoa quát một cái mắt hình cung, âm điệu thường thường nói, Đào Hoa, ta nhưng theo như ngươi nói nga, ngươi lập tức liền 13 tuổi, đừng cùng nhân gia nam hài tử đi thân cận quá, đỡ phải người khác ở sau lưng loạn khua môi múa mép. Lâm thị nhìn Đào Hoa chính cúi đầu, giảo xoa vặn chơi ngón tay đầu, tục mà lại bản thanh, nói, chuyện đó ngươi tốt nhất sấn sắp chết tâm, chỉ cần có ta một hơi ở, ta liền sẽ không đáp ứng. Ai, quả nhiên là biết nữ chi bằng mẫu, xem ra Lâm thị đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Kiều Xuân nhìn đào hoa ngước mắt sợ hãi nhìn phía Lâm thị, mắt hồng đến giống kia con thỏ mắt, trong lòng nhịn không được đau lòng lên, vội vàng ra tiếng đánh gãy nảy nặng nề không khí, nương, ta đói bụng. A, Lâm thị quay đầu nhìn Kiều Xuân kia đáng thương vô cùng bộ dáng, hướng đào hoa vẫy vẫy tay, mỉm cười nhìn Kiều Xuân, nói, nha, nương đều quên Xuân Nhi đã đói bụng, cũng không thể đói là ta bảo bối tôn tử. Đào hoa, ngươi nhanh lên ngồi xuống ăn a, lại không ăn liền lạnh. Đào hoa, tới ăn đi, đại tẩu chính là lần đầu tiên ăn ngươi bao sủi cảo Nga, hoa, này đó sủi cảo bao đến thật xinh đẹp. Kiều Xuân nhìn đào hoa, nghịch ngợm hướng nàng chớp chớp chử, thấy mắt đào hoa rốt cuộc có một tia ý cười, lại quay đầu nhìn Lâm thị, hỏi, nương, ngươi còn chưa nói hôm nay là cái gì nhật tử đâu, nàng tới nơi này đã nửa năm nhiều, chưa từng thấy nhà ai bao quá sủi cảo, nàng thật sự là tò mò hôm nay như thế nào sẽ sáng sớm liền làm vằn thắn ăn. Xuân Nhi, hôm nay hết năm cũ ngươi cũng quên lạp, hoa, ăn ngon thật, da mỏng nhân nước nhiều, nương cùng đào hoa bao sủi cảo cũng thật ăn ngon. Kiều Xuân cúi đầu cắn một ngụm sủi cảo, tức khắc bị đầy miệng thịt nước hương cấp chinh phục, thu mắt mỉm cười đọc từng chữ không rõ lầu bầu, chờ miệng đầy sủi cảo xuống bụng sau, mới mặt mang quẫn bách ha hả cười không ngừng nhìn Lâm thị, nhẹ giọng nói, ha hả, nương, ta quên mất, cũng không biết xảy ra chuyện gì, gần nhất lão cảm thấy ngủ không đủ, hơn nữa trí nhớ giống như cũng trở nên không hảo, xác thật là cái dạng này, nàng hiện tại quá đến thực sự có điểm trời đất u ám, căn bản là nay tịch không biết ra sao tịch, không thể tưởng được nháy mắt liền hết năm cũ, nói cách khác nàng cùng bảo bảo gặp mặt nhật tử cũng càng ngày càng gần. Này đó đều là bình thường, ngươi không cần lo lắng, lập tức liền phải ăn Tết, trong nhà sự có ta cùng đào hoa ở là được, ngươi nghỉ ngơi nhiều là được. Lâm thị nhẹ giọng trấn an nàng, lại nói tiếp, nhanh lên ăn đi, đợi lát nữa đã có thể đều lạnh, chờ thu xong chén đũa ta cùng đào hoa cùng đến quét năm cùng cúng ông táo. Ân, Kiều Xuân biết hết năm cũ dụng ý, khi còn nhỏ nghe nãi nãi nói, hết năm cũ kỳ thật chính là hiến tế táo vương gia nhật tử, tương truyền mỗi năm tháng chạp 24 ngày táo vương gia liền phải thượng thiên đình, hướng đi ngọc đế báo cáo mỗi nhà mỗi hộ phẩm hạnh, đại niên 30 buổi tối, lại sẽ trở lại nhân gian đã tới năm, cho nên, hết năm cũ ngày này, từng nhà đều sẽ quét tước nhà ở trên bệ bếp bãi cung tế phẩm, sái rượu tam ly, đưa táo vương ra trời cao, hơn nữa, năm cũ hôm nay cũng chỉ có thể ăn sủi cảo cùng mì sợi. Nói là cái gì tiễn đưa sủi cảo đón gió mặt, ý tứ, dù sao ý tứ chính là năm cũ tới, đại niên cũng liền mau tới rồi, bất quá, tục ngữ có nam không bái nguyệt, nữ không cúng ông táo cách nói, hiện giờ xem ra cái này địa phương, nhưng thật ra không thịnh hành cái này cách nói. Ăn xong cơm sáng sau, Kiều Xuân liền ra môn dọc theo hạ vây dọa đường nhỏ thảnh thơi tản bộ, nếu ở nhà giúp không được gì, cũng đừng sự ở nhà tạo thành đào hoa quét tước không tiện, huống chi tổng vệ sinh trong phòng nhất định là cho bụi bay đầy trời, nàng nhưng không nghĩ hút vài thứ kia tiến phổi, đột nhiên không trung chuyển đến mã minh rền vang thanh, ngay sau đó lộc cộc tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng, Kiều Xuân cũng không có để ý, nghĩ thầm có lẽ là nhà ai bên ngoài người, chạy về ra ăn Tết đi, nhưng tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Kiều Xuân không cấm nhíu mày. Đính trầm trọng bụng, vụng về hướng bên con đường nhỏ thượng lui, sợ sẽ bị xe ngựa cấp quát đảo, nhìn xe ngựa từ bên người chạy quá, Kiều Xuân âm thầm may mắn này mặt đường không làm táo, nếu không, nàng chuẩn đến ăn cái cho bụi no. Ngự, theo xa phu thét ra lệnh thanh, xe ngựa ở cách đó không xa chậm rãi ngừng lại, Xảo Nhi từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, vui vẻ chiều nàng chạy chậm lại đây, đại tẩu, ngươi đây là muốn đi đâu Kiều Xuân ngừng lại, xoay người cười nhìn Xảo Nhi, đáp, ta đang chuẩn bị đi dạo, ngươi như thế nào như thế đã sớm lại đây lạc, nàng nói lại chiều Xảo Nhi mặt sau xe ngựa đánh giá một phen, nguyên lai là thay đổi chiếc xe ngựa, trách không được nàng đều không có nhận ra tới, còn tưởng rằng là ai về nhà ăn Tết đâu, thiếu gia nhà ta kém ta lại đây tìm đại tẩu, đi thôi, chúng ta trở về liêu đi. Xảo Nhi hơi thở hổn hển đỡ Kiều Xuân tay, tươi cười thân thiết nhìn nàng. Tốt, ta trở về liêu, này bên ngoài lãnh, nói hai người liền sóng vai hướng đường ra đi đến. Đào hoa, máu ra đây nhìn xem là ai tới lạc. Xảo Nhi tỷ tỷ tới rồi, ha ha, nhanh lên tiến vào ngồi. Đào Hoa từ trong phòng chạy ra tới, cao hứng đứng ở Xảo Nhi trước mặt. Xảo Nhi nhợt nhạt cười lắc lắc đầu, duỗi tay chỉ sân ngoại xe ngựa, hai người đối diện cười, liền sóng vai hướng xe ngựa kia đi đến. Kiều Xuân nhìn nàng hai bóng dáng, buồn cười lắc lắc đầu, cô nương này ra hữu nghị cũng thật dễ dàng bồi dưỡng a. À, nhìn, này Đào Hoa liền nhà mình tẩu tử đều ném một bên. Xuân Nhi, nhanh lên tiến vào, phòng của ngươi đã quét tước hảo. Lâm thị thấy Kiều Xuân còn không có tiến vào, liền thăm tiến đầu tới, đối với còn đứng ở trong sân sững sờ nàng hô kêu. Đào Hoa cùng Xảo Nhi từ trên xe ngựa đề ra vài đại bao đồ vật xuống dưới, cười khẽ để vào nhà đặt ở tiểu bàn gỗ thượng, không đợi Lâm thị hỏi, Xảo Nhi liền đã dẫn đầu giải thích lên. Bá mẫu, đại tẩu, mấy thứ này là thiếu gia nhà ta kém ta đưa lại đây, như thế nhiều đồ vật, này nhưng như thế nào không biết xấu hổ. Lâm thị giật mình nhìn Xảo Nhi cùng Đào Hoa mở ra bộ bao, bên trong rực rỡ muôn màu tất cả đều là chút tầm bổ phẩm, thượng đẳng hàng, khô, đậu rang, còn có vài đại hộp lá trà, dù sao chính là ăn, dùng, xuyên tất cả đều đầy đủ hết. Kiều Xuân ghé mắt nhìn này tràn đầy một bàn lớn đồ vật, cũng không cấm nhăn lại mày, này tiền tài là cái gì ý tứ, ăn Tết tặng lễ cũng không cần đưa như thế nhiều đi, kia đợi lát nữa các nàng lấy cái gì tới đáp lễ. Kỳ thật nàng cũng là từ Đào Hoa trong miệng biết được cái này, đại tề triều ăn Tết tặng lễ đều là năm trước đưa, cuối năm không tay đi chúc Tết là được. Xảo Nhi, nhà ngươi thiếu gia đây là cái gì ý tứ, chúng ta không duyên cớ vô cớ, nhưng thu không dậy nổi này đó quý trọng lễ. Xảo Nhi, nhà ngươi thiếu gia đây là cái gì ý tứ, này không duyên cớ vô cớ, chúng ta cũng không dám thu như thế nhiều quý trọng lễ. Kiều Xuân không cấm nhướng mày, vẻ mặt chính xác nhìn Xảo Ngôn vui cười Xảo Nhi, trực tiếp nói ra nàng trong lòng ý tưởng, trước mắt còn hoảng lần trước nhà mình bà tức giận hình ảnh, lấy chính mình quả phụ thân phận bà có thể thấy được không được chính mình cùng mặt khác nam nhân đi được gần, hơn nữa hiện tại kia cách vách ra Liêu đại nương chuẩn là lại trừng lớn mắt, thăm hỏi bên này bát quái tin tức nội dung, kia Liêu đại nương chuyên nghiệp tinh thần. Nhưng có thể so với 21 thế kỷ đội paparazzi, chỉ cần ngửi được một chút hương vị, chuẩn có thể truyền ra cái ba hoa trích chòe ra tới. Đúng vậy, Xảo Nhi, nhà ngươi thiếu gia đưa như thế nhiều đồ vật lại đây, chúng ta cũng thật chính là không dám nhận a. Quả nhiên Lâm thị lập tức liền theo Kiều Xuân nói, nhàn nhạt cười nhìn Xảo Nhi, nhẹ giọng nói, mấy thứ này nàng trong lòng tuy cũng thích, nhưng nàng nhưng lại là trăm triệu cái không dám thu. Nơi này đưa năm lễ chính là thực chú ý đáp lễ, nói cách khác nhân ra đưa ngươi đồ vật, ngươi đến còn trở về càng vì quý trọng thể diện đồ vật, lại kém cũng đến là không phân cao thấp giá trị đồ vật. Ha ha, bá mẫu, đại tẩu, các ngươi đây là nhiều lự lạc, này cũng không phải là đưa các ngươi năm lễ, mấy thứ này là chúng ta trả trang đối hợp tác thương một năm, tới nay tâm ý tỏ vẻ, ta mấy ngày hôm trước cũng là có thay ta ra thiếu gia đưa đi cái khác địa phương. Cũng không phải là chỉ có nhà các ngươi mới có nga. Xảo Nhi nắm Đào Hoa tay, mắt tựa như trăng non cười, tự nhiên hào phóng nhìn Lâm thị cùng Kiều Xuân, chậm rãi nói ra đưa tới mấy thứ này dụng ý. Nga, thật là như vậy. Lâm thị vừa nghe mấy thứ này không phải năm lễ, tức khắc yên tâm nở nụ cười, quay đầu đi nhìn Xảo Nhi, cười nói, kia Xảo Nhi ngươi trước ngồi một chút, bá mẫu này liền đi phòng bếp thiêu chút nước sôi tới uống, chờ a. Ha ha, nếu mấy thứ này không phải năm lễ, vậy tỏ vẻ nàng cũng không cần lấy đồ vật ra tới đáp lễ, cũng không phải nàng người này keo kiệt, mà là mấy thứ này quá quý trọng, các nàng ra căn bản là còn không dậy nổi. Kiều Xuân nhìn theo Lâm thị rời đi, nghiêng đầu tiếp đón Xảo Nhi ngồi xuống, như suy tư gì ngắm bàn gỗ, thượng đồ vật liếc mắt một cái, trong phút chốc, trong lòng có chút minh bạch tiền tài dụng ý, nhấp nhấp miệng. Ngước mắt nhìn Xảo Nhi hỏi, Xảo Nhi, ngươi thành thật nói cho đại tẩu, vừa mới những lời này đó là nhà ngươi thiếu gia cố ý giao đãi ngươi nói đi. Tuy rằng ở hiện đại giống nhau thương gia mỗi phùng ngày hội cùng Tết âm lịch đều sẽ cấp hộ khách tặng lễ, nhưng hắn tiền gia mới là hộ khách, các nàng đường gia là nói đến cùng cũng là cái nho nhỏ cung ứng thương, hơn nữa vẫn là một cái không có sản phẩm cung ứng, này đạo lý chính là nói phá thiên. Cũng nên là các nàng đường ra ôm tiền ra đại hài hòa, chân, nơi nào có khả năng phản vị tiến hành, này đó giảng hòa mặt nói, nói hết rồi cũng chính là tiền tài dùng để trấn an Lâm thị nói, nàng Kiều Xuân nhưng không như vậy hảo lừa, ha ha, đại tẩu, này hết thảy đều không thể gạt được ngươi, bất quá, mấy thứ này thật sự là các ngươi nên đến, ta hôm nay tới còn có mặt khác càng chuyện quan, trọng chuyển cáo cho ngươi. Xảo Nhi dừng một chút, tinh mắt mỉm cười, khóe miệng cong cong nhìn Kiều Xuân, gằn từng chữ một, đại tẩu, ta thật sự phi thường cảm tạ ngươi dạy sẽ ta rất nhiều lá trà phương diện đồ vật, đặc biệt là kia bộ trà cụ cách dùng, ngươi biết không? Xảo Nhi, tới uống nước. Lâm thị bưng thủy từ bên ngoài tiến vào, cười ha hả đưa tới Xảo Nhi trong tay. Đào Hoa chính nghe hăng hái, đột nhiên bị Lâm thị này một tá đoạn, lập tức bĩu môi, trong giọng nói mang theo làm nung ý vị, nói, nương, ngươi tới thật đúng là thời điểm, ta chính nghe được trọng điểm đã bị ngươi đánh gãy, thật là cái ngốc cô nương, nhân ra Xảo Nhi lại không phải lập tức muốn đi, ngươi cấp cái gì? Lâm thị dựa vào Đào Hoa ngồi xuống, cái mông hướng Đào Hoa chạm chạm, ý bảo Đào Hoa ngồi qua đi một chút, duỗi tay nhéo một chút Đào Hoa cái mũi, trêu ghẹo nói, nương, ngươi còn như vậy niết, nhân ra cái mũi liền phải sụp lạc. Xảo Nhi xuất thần nhìn Lâm thị cùng Đào Hoa gian thân đấu hố động, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, nháy mắt lại khôi phục bình thường, quay đầu đi nhìn Kiều Xuân, rồi nói tiếp, đại tẩu, các ngươi cũng không biết, này một tháng tới nay, chúng ta trà trang bán những cái đó trà cụ nhưng lửa nóng, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đi theo thiếu gia ở trấn trên cùng tỉnh thành qua lại chạy vội, tỉnh thành trà mới trong trang bán đến càng là lửa nóng. Hiện tại kia tiền quy thiên số trời bạc cười không thỏa, thuận miệng, nói thẳng đại tẩu là cái tài nữ tử đâu, ha ha. Xảo Nhi sau khi nói xong, thật cẩn thận từ bên hông ám túi lấy ra một cái chướng phình phình đồng tiền lớn túi, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói, đại tẩu, phương diện này có 50 lượng bạc, là thiếu gia làm ta chuyển giao cho ngươi chia làm, ngươi điểm một chút số, nhận lấy đi, 50 lượng bạc. Lâm thị bưng thủy tay nháy mắt thạch hóa ở giữa không trung, miệng hơi hơi mở ra, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Xảo Nhi. Đào Hoa tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, này trà cụ chia làm là nhiều ít, nàng là biết đến, nhưng này cũng quá nhiều đi, ngắn ngủn một tháng thời gian, các nàng gần là lấy 2 thành chia làm liền có thể phân đến 50 lượng, kia bọn họ tiền ra nên là nhiều ít, kia trà cụ thật sự liền như vậy đáng giá sao? Kiều Xuân nhìn chằm chằm trên bàn tiền túi, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, nàng đã từ vừa mới kinh ngạc chung hồi qua tâm thần, chỉ là trong lòng cũng không cấm nổi lên gợn sóng, này tiền tài rốt cuộc bán nhiều ít trà cụ, mà này đó trà cụ hắn lại là lấy cái gì giá cả bán, một tháng hơn nữa vẫn là vừa mới bắt đầu một tháng, hắn là có thể lấy được như vậy công trạng, xem ra hắn thật đúng là cái thương nghiệp nhân tài Xảo Nhi, các ngươi trà trang đã chính thức đem kia trà cụ bán 1 tháng lạp, thiếu gia nói, sau này có thể bán đến càng tốt. Xảo Nhi trên mặt phiếm lộng lẫy sáng rọi, hai mắt nhấp nháy rực rỡ nói. Kiều Xuân phát hiện chỉ cần là nói lên tiền tài, Xảo Nhi tổng hội là này phó biểu tình, ha ha, cái nào thiếu nữ không có xuân nga, xem ra, nàng đối tiền tài là có khác tâm ý nga. Nương, ngươi đem tiền nhận lấy tới. Kiều Xuân đứng lên, cầm lấy trên bàn tiền túi bỏ vào Lâm thị trong tay, lại quay đầu đi đối Đào Hoa, nói, Đào Hoa ngươi trước bồi Xảo Nhi ở nhà chính ngồi một chút, ta trở về phòng một chút, nói xong liền hướng tự mình phòng đi đến, xem ra, này đó lễ nàng cũng là không thể bạch bạch nhận lấy, nếu những cái đó bạc là nàng nên đến, kia nàng lại sao lại phòng trắng bóng bạc không cần đâu. Kiều Xuân trở lại trong phòng, từ dương gỗ lấy ra văn phòng tứ bảo. Nghiên hảo mặc sau, nhắm mắt lại trầm tư một hồi, đãi nàng lại mở mắt ra khi, đôi mắt đã có xác định cùng nhàn nhạt ý cười, ngay sau đó viết ở giấy tuyên thành, thượng một bút câu họa nàng trong đầu đồ án, sau một lúc lâu qua sau mới dừng lại bút, đứng lên nhẹ nhàng ném động ê ẩm, cánh tay, mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào kia giấy tuyên thành thượng rất sống động đồ án, ha ha, nếu này trà cụ có như thế tốt thị trường. Cái loại này loại liền nhất định không thể là chỉ một, nàng vừa mới nghe Xảo Nhi nói chuyện khi, trong lòng cũng đã có một cái không tiêu tiền đáp lễ, hơn nữa, nàng có thể kết luận này phân lễ đối với tiền tài tới nói, có thể so bất cứ thứ gì đều tới quan trọng, cảm giác cánh tay đã không có như vậy toan. Kiều Xuân lại lần nữa, ngồi xuống, rút ra một chương giấy tuyên thành, dương nhiều đưa tiền tài viết một phong có thể nói là thương nghiệp mật hàm tin. dùng tuyên chương tự chế một cái đại phong thư, đem vừa mới họa bản vẽ cùng Xuân Mãn Viên khu vực đồ còn có thư từ cùng nhau trang, ở bên trong, cũng cẩn thận phong lên, nhìn phong thư thượng tiền tài thân khải bốn cái chữ to, lúc này mới lười biếng duỗi cái lười eo, cầm tin phục trong phòng đi ra. Xảo Nhi, phương diện này có tân sơ đồ phát thảo, còn có một phần là nhà của chúng ta vườn trà khu vực đồ, ngươi lấy về đi giao cho nhà ngươi thiếu gia xem, hắn nhìn sau này tự nhiên liền sẽ minh bạch. Kiều Xuân mỉm cười nhìn chính liêu đến lửa nóng Lâm thị cùng Xảo Nhi các nàng, chậm rãi đi hướng trước, đem trong tay phong kín đồ tốt giao cho Xảo Nhi trong tay. Xảo Nhi liếc mắt một cái trong tay cái kia quái dị đại phong thư, nhợt nhạt cười đáp, đại tẩu, ngươi yên tâm, ta lần này đi lập tức liền giao cho thiếu gia. Nói lại xoay người đối một bên Lâm thị, nói, bá mẫu, đại tẩu, đào hoa, ta phải đi trở về, trước mắt trà trang tương đối vội, mấy ngày nay thiếu gia nhà ta nhưng đều tự mình chạm quầy, không có nghỉ ngơi quá đâu, ta cũng nên trở về hỗ trợ, chúng ta sau liêu. Xảo Nhi, có rảnh lại đây ngồi a, bá mẫu cho ngươi làm ăn ngon. Lâm thị đứng ở sân khẩu, đối với ngồi ở trên xe ngựa Xảo Nhi hô. Đào hoa ửng đỏ mắt, lưu luyến không rời huy xuống tay, Xảo Nhi tỉ tỉ, dỗi rãnh, nhưng nhớ rõ muốn tới tìm đào hoa a. Thiếu gia, Xảo Nhi từ trong núi thôn đã trở lại, cái này là đường phu nhân làm ta giao cho ngươi. Xảo Nhi xuống xe ngựa sau, bước nhanh đi vào trà trang, đem trong lòng ngực đại phong thư đưa tới đang ở hướng pha trà canh tiền tài trước mặt, ánh mắt cầm lòng không đậu liếc về phía tiền tài mặt, ngơ ngẩn nhìn hắn. Xảo Nhi tuy rằng ở đường ra xưng Kiều Xuân vì đại tẩu, kêu Lâm thị vì bá mẫu, nhưng ở nhà mình thiếu gia trước mặt, nàng chính là trung quy trung củ, không cảm vượt qua nửa phần. Tiền tài chợt buông trong tay tách trà có nắp, nhanh chóng duỗi tay tiếp nhận Xảo Nhi trên tay đại phong thư, ánh mắt hơi có chút mê ly nhìn chằm chằm phong thư thượng quyên tú tự, đứng lên đối tiền về cùng Xảo Nhi giao đãi một tiếng, xoay người liền một đầu chui vào hậu viện thư phòng. Xảo Nhi, không có lậu trả tiền tài đôi mắt bên trong lưu tranh kỳ quang tia sáng kỳ dị, không khỏi quay đầu đi nhìn hắn bóng dáng, nhẹ giọng thở dài, trong lòng không cấm mạn thượng đầy ngập sát vị. Ai, hy vọng thiếu gia đối đường đại tẩu không phải nàng tưởng như vậy, nếu thật là như vậy, khổ sẽ chỉ là thiếu gia chính mình, lão gia cùng phu nhân nói cái gì, cũng không có khả năng đáp ứng làm hắn cưới một cái quả phụ vào cửa. Tiền tài đóng cửa lại, sậu chạy bộ tiến nội phòng án thư, thuần thục mở ra phong thư, đầy mặt kinh hỉ nhìn nhảy vào mi mắt bản vẽ, một vài bức sinh động như thật đồ án mong chờ lọt vào trong tầm mắt, có trắng tinh mang theo hoàng nhụy hoa trà, có xanh tươi cây trúc, có ngạo nghễ hồng mai, có giống trinh phu quý mẫu đơn, thú vị vị mười phần trà vại, còn có tiền tài cầm lấy cuối cùng một chương bản vẽ, đẹp lông mày tức khắc ninh thành một sợi dây thừng, tinh tế đánh giá nửa ngày, cũng không biết kia đóa hoa cánh trung mang theo giò xương hoa là cái gì hoa. Qua hảo sau một lúc lâu, tiền tài mới đưa trong tay bản vẽ thả xuống dưới, từ trên bàn cầm lấy lá thư kia, tinh tế nhìn lên, ha ha, quả thật là một cái tâm linh thủ xảo nữ tử, thương nghiệp phương diện, cũng chút nào không thua hắn cái này hàng năm ở thương giới trung bò lăn người. Này thật đúng là một phần đại lễ a, có như thế thật tốt xem đồ án, sản phẩm chủng loại liền sẽ phong phú lên, khách nhân lựa chọn tính nhiều, này sinh ý tự nhiên cũng liền sẽ càng ngày càng tốt. Tầng chót nhất một bức đại đồ còn lại là đường ra vườn trà đồ, tiền tài nhìn đồ hạ trà miêu dự tính số lượng chờ một ít quy tắc chi tiết thượng con số cùng nội dung, trầm tư một hồi lâu, mới nhẹ nhàng thả xuống dưới, từ đông đảo sơ đồ phát thảo chung lấy ra một bức, nhấc chân liền vội vã đi ra thư phòng. Tiền về, ngươi cầm này trương bản vẽ đi tìm một chút phố đuôi Trương thợ mộc, hỏi một chút hắn có thể hay không làm ra vật như vậy ra tới, giá tiền công là nhiều ít, một ngày có thể làm nhiều ít. Đúng vậy, thiếu gia. Tiền về ứng thanh, tiếp nhận sơ đồ phát thảo, lập tức liền hướng thiếu gia chỉ định địa phương chạy đến. Xảo Nhi hơi trao mi, nhìn tiền về vội vàng bóng dáng, quay lại liếc mắt một cái như suy tư gì tiền tài, cúi đầu, tiếp tục vội vàng trong tay sống. Từ Kiều Xuân giáo nàng như thế nào dùng trà cụ hướng pha trà sau, nàng đã bị thiếu gia điều đến trà trang hỗ trợ, bởi vì tỉnh thành cũng khai một nhà trà mới trang, cho nên mấy ngày nay nàng nhưng không thiếu đi theo tiền tài chạy ngược chạy xuôi. Tuy là mệt mỏi chút, nhưng nàng lại là phi thường vừa lòng loại này sinh hoạt, bởi vì, nàng có thể có nhiều hơn thời gian cùng thiếu gia ngốc tại cùng nhau, trọng điểm là thiếu gia cũng càng thêm coi trọng nàng. Xảo Nhi, ngươi đem kia bộ trà cụ trà vải toàn bộ đều chứa đầy lá trà, lại thả lại đi. Tiền Tài quay đầu đi đối trên quầy hàng Xảo Nhi phân phó nói, xoay người lại một đầu chui vào thư phòng. Là, thiếu gia. Xảo Nhi nhẹ nhàng ứng thanh, liền xuống tay bắt đầu ấn Tiền Tài ý tứ làm khởi sự tới. Kiều Xuân bên này thì tại tiễn đi Xảo Nhi sau, lại tiếp tục quét tước vệ sinh, tuy rằng trong nhà chỉ có nhị gian phòng, một gian nhà chính, một gian phòng bếp, chính là quét tước lên cũng vẫn là man phí thời gian. Khụ Đào Hoa đứng ở trên ghế ra sức giơ một cái dùng làm lúa hỏa cột, vào đuôi quả nhiên thật dài gậy trúc, dọn dẹp xá ngang thượng mạng nhện cùng cho bụi, nghe được Kiều Xuân bị sặc đến ho khan lên, liền ngừng lại, cúi đầu quan tâm nhìn nàng, nói, đại tẩu, ta xem ngươi vẫn là đi ra ngoài tản bộ đi, trong nhà cho bụi quá lớn, này đó quét tước sự tình ta cùng nương tới làm là được. Đúng vậy, Xuân Nhi, ngươi đi ra ngoài đi một chút. Một bên rửa sạch phòng trong tạp vật Lâm thị cũng quay đầu, hướng chính che miệng ho khan Kiều Xuân phất phất tay. Kiều Xuân khẽ gật đầu, đáp, nương, vậy vất vả ngươi cùng Đào Hoa, ta đây liền đi ra ngoài đi một chút. Lộc cộc tiếng vó ngựa từ chuyển biến chỗ chuyển đến, theo mã phu ngựa một tiếng, một chiếc siêu cấp xa hoa xe ngựa liền ngừng ở đường ra sân khẩu. Trong phòng Lâm thị cùng Đào Hoa nghe tiếng, động tác nhất trí đứng ở cửa hướng xe ngựa nhìn xung quanh. Kiều Xuân cũng là ngơ ngác đứng ở nhà mình trong viện, ngơ ngẩn nhìn xe ngựa, trong lòng không cấm nói thầm, này Tiền Tài sẽ không như thế mau lại tới nữa đi, vài thứ kia hắn là xem không hiểu sao. Chỉ thấy kia mã phu tất cung tất kính nhảy xuống xe, mở cửa xe, cúi đầu, hèn mọn chiều trên xe ngựa, thỉnh an, thiếu gia, đường ra tới rồi. Kiều Xuân trong lòng không cấm thầm mắng Tiền Tài chơi đại bài, bất quá, trong lòng lại xẹt qua nhẹ nhẹ nghi hoặc. Lẽ ra lấy nàng nhận thức Tiền Tài không giống như là loại này ái phô trương người à, chẳng lẽ này trong xe ngựa người không phải Tiền Tài, kia lại là ai? Chính mình nhưng không nhớ rõ có nhận thức như thế nhiều nhà giàu nhân gia thiếu gia. Ân, theo một tiếng hừ nhẹ, trên xe ngựa chui ra một cái phì đầu mặt béo phì, đậu, viên mắt miệng rộng, viên đôn đôn dáng người, nhưng trên người xuyên y phục lại là rất xa hoa, cũng thực hoa lệ. Tóc dùng một cái ánh vàng rực rỡ phát vòng châm, dùng một chi châm ngọc cố định, sao xem đều là một cái nhà giàu mới nổi trang phục. Kiều Xuân gắt gao nhấp miệng nhịn xuống muốn cười to xúc động, mắt không dám nhìn chằm chằm vào hắn xem, sợ chính mình sẽ nhịn không được phun cười ra tới. Ngạch thần a, người này cùng hiện đại người nổi tiếng trên internet tiểu béo, giỡn chơi bản còn chỉ có hơn chứ không kém, cái này nàng thật là... Có thể xác định chính mình không quen biết trước mắt vị thiếu gia này. Kia nam tử vừa lòng nhìn Kiều Xuân trốn tránh ánh mắt, chậm rãi đứng ở Kiều Xuân trước mặt, biểu tình ngạo mạn ngắm liếc mắt một cái Kiều Xuân, theo tầm mắt hạ di, nao nao nhìn chằm chằm nàng kia cao cao phồng lên bụng, tùy tiện tùng tùng mi, cười lạnh hỏi, ngươi chính là Kiều Xuân? Ta là... Kiều Xuân nhìn thẳng hắn, nga không, phải nói là... Trừng mắt hắn, thanh thúy đáp. Bởi vì hắn ánh mắt làm nàng cảm thấy phi thường không thoải mái, nàng cũng sẽ không thật đương hắn là cái chủ, ở nàng địa bàn thượng, dám như vậy vô lễ đánh giá nàng người, hắn là cái thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một cái. Ngươi biết ta là ai sao? Kia nam tử hơi hơi có chút không vui, vùng trong mắt bính ra một đạo lãnh quang, không biết. Kiều Xuân làm lơ hắn không vui, lạnh lùng bỏ qua một bên mắt, sợ khó coi đồ vật nhìn đến nhiều, sẽ dọa đến trong bụng bảo bảo, vẫn là cái nhanh mồm dẻo miệng không biết xấu hổ nữ nhân, cư nhiên liền ta đường đường Tiền gia con vợ cả đều không quen biết, còn vọng tưởng cùng kia dã loại giành Tiền gia tài sản. Hừ, kia phùng mắt nam thật mạnh kêu rên một tiếng, tục mà nhìn Kiều Xuân bụng khinh miệt âm thanh lạnh lùng nói, ta hôm nay là cố ý tới nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng sinh dã loại liền có thể tiến ta Tiền gia đại môn. Hừ, hắn đều không được, ngươi cho rằng ngươi còn, ta đánh chết ngươi cái này miệng chó phun không ra cái ngả voi xỉu bát quái, ngươi nói cái gì đâu, ta xem ngươi mới là dã loại đâu, dám can đảm như vậy nói nhà ta tôn tử. Kia nam nhân còn chưa nói xong, đã bị ở một bên nghe đã sớm đỉnh đầu bốc khói Lâm thị, thuận tay cầm lấy dưới mái hiên cái chổi, đổ ập xuống liền hương hắn tiếp đón lại đây. Từ đâu ra điên nữ nhân? Tiền hai, ngươi là cái người chết chạy nhanh đem cái này điên nữ nhân cho ta kéo ra, kia nam nhân một bên chật vật trốn tránh, một bên khí hung bại cấp chiều kia sa phu mắng uống, ngươi dám, đông dạng nổi trận lôi đình đào hoa cũng chừng lớn mắt, dơ vừa mới, ở trong phòng quét mạng nhện gậy trúc nhắm ngay kia tùy thời lấy động mã phu, lạnh lùng quát, thật là cái thùng cơm, một cái tiểu cô nương đều sợ thành như vậy, kia phùng mắt nam tránh thoát Lâm thị huy xuống dưới cái chổi, nhanh tay lẹ mắt thuận thế đổ một phen Kiều Xuân, xoay người liền mất mạng hướng xe ngựa kia chạy tới, A Kiều Xuân thân mình lập tức mất đi cân bằng, tức khắc ngã ở lạnh băng trên mặt đất, nháy mắt bụng liền truyền đến đau nhức, một cổ dòng nước ấm từ dưới thể chảy ra, ách, Xuân Nhi, ngươi như thế nào lạp, Lâm thị nâng lên chân, vừa định đuổi theo đánh kia phùng mắt nam, nhưng nghe được Kiều Xuân đau tiếng hô khi, chợt sợ tới mức đem cái chổi hướng trong viện một ném, về phía trước ngồi xổm Kiều Xuân bên người, sốt ruột nhìn nàng hỏi, đại tẩu, ngươi như thế nào, đào hoa chợt ném xuống gậy trúc, mãn đầu óc chỗ trống nhìn chằm chằm Kiều Xuân nháy mắt bị nhiễm hồng làn váy, cứu mạng A, mau tới người A, cứu mạng A, mau tới người A, Lâm thị trừng lớn mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Xuân nháy mắt bị nhiễm hồng làn váy, kịch liệt run rẩy thân mình, xả đại giọng nói liều mạng kêu cứu lên, này đây là như thế nào lạp, đường đệ muội, nhà ngươi Xuân Nhi đây là muốn sinh sao, khách vách Liêu đại nương vừa mới đang âm thầm nhìn trộm đường ra cùng người xa lạ hỗ động, vốn tưởng rằng ngày mai lại có thể cầm trực tiếp giải trí tư liệu, hảo hảo hướng những cái đó bát quái thôn phụ nhóm tự, không nghĩ tới lại nhìn đến như vậy hô thiên kêu mà trường hợp, tức khắc, từ trong phòng chạy ra, vòng qua hai nhà chi gian rào che tường, chạy đến đường ra trong viện lo lắng nhìn Kiều Xuân vẻ mặt thống khổ bộ dáng, tuy rằng nông thôn phụ nữ ở giải trí bần cùng dưới tình huống, thích ba năm nhị đàn ghé vào cùng nhau, đông ra trưởng tây ra đoạn, nhưng là, ở khẩn cấp thời điểm vẫn là lẫn nhau hữu ái, Liêu đại tẩu, Xuân Nhi có thể là xóa thai khí, sợ là muốn sinh non, ngươi nhanh lên giúp ta đi kêu Thạch đại tẩu lại đây, Lâm thị gấp đến độ rớt xuống đậu viên nước mắt, quay đầu hai mắt nước mắt lưng tròng đối với Liêu đại nương, nói, ai, ta đây liền đi, Liêu đại nương đứng lên, xoay người nhấc chân liền đi, mới vừa đi vài bước lại ngừng lại, nhíu chặt mày, nhìn kia càng nhiễm càng hồng váy, vội vàng ra tiếng nhắc nhở Lâm thị, này bên ngoài thiên lãnh, trên mặt đất cũng thực băng, cũng không thể làm Xuân Nhi trừ khí lạnh, chúng ta vẫn là trước đem Xuân Nhi đỡ đến trong phòng đi thôi, Lâm thị thân mình rõ ràng run rẩy một chút, trong lòng không khỏi sát một tiếng, la lên một tiếng không tốt, ai, thật là càng sống lướt qua đi, cư nhiên đem như thế chuyện quan trọng cấp quên mất, ngước mắt cảm kích nhìn Liêu đại nương, nói, nha, thật là muốn cảm ơn đại tẩu tử nhắc nhở, nhìn, ta này một sốt ruột liền đã quên sản phụ không thể cảm lạnh này một vụ, nói lại quay đầu đi sốt ruột nhìn đào hoa, hô, đào hoa, đừng lại ngây người, nhanh lên giúp một chút, chúng ta đến trước đem ngươi đại tẩu nâng đến trong phòng đi, Xuân Nhi, chúng ta đỡ ngươi, ngươi có thể đi được lộ sao? Các nàng ba người thử vài hạ cũng chưa có thể nâng lên Kiều Xuân, Lâm thị nước mắt ở hốc mắt xoay quanh, sốt ruột phủ ở Kiều Xuân bên tai, nhẹ giọng hỏi, Kiều Xuân lúc này đã đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng, bụng cũng là một trận rảo đau, nàng kêu rên, gian nan mị mở mắt trừ, hơi không thể thấy chiều nàng gật gật đầu, lại như thế nào nàng cũng biết lúc này nằm ở lạnh băng trên mặt đất, đối chính mình cùng hài tử thân thể đều là một loại thương tổn. Này thời khắc mấu chốt chính là lại đau lại nhịn không nổi, nàng cũng đến cắn răng nhấc chân nương các nàng lực, đem chính mình đưa vào, trong phòng đi, 1, 2, 3, đại tẩu dùng sức, đại tẩu kiên trì trụ, theo đào hoa tiết tấu chỉ huy, ba người đồng lòng dùng sức, run run rẩy rẩy đỡ Kiều Xuân một bước một cười nhạo vào phòng, đãi nàng nằm ở ấm áp trên giường, Liêu đại nương mới xoay người bay nhanh hướng lên trên sườn núi lĩnh chạy tới. Các nàng trong núi thôn chỉ có một bà mụ, nàng chính là hổ đá tử hắn nương, nhân xưng Thạch đại nương, nghe nói nàng đỡ đẻ kỹ thuật thực hảo, trong thôn bọn tiểu bối cơ hồ, đều là từ nàng đỡ đẻ, a nương, đau quá a. Kiều Xuân nằm ở trên giường, đôi tay gắt gao nắm chặt chăn, nhắm mắt, trên trán trên mặt tất cả đều là hãn, rơi rụng xuống dưới sợi tóc dán ở trên mặt, càng là sấn đến sắc mặt tái nhợt đến dọa người, Lâm thị ngồi ở mép giường. Nhìn thống khổ Kiều Xuân, hai mắt đẫm lệ bá đi xuống rớt, trong lòng đã là đem cái kia phùng mắt nam tổ tông 18 đại đều thăm hỏi biến, thương tiếc rút ra khăn tay, nhẹ nhàng giúp nàng trà lau, trên mặt mồ hôi, cổ vũ nàng, nói, Xuân Nhi, nhẫn một chút, đợi lát nữa Thạch đại tẩu liền tới rồi. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, quay đầu đối đứng ở một bên yên lặng lau nước mắt Đào Hoa, nói, Đào Hoa, ngươi nhanh lên đi phòng bếp nấu nước, càng nhiều càng tốt, đợi lát nữa phải dùng, mau đi. Nga, Đào Hoa khàn khàn lên tiếng, nhanh chân liền hướng phòng bếp chạy tới, nàng hảo cấp a, hảo lo lắng a, đã chờ mong tiểu cháu trai đến lâm, lại sợ hãi tẩu tử có cái gì vạn nhất, rốt cuộc nàng lại không hiểu cũng biết, hiện tại còn không phải đại tẩu sản kỳ, hướng thông tục nói, đây là sinh non, hơn nữa vẫn là dị thường sinh non, nếu nhà nàng tiểu cháu trai cùng đại tẩu có cái gì nói, nàng nhất định đi tìm cái kia xỉu bát quái báo thù. A, trong phòng lại truyền đến Kiều Xuân đau tiếng la, nghe tiếng mà đến thôn dân nam toàn bộ đều tê ở trong sân, nữ toàn tê ở đường ra chợ thủ. A, Đào Hoa nghe được Kiều Xuân trong phòng truyền đến đau tiếng la, tắc củi tay nhỏ không cấm dừng một chút, một trương mặt phấn nhân được ngay ba, nhưng thật ra một bên hổ tử tức phụ nhịn không được, ra tiếng trấn an nàng, Đào Hoa muội tử, ngươi yên tâm, ngươi đại tẩu nhất định sẽ lớn nhỏ bình an, nữ nhân này sinh qua đều là muốn chịu này một chuyến tội. Thật vậy chăng? Đào Hoa nâng lên nước mắt loang lổ khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm hổ tử tức phụ. Ân, Đào Hoa nhìn nàng thật mạnh gật đầu, lúc này mới hơi chút yên tâm một chút. A, trong phòng Kiều Xuân kêu đến giọng nói đều ách, mệt đến cả người thất kính, nhưng trong bụng hài tử giống như cũ không có muốn ra tới ý tứ, nàng mệt mỏi quá, hảo tưởng nghỉ ngơi một chút. Xuân Nhi, ngươi đừng ngủ à, ngươi dùng sức à, dùng sức, hài tử thực mau liền có thể ra tới. Canh giữ ở mép giường Lâm thị hoảng sợ nhìn Kiều Xuân chậm rãi nhắm lại mí mắt, cúi đầu ở nàng bên tai, lớn tiếng kêu nàng, run nhẹ nhẹ tay, dùng sức phe phẩy nàng bả vai, không được, nàng không thể làm Xuân Nhi ở ngay lúc này đã ngủ, nàng đến kêu, lớn tiếng kêu, dùng sức này một buồn ngủ vị cái gì, nàng có thể so ai đều rõ ràng. Nương, ta mệt mỏi quá. Kiều Xuân nhíu chặt mày, mắt gian nan mị thành một cái phùng, toàn thân hư thoát nhìn Lâm thị, mỏng manh nói, Xuân Nhi, lúc này ngàn vạn không thể ngủ, nghe nương nói, dùng sức, hài tử thực mau liền có thể ra tới. Lâm thị nước mắt tháp dừng ở Kiều Xuân mu bàn tay thượng, giống như là nóng bỏng nước sôi tích ở mặt trên, nương đến nàng đau nhức lên. A, trong bụng lại truyền đến quặn đau, Kiều Xuân chợt bắt lấy Lâm thị tay, lớn tiếng kêu to lên, tử nặc tức phụ, nghe đại nương cùng ngươi nói, ngươi trước hít sâu, lại dùng lực, nghe đại nương khẩu hiệu tới, nghe thấy được sao? Thạch đại nương thăm quá mực tới, nhìn chằm chằm mặt đều đã đau đến củ thành một đoàn Kiều Xuân, nói, đúng vậy, đối, Xuân Nhi, ngươi Thạch đại nương chính là rất lợi hại bà mụ, ngươi nghe nàng lời nói chuẩn không sai. Lâm thị không một cái tay khác, dùng sức nắm chặt Kiều Xuân tay, kia chỉ bị nàng nắm chặt tay, chính nóng rát đau, mà nàng lại không bỏ được rút ra, bởi vì, nàng biết Kiều Xuân giờ phút này yêu cầu thân nhân cấp dung khí, nếu có thể đổi lấy Xuân Nhi mẫu tử bình an, tay nàng chính là tàn, phế đi, nàng cũng cảm thấy đáng giá. Hấp lực, dùng sức, hấp lực, dùng sức. Kiều Xuân cường đánh lên tinh thần, nghe Thạch đại nương khẩu hiệu, dùng sức hút khí lại dùng lực, vòng đi vòng lại, cũng không biết trải qua bao lâu, theo qua một tiếng anh đề, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tức khắc lâm vào trong bóng tối. Xinh lạp, đường đệ muội, chúc mừng ngươi a, là cái béo tiểu tử. Thạch đại nương nhanh nhẹn một tay thác ôm trẻ con, một tay tiếp nhận thiết thẩm cho nàng truyền đạt kia đem vừa mới ở hỏa thiêu quá kéo, sát một tiếng, cắt xuống mẫu thân cùng hài tử chi gian hệ mang. Xuân Nhi, ngươi tỉnh, hài tử sinh hạ tới rồi, là cái đại béo tiểu tử. Lâm thị nhẹ nhàng vỗ Kiều Xuân mặt, nhưng nàng lại tựa hồ ngủ rồi, vẫn không nhúc nhích. Lâm thị kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thạch đại nương, trong mắt đựng đầy hoảng sợ, mấp máy môi, cấp bách nói, Thạch đại nương, ngươi nhanh lên đến xem Xuân Nhi, nàng đây là như thế nào lạc, không tốt, xuất huyết lạc. Thạch đại nương kinh ngạc nhìn kia mãnh liệt mà đến máu loãng, đem hài tử giao cho thiết thẩm trong tay, cúi đầu một bên nghiêm túc kiểm tra Kiều Xuân thân mình, một bên đối canh giữ ở mép giường Lâm thị phân phó nói, đường em dâu, ngươi nhanh lên chụp tỉnh Xuân Nhi, không thể làm nàng ngủ rồi. Xuân Nhi, ngươi tỉnh. Xuân Nhi, ngươi không thể ngủ à, Xuân Nhi, ngươi nhanh lên tỉnh lại, ngươi nghe một chút hài tử đều khóc, hắn ở tìm hắn mẫu thân đâu, hắn đói bụng, muốn uống nãi. Xuân Nhi đường đệ muội, nhà ngươi bên trong có hay không nhân sâm, nếu có liền mau đi tìm tới nấu chén canh sâm cho nàng rót hết. Thạch đại nương mồ hôi đầy đầu ngẩng đầu, thiên đầu trên vai thượng cọ cọ mồ hôi trên trán, dính ở trên tay màu tươi hết sức làm người nhìn thấy ghê người. Nhân sâm, Lâm thị ngơ ngẩn nhìn Thạch đại nương, sửng sốt một hồi lâu, mới đột nhiên nhớ tới hôm nay Xảo Nhi đưa tới đông đảo đồ vật bên trong, thật đúng là giống như liền có mấy cái nhân sâm, nghĩ, vội vàng buông Kiều Xuân tay, xoay người liền hướng tự mình trong phòng chạy tới. Nương, ta đại tẩu như thế nào lạp, hài tử có phải hay không sinh hạ tới, ta nghe được trẻ con tiếng khóc. Lâm thị vừa ra khỏi cửa, sốt ruột làm chờ đợi ở ngoài cửa Đào Hoa liền bắt lấy tay nàng, bức thiết hỏi, buông tay, Đào Hoa, nhanh lên đi ta trong phòng tìm một chút hôm nay Xảo Nhi đưa tới nhân sâm, tìm được sau nấu chén canh sâm làm người tiến vào. Lâm thị nhìn ngơ ngác nhiên Đào Hoa, không cấm khí đánh một chỗ tới, hướng về phía nàng hét lớn một tiếng, mau đi, ngươi lại không đi, ngươi tẩu tử liền không lạp. Phanh, Lâm thị mở cửa, xoay người liền bay nhanh lóe vào Kiều Xuân trong phòng. Đào Hoa muội tử, ngươi đây là nhanh lên đi tìm a, ta đi trước phòng bếp nấu nước. Hổ tử tức phụ chạm Đào Hoa khuỷu tay, vội vàng nói, nha, xem ra Kiều Xuân tình huống không lạc quan à, tính nàng nhật tử giống như mới vừa bước vào thứ 8 tháng, ngạn ngữ có truyền, 7 tháng, sống, 8 tháng chết, làm không hảo này sinh hạ tới hài tử đều khó tồn tại xuống dưới, ai, này đường ra cũng không biết là như thế nào làm, mỗi người đều là người tốt, nhưng như thế nào liền sẽ như vậy bất hạnh. Hổ tử tức phụ cau mày, dậm chân, thật dài thở dài một hơi, lại lần nữa chui vào trong phòng bếp, chờ ở trong viện hán tử nhóm, vừa thấy này giá thức, một đám tức khắc đều bình khí, duỗi trường cổ, ánh mắt xuyên thấu qua nhà chính, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Xuân, cửa phòng. Những người này đều là ngày thường cùng đường ra quan hệ tốt hơn, còn có chính là lần trước giúp đường ra lật qua mà, mấy ngày nay xuống dưới, bọn họ đối Kiều Xuân chính là bội phục thật sự, cũng rất là cảm kích nàng cho đoàn người một cái kiếm tiền cơ hội. Cho nên, lúc này vừa nghe đường ra ra này tra sự, tất cả đều đứng ở trong viện, mạo hiểm gió lạnh, lẳng lặng chờ tin tức, cũng có không ít người, dậm nấm chân chính mình như thế nào không có vừa nghe đến tiếng vang liền tới đây nhìn xem, nếu có bọn họ ở, nam nhân kia như thế nào cũng không có khả năng bị thương đến Kiều Xuân. Trong viện trong đám người, nhất xông ra người vẫn là cái kia ngồi xổm rào che hạ, khẩn ninh mày, trong miệng chính hít mây nhả khói hút thuốc lá sợi Thiết Long thôn trưởng. Hắn từ vừa mới qua lại đi lại, đến bây giờ trầm mặc ngồi xổm một bên, cặp kia mày rậm liền chưa từng giãn ra quá, mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất, giống như trên mặt đất có vàng dường như. Xuân Nhi, ngươi tỉnh tỉnh. Lâm thị cùng Liêu đại nương một người một bên, phủ ở nàng đỉnh đầu phía trên, lớn tiếng kêu nàng, tay cũng không ngừng nhàn loạn choạng nàng. A, việc lớn không tốt, trong bụng giống như còn có một cái oa oa đâu. Đang ở xử lý Kiều Xuân hạ hài hòa thân Thạch đại nương, đột nhiên kêu lớn lên, ngay sau đó lại phục hồi tinh thần lại, hỏa tốc từ bàn gỗ thượng đổ một ly nước lạnh, hàm ở trong miệng đối với Kiều Xuân mặt liền một ngụm phun đi xuống, phốc khụ. Kiều Xuân chậm rãi căng ra trầm trọng mí mắt, phát giác lỗ tai không có nghe được trẻ con tiếng khóc, tức khắc nóng nảy lên, bắt lấy Lâm thị tay, khóc lóc khang hỏi, nương, hài tử đâu, ta hài tử đâu, ông trời a, không cần, nàng không cần, ngàn vạn không cần lại đến một lần, hài tử hảo, Xuân Nhi, ngươi nhanh lên hít sâu, lại dùng lực, ngươi trong bụng còn có một cái đâu, hài tử nếu là ở trong bụng nghẹn lâu rồi, sẽ Lâm thị. Hồi cầm Kiều Xuân tay, vội vàng kêu, a, lời này vừa ra hạ, Kiều Xuân bụng quả nhiên lại bắt đầu đau lên, nhưng nàng đã chống đỡ lâu lắm, nàng hiện tại thanh âm lại ách lại phá, cả người mệt mỏi, căn bản là phối hợp không được kia hít sâu lại dùng lực hiệu lệnh. Tới rồi, canh sâm tới rồi, nhanh lên uy nàng uống xong đi. Hổ tử tức phụ bưng canh sâm, đi đến, vội vàng đưa tới Lâm thị trong tay. Lâm thị run rẩy xuống tay, cũng mặc kệ canh sâm có phải hay không có sái đến Kiều Xuân trên mặt, có hay không năng đến nàng, nhanh chóng hướng mì nước thượng thổi khí, một muỗng uy nàng. Nửa chén canh sâm xuống bụng sau, Kiều Xuân chỉ cảm thấy cả người lại có lực lượng, liền lại bắt đầu đi theo Thạch Đại Nương khẩu hiệu, hít sâu lại dùng lực, chỉ chốc lát sau, nàng chỉ cảm thấy hạ thể có một cái cục đá trọng lượng đồ vật rớt xuống dưới, ngay sau đó liền nhìn, đến Thạch Đại Nương vẻ mặt trầm sắc một tay dẫn theo hài tử chân, bàn tay to dùng, sức hướng tiểu hài tử cái mông một phách, một tiếng mềm mại vô lực trẻ con tiếng khóc truyền vào mọi người lỗ tai. Con hảo, chính là kế tiếp đến hảo hảo bảo quản cái này tiểu nha đầu. Thạch Đại Nương nghe hài tử tiếng khóc, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp theo lại lưu loát cắt đoạn cuồng rốn, dùng bố một bao, liền đem hài tử giao cho Thiết Thẩm trong tay, làm nàng đến một bên đi giúp hài tử thanh khiết một chút lại mặc quần áo. Kiều Xuân khóe miệng tràn ra mỉm cười ngọt ngào, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc hạ xuống, chậm rãi khép lại mi mắt, tùy ý chính mình chìm vào vô biên mộng đẹp. Thật tốt, hài tử đều bình an, thật tốt, Long Phượng thai, nàng tha thiết ước mơ Long Phượng thai, một giấc này nàng ngủ ngon trầm, cũng hảo ngọt, trong mộng mơ hồ thấy được chính mình một tay ôm một cái hài tử, ngồi ở một chiếc xe ngựa, đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, một cái tuấn mỹ nam nhân thăm dò tiến vào, hắn khóe miệng tràn ra một mặt nhu nhu tươi cười, khóe miệng lê hoa như ẩn như hiện, tình thâm chậm rãi cùng nàng bốn mắt chạm nhau. Xuân Nhi, ngươi hảo mỹ, ha ha. Kiều Xuân nghe nam nhân kia nói, không khỏi liệt miệng nở nụ cười. Đại tẩu, ngươi tỉnh tỉnh. Ách, Kiều Xuân nhíu nhíu mày, dùng sức căng ra trầm trọng mí mắt, nghi hoặc nhìn Đào Hoa, nhẹ giọng hỏi, Đào Hoa, như thế nào lạp? Đào Hoa thật mạnh hô một hơi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Kiều Xuân, theo khóe miệng hướng về phía trước nhếch lên, vui sướng trong giọng nói bí mật mang theo một chút kinh hoảng, nói. Đại tẩu, ngươi ngủ tiếp đi xuống, cũng thật chính là sẽ đem ta hù chết. Ngươi cũng không biết, ngày hôm qua ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, ta có bao nhiêu sao sợ hãi. Kiều Xuân nâng lên tay, nhẹ nhàng phủ lên nàng gương mặt, mãn nhãn thương tiếc nói, thực xin lỗi, là đại tẩu sai rồi, là đại tẩu hại Đào Hoa lo lắng, ha ha. Nàng lúc này mới phát hiện Đào Hoa bên phải trên má có một cái nhợt nhạt lê oa, vừa mới miệng nàng hướng về phía trước kiều khi, lê hoa như ẩn như hiện xinh đẹp cực kỳ. Lê hoa, chẳng lẽ xuất hiện ở chính mình trong mộng nam nhân là Đường Tử Nặc? Đào Hoa, đại tẩu cũng không biết ngươi bên phải trên má có cái lê hoa đâu, ha ha, nương nói cái này lê hoa chính là chúng ta Đường gia chuyên trúc phẩm Nga, ta cùng đại ca đều giống nhau, chỉ có bên phải trên mặt mới có, chờ thêm đoạn thời gian. Tiểu cháu trai nhóm lớn lên một chút sẽ cười thời điểm, ngươi nhất định có thể nhìn đến, bọn họ má phải thượng lê hoa. Đào Hoa vỗ về mặt, vui vẻ nở nụ cười, mắt không tự giác nhìn chính ngủ ở Kiều Xuân bên người bảo bảo, có lẽ là bởi vì sinh non nguyên nhân, này hai cái bảo bảo thể trọng bình quân chỉ có 4 cân, hơn nữa, từ ngày hôm qua sinh hạ tới sau này, liền vẫn luôn ngủ say, cũng không khóc muốn uống nãi, liền mắt đều không mở to một chút. Liền ở Kiều Xuân ngủ say một ngày một đêm, nàng cùng Lâm thị luôn lưu thủ ở mép giường, nhìn Kiều Xuân cùng hài tử, ha, ha. Kiều Xuân nghiêng đi thân mình, ngơ ngẩn nhìn hai cái phấn nộn bảo bảo, bọn họ lông mi thật dài lộ ở mí mắt ngoại, hơi hơi hướng về phía trước cong vút, có lẽ là bởi vì mẫu tử liên tâm, liền ở nàng mỉm cười đánh giá hài tử đồng thời, hai đứa nhỏ cư nhiên không hẹn mà cùng mở mắt ra, tò mò nhìn bọn họ mẫu thân. A, à, bọn họ tỉnh ngủ, ha ha, hảo đáng yêu Nga, nhìn, bọn họ tròng mắt hảo hắc, hảo lượng Nga. Đào Hoa hưng phấn nhìn vừa mới mở mắt ra hài tử, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, quay đầu đối với ngoài cửa, la lớn, nương, ta đại tẩu cùng tiểu cháu trai đều tỉnh lạp, mau tiến vào xem a. À. Hảo đáng yêu Nga, phịch một tiếng, mở cửa, phịch một tiếng, đóng cửa. Lâm thị đẩy vung, liệt nói thẳng hướng mép giường đi tới, cười ha hả đứng ở trước giường nhìn đã tỉnh ngủ lại đây mẫu tử bà, tươi cười lộng lẫy trên mặt, chợt chảy xuống hai hàng thanh lệ, ngu, ngu, ngu. Lâm thị nhịn không được hỉ uống mà khóc, duỗi tay một bên xoa nước mắt, một bên cảm ơn nói, thật là tổ tiên phù hộ a, cho các ngươi mẫu tử ba bình an không có việc gì, làm chúng ta lão Đường ra hương khói có thể lại tục. Ha ha, nương mau đừng khóc, hẳn là vui vẻ, không phải sao? Kiều Xuân cười nhìn Lâm thị, nhẹ giọng trấn an nàng, Đường đại tẩu, ở nhà sao? Trong viện truyền đến Thiết Thẩm thanh âm, trung gian còn cùng với, ha 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 thanh âm, ở a. đại muội tử tới rồi, ngươi tự mình vào đi, ta ở phòng bếp đâu. Lâm thị đang ở phòng bếp bận, tối mày tối mặt, bởi vì ở cữ cơm tương đối chú ý, nàng còn không có đem hôm nay cơm sáng cấp Kiều Xuân làm ra tới đâu. Đường đại tẩu, ngươi vẫn là ra tới một chút đi, nhưng không đơn giản là ta một người, nói nữa chúng ta như vậy cũng không có phương tiện đi vào a. Thiết Thẩm buồn cười nhìn nhìn đứng ở chính mình bên người vài người, lắc lắc đầu đối với trong phòng bếp người hô kêu, tới, banh chất huyền hòe huyên cổ hỉ như lân phản nãi trịnh hòe bối dịch nghiệp náo sất, sấn khoảng nhu bỉ thổi, toàn hạc vĩnh mục ốc tủng ném lang giáp ngẫu nhiên lân nga tháp, gọi đọc ta hoảng luật ban tiệp hành hội hài thanh kiếm lễ lang tế xuẩn bệnh, bây giờ xem ra này đó bọn tỉ muội là cho các nàng gia tặng lễ tới, lẽ ra này trong thôn phong tục. Nếu là Thiết Thành Cương ra tặng đồ lại đây, nàng vẫn là có thể lý giải, rốt cuộc các nàng hai nhà quan hệ cho tới nay đều là thực tốt, nhưng mặt khác những người đó, lại là ở nàng ngoài ý liệu. Đường đại tẩu, chúng ta cấp Xuân Nhi đưa điểm đồ vật lại đây, các ngươi nhưng đừng ngại nhẹ nha. Thiết Thẩm nói không có sai, lễ khinh tình ý trọng này đó tuy là không đáng giá tiền, lại cũng đại biểu chúng ta đoàn người tâm ý. Đường thím ngươi xem chúng ta đem này đó gà đều để chỗ nào a? À? Ha ha, chính là a, muội tử, ngươi nói để chỗ nào, chúng ta thuận tay cho ngươi phóng hảo, đừng lại đem ngươi tay lại cấp làm dơ. Đoàn người đứng ở trong viện vui vẻ nói lời khách sáo, ngươi một lời ta một câu, tức khắc toàn bộ đường ra sân một mảnh hòa thuận vui vẻ. Ta đây liền đại biểu Xuân Nhi cảm ơn đại gia hậu ái, đến đây đi. Thỉnh đại gia giúp ta đem này đó gà đều phóng tới ổ gà đi thôi, chúng nó đối nhà ta không thân, đặt ở bên ngoài nhất định không thấy. Lâm thị lãnh đoàn người đi vào sân một góc ổ gà trước, liệt miệng vui vẻ chỉ vào ổ gà, nói, lúc này cảnh này nàng thật sự là rất cao hứng, nhân gia có thể tặng lễ cho ngươi, liền tỏ vẻ để mắt nhà ngươi. Lâm thị trong lòng cũng thực minh bạch, này hết thảy đều là bởi vì Kiều Xuân xuất công tiền thỉnh người xới đất đổi lấy. Bởi vì, những người này tất cả đều là những cái đó ngày hỗ trợ người trong nhà, con có ta, đường đệ muội, chờ một chút, liền ở các nàng đàm tiêu hướng nhà chính lúc đi, sân truyền miệng tới Liêu thị thanh âm, đại gia quay đầu lại vừa thấy nàng bộ dáng kia, tất cả đều trừng lớn mắt, nhấp miệng ha ha nở nụ cười, chỉ thấy nàng một tay bắt lấy gà, một cái tay khác dẫn theo một cái giỏ tre, này đó đều là bình thường. Khôi hài lại nàng trên tóc dính vài căn màu trắng lông gà, cho người ta cảm giác giống như là mới vừa ở ổ gà cùng những cái đó, gà đại chiến một hồi dường như. Đại tẩu, ngươi như thế nào cũng như vậy đa lễ đâu, mấy thứ này ngươi tích cóp tới cũng không dễ, lại nói, ngươi này tuổi cũng không nhỏ, vẫn là lưu trữ chính mình bổ thân mình đi. Lâm thị cười vài bước về phía trước nhìn nàng trong tay gà cùng tràn đầy đại rổ, trứng gà, trong lòng ấm áp dễ chịu. Rất là cảm động cười nhạt nói, nàng trước kia vẫn luôn cho rằng nàng Liêu thị, cũng chỉ là cái ở người sau bàn lộng thị phi người, từ hôm trước bắt đầu, nàng đối Liêu thị lại có một loại khác hoàn toàn mới cái nhìn, nghĩ lại xuống dưới, nàng cũng là cái đáng thương người, nhi tử cho nàng mua nhà mình hai gian nhà ở sau, vỗ vỗ mông liền mang theo bà nương tiểu hài tử hướng tỉnh thành đi, quanh năm suốt tháng cũng không thấy trở về xem qua, nàng sở dĩ như thế ai nói ra nói vào, đánh giá cũng là vì quá tịch mịch đi, ta thân thể bổng đâu, nói nữa, bọn họ đều không trở lại ăn Tết, ta tích cóp này đó có gì dùng. Xuân Nhi hôm trước chính là bị thương thân mình đế, lúc này chính yêu cầu dinh dưỡng, đường đệ muội, ngươi cũng đừng lại thoái thác lạc, trừ phí ngươi đây là ở ghét bỏ tẩu tử đồ vật không tốt. Liêu thị ánh mắt tối sầm xuống dưới, thấp giọng nói, ta sao có thể nghĩ như vậy đâu, được rồi, ta nhận lấy, chính là lạp, đến đây đi. Tất cả mọi người đều tiến nhà chính ngồi, nhận được đại gia quan ái, đến trong phòng uống miếng nước luôn là muốn. Lâm thị tiếp nhận Liêu thị trong tay đồ vật, đem gà bỏ vào ổ gà, xoay người liền lãnh đoàn người vui vui vẻ vẻ vào nhà chính. Đại nương, đại thẩm, đại tẩu, tới uống nước. Đào Hoa thấy tất cả mọi người đều vào nhà chính, liền từ phòng bếp đưa tới nước sôi, mỉm cười đưa tới mọi người trong tay, ha ha, nháy mắt Đào Hoa cũng đã lớn thành đại cô nương, mọi người nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện Đào Hoa, nhịn không được vui vẻ trêu ghẹo nàng, các ngươi cũng đừng lại cười nàng lạp, tới, uống nước, ăn chút ăn vặt. Lâm thị từ trong phòng bưng hai đại bàn hàng khô cùng đậu rang ra tới, này đó đều là tiền tài kém Xảo Nhi đưa lại đây, các nàng này đó nông phụ chính là trước nay đều không có ăn qua. Đoàn người vừa thấy mâm đồ vật, tức khắc tinh thần tỉnh táo, cười ha hả thúc đẩy lên, vừa ăn biên tán mỹ vị, mấy thứ này, các nàng chính là xem đều khó được xem một hồi, càng đừng nói là ăn. Đào Hoa bưng đồ ăn cùng canh gà cười nhà chính náo nhiệt cảnh tượng, nhẹ nhàng đi vào Kiều Xuân phòng, nhanh nhẹn đem đồ vật đặt ở mép giường bàn nhỏ thượng, mỉm cười đem nóng hôi hổi canh gà đưa tới Kiều Xuân trong tay, nói, đại tẩu, ăn cơm, nói xong, nhịn không được cúi đầu ôn nhu nhìn kia hai cái ngủ say chung tiểu bảo bảo, ha ha, này tiểu bảo bảo cũng thật đáng yêu, phấn phấn nộn nộn, hơi hơi nhếch lên, hàng mi dài như là con bướm cánh, thật thật đẹp, càng xem càng không rời được mắt trừ. Kiều Xuân tiếp nhận canh gà, nhìn mì nước thượng còn nổi lơ lửng kia hoàng cam cam váng dầu, nhịn không được nhíu nhíu mày, bẹp bẹp miệng, đối với Đào Hoa xin tha, nói, Đào Hoa, ngươi có thể hay không cùng nương nói một chút, ta ngày mai bắt đầu không hề uống này dầu mỡ canh gà. Phốc, Đào Hoa tầm mắt từ bảo bảo trên người chuyển qua Kiều Xuân, kia khổ qua giường như trên mặt, nhìn nàng kia khô quắt miệng bộ dáng, nhịn không được phốc cười rộ lên, khẽ mở cánh môi, nói, đại tẩu, nương nói tại đây trong núi thôn làm ở cữ phụ nhân chung, cũng chỉ đến ngươi một cái ăn ngon chút, ngươi sao còn ghét bỏ đi lên đâu, nghe được nhà chính thanh âm không, các nàng vừa mới chính là tặng thật nhiều gà lại đây, ngươi tưởng không uống, nương cũng sẽ không đáp ứng, hôn mê. Kiều Xuân nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười, cúi đầu vô ngữ nhìn trong tay canh gà, này lại hảo uống cũng không thể là mỗi ngày uống, một ngày tam cơm uống đi, liền tính là sơn chân hải vị ăn lâu rồi cũng là sẽ nhạt nhẽo a. Đại tẩu, ngươi liền uống lên đi, đợi lát nữa lạnh, dù nhiều càng là uống không dưới. Đào Hoa hơi trao mi, thu hồi vừa mới vui đùa tâm tư, kỳ thật, nàng lại như thế nào sẽ không rõ đâu, đồng dạng đồ vật liên tục uống thượng mấy ngày, là người đều sẽ nị, chính là, này không phải cũng là không có cách nào sự sao. Nông thôn trừ bỏ gà, vịt, thịt, heo, trứng gà, còn có thể có cái gì thứ tốt cho nàng tiến bổ, lần này sinh bảo bảo nàng chính là bị thương thân mình, nói nữa, này hai hài tử còn cần sữa đâu, này đại nhân không bổ, nơi nào có sữa cấp hài tử uống a. Đại tẩu, uống đi, ngươi không uống, hài tử nơi nào sẽ đủ sữa uống. Đào Hoa nhìn Kiều Xuân cau mày, ngẩng lên đầu. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem một chén lớn canh toàn bộ uống, lên đi xuống sau, lại chậm rãi đem ánh mắt liếc về phía cái kia nhỏ, gầy một chút bảo bảo trên người. Kiều Xuân buông chén, lau miệng, theo Đào Hoa ánh mắt, nhìn dựa vào chính mình bên cạnh bảo bảo, nhịn không được một trận chua xót, nháy mắt nước mắt liền ở hốc mắt xoay quanh. Kiều Xuân lệ quang lấp lánh, mãn nhãn thương tiếc nhìn khẽ nhíu mi đậu đậu. Trong lòng đối cái kia làm hại các nàng mẫu tử ba đều bất đồng trình độ, đã chịu thương tổn phùng mắt nam, mắng mấy chục biến, mấy trăm lần, lúc này chính là làm hắn quỳ gối nàng trước mặt, khái, 100 vang đầu cũng tiêu không được nàng trong lòng đau. Tỉnh lại hai ngày này, Kiều Xuân mỗi một phân mỗi một giây đều mau cùng đau cùng tồn tại, mỗi ngày đều là ngơ ngác nằm nghiêng thân mình, căn bản là không ngủ, luôn là ba năm nhị khi run rẩy đem ngón tay duỗi đến đậu đậu lỗ mũi trước, thăm thử nàng hơi thở. Đậu đậu từ sinh hạ tới liền mở quá một lần mắt, sau tới liền vẫn luôn ngủ say, liền sữa đều không uống một ngụm, không khóc không nháo, an tĩnh đến làm nàng sợ hãi. Nàng luôn là lo lắng đậu đậu sẽ như vậy, không rên một tiếng chung liền ly nàng mà đi. Đại tẩu, nếu không chúng ta nghĩ cách đem đậu đậu đánh thức đi, này đều mấy ngày rồi, nàng không ăn không uống, không khóc không nháo, ta hảo lo lắng a. Đào Hoa nhìn Kiều Xuân nhíu chặt mày, trầm tư một hồi, vẫn là nhịn không được ra tiếng hướng Kiều Xuân kiến nghị. Kiều Xuân minh bạch Đào Hoa ý tứ, chính là, nhìn đậu đậu an tĩnh ngủ, nàng lại không đành lòng diêu tỉnh nàng, sợ nàng tỉnh lại sau, sẽ bởi vì không thoải mái mà khóc thút thít. Thôi bỏ đi, nếu buổi tối nàng còn không tỉnh chúng ta lại nghĩ cách, hiện tại vẫn là trước làm nàng ngủ đi. Chính là Đào Hoa hơi trao mi, híp mắt đánh giá Kiều Xuân, không quá đồng ý. Lời nói mới vừa mở miệng, ngoài cửa liền truyền đến Xảo Nhi thanh âm, đường đại tẩu, Đào Hoa, Xảo Nhi tới xem các ngươi. Theo kéo kẹt một tiếng đẩy cửa tiếng vang, Xảo Nhi bay nhanh lóe vào trong phòng, lại tùy tay đóng cửa lại, để ngừa gió lạnh sẽ thổi vào trong phòng tới, cười nhạt chiều mép giường đi tới. Trong phòng này có chính làm ở cữ sản phụ, Ấn lão nhân cách nói là không thể làm sản phụ nói mát. Xảo Nhi tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Đào Hoa vội vàng đứng lên, cấp Xảo Nhi đằng ra ghế, vui vẻ đón nhận đi nắm tay nàng. Xảo Nhi, ngươi như thế nào dỗi dãnh lại đây a? À? Kiều Xuân nhợt nhạt cười, ánh mắt đảo qua Xảo Nhi tươi cười phía dưới một tia chua xót, không cấm ngẩn ra, đây là như thế nào lạc, lẽ ra nàng sinh non sự tình, Xảo Nhi biết cũng không hiếm lạ, bởi vì, nàng hai ngày này hảo hảo hồi tưởng một chút ngày đó sự tình, nếu nàng đoán được không có sai nói, cái kia phùng mắt nam hẳn là tiền tài huynh đệ, đến nỗi bọn họ này đó nhà giàu nhân gia chung, tồn tại cái gì ra đấu trạch đấu, nàng thật sự là không có hứng thú, chuyện như vậy, ở 21 thế kỷ TV thượng đều đã bá lạng, nàng chính là dùng ngón chân đầu đi đoán rằng, cũng có thể đoán ra cái đại khái ra tới. Đại tẩu, ngươi thân mình không có gì trở ngại đi, hài tử hảo sao? Xảo Nhi không có trực tiếp trả lời Kiều Xuân vấn đề, mà là trực tiếp hỏi ra nàng trong lòng nhất muốn biết sự, đương nhiên đây cũng là thiếu gia muốn nàng lại đây, quan trọng nhất mục đích, hy vọng Đường đại tẩu cùng hài tử hết thảy không việc gì, bằng không lấy thiếu gia hiện tại thân mình, chỉ sợ càng là dậu đổ bìm leo. Xảo Nhi cúi đầu nhìn đến hai cái ngủ say chung bảo bảo khi, nhịn không được kinh ngạc lên, tinh mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Kiều Xuân, nói, đại tẩu, ngươi sinh chính là song sinh tử a, hảo đáng yêu nga, ha ha. Kiều Xuân trên mặt dương giật hạnh phúc tươi cười, nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái tả cố mà nói nó Xảo Nhi, thu hồi tươi cười, vẻ mặt chính xác hỏi, Xảo Nhi, là nhà ngươi thiếu gia kém ngươi tới sao? Ngươi có phải hay không còn có chuyện muốn cùng ta nói? Kiều Xuân giác quan thứ 6 rất cường liệt nói cho nàng, Xảo Nhi hôm nay tới nơi này, không phải là gần vì vẫn an nàng, khẳng định còn có cái gì sự. Ngày đó sự tình, phỏng chừng tiền tài cũng đã biết, lúc này phái Xảo Nhi lại đây, thế tất là phải hướng nàng giải thích một chút. Ách, Xảo Nhi bay nhanh ngước mắt hơi có chút khó xử nhìn Kiều Xuân, trong lòng rất là do dự muốn hay không đem thiếu gia tình huống nói cho nàng. Hôm nay thiếu gia chỉ là làm nàng đến xem bên này tình huống, cũng không có cho phép nàng lộ ra chuyện khác. Xảo Nhi trong đầu không cấm hiện lên tiền tài tái nhợt mặt, chỉ cần tưởng tượng đến tiền tài hiện tại tình trạng, nàng tâm giống như là có một bàn tay gắt gao nắm chặt giống nhau, đau đớn vô cùng, thậm chí có loại kề bên cảm giác hít thở không thông. Xảo Nhi cắn chặt răng, ánh mắt hiện ra nồng đậm sầu lo, chậm rãi nhìn Kiều Xuân, nói, đại tẩu, hôm nay thiếu gia chỉ là kém ta đến xem ngươi, không cho ta nói mặt khác sự tình, đợi lát nữa ta nói những lời này, ngươi nhưng đừng ở thiếu gia trước mặt nói lên. Ân, Kiều Xuân khẽ gật đầu, mắt không chớp mắt nhìn Xảo Nhi, sửa lại lấy hà chờ đợi nàng hạ đề. Ngày đó thiếu gia nghe nói nhị thiếu gia tới nhà ngươi nháo sự, liền trở lại trong phủ tìm nhị thiếu gia lý luận, kết quả bị hắn cùng phu nhân nói không lựa lời cấp tức giận đến không được, hơn nữa nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, đương trường liền cấp khí công tâm hôn mê bất tỉnh, nhiều năm tới nay tâm tật tái phát, lúc này đang ở trong nhà dưỡng bệnh đâu. Xảo Nhi nói, nhịn không được khụt khịt lên, duỗi tay lau lau khóe mắt nước mắt thật cẩn thận đánh giá Kiều Xuân, ai ngờ lại nhìn đến nàng một bộ nhàn nhạt biểu tình, không cấm nhíu nhíu mày, rồi nói tiếp, muốn nói thiếu gia nhà ta cũng là cái số khổ người, rõ ràng là đại thiếu gia, cố tình ở nhà một chút địa vị đều không có, ngày thường còn phải xem người sắc mặt sống qua, này đều do lão gia nhà ta, năm đó bỏ vợ bỏ con cưới hiện tại phu nhân, bằng không thiếu gia nhà ta sao có thể là hiện tại như vậy nghẹn khuất tồn tại. Xảo Nhi có điểm khí bất quá tới, đầu óc một phát nhiệt liền có điểm thu không được khẩu, có thể nói không thể nói, tất cả đều nói ra, cuối cùng, lại lần nữa không giấu vết đánh giá Kiều Xuân biểu tình, thấy nàng vẫn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, trong lòng không cấm vì nhà mình thiếu gia kêu oan, thật không hiểu thiếu gia là như thế nào tưởng, mọi chuyện đều vì nàng suy nghĩ, nhưng nàng khen ngược, nghe được hắn bị bệnh, cũng liền nảy phó thờ ơ bộ dáng. Xảo Nhi, nhà ngươi thiếu gia có nghĩ đoạt lại chính mình đồ vật, gia tăng chính mình thế lực. Kiều Xuân ở trong lòng yên lặng phân tích một chút, tiền tài ở tiền gia địa vị cùng sở chịu ủy khuất, từ hắn như vậy tích cực muốn phát triển trà ngành sản xuất, liền không khó coi ra hắn muốn chứng minh chính mình quyết tâm. Nàng vô tâm đi để ý tới người khác trạch đấu, cũng không nghĩ tham dự, nhưng là, hiện tại hết thảy đều không giống nhau, cái kia phùng mắt nam là nàng kẻ thù, hắn thiếu chút nữa hại nàng mất đi bảo bảo, còn làm nàng bị thương thân mình, quan trọng nhất chính là bởi vì hắn mà tạo thành nàng sinh non, tạo thành đậu đậu thân thể bị thương, đây là nàng nhất vô pháp tha thứ hắn địa phương. Dám thương nàng mệnh căn tử, kia hắn phải chuẩn bị tốt tiếp nàng chiêu, nàng nhất định sẽ vì đậu đậu hôm nay sở chịu khổ báo thù. Kiều Xuân nâng lên phát ra cháy miêu đôi mắt, bình tĩnh nhìn Xảo Nhi, gằn từng chữ một, ta giúp hắn, ngươi trở về nói cho nhà ngươi thiếu gia, người nọ kết cục đến từ ta tới quyết định. Ách, Xảo Nhi kinh ngạc nhìn Kiều Xuân hai tròng mắt phía dưới hỏa hoa, cùng trên mặt lạnh băng hận ý, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nhút nhát. Nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, ta sẽ chuyển cáo thiếu gia nhà ta, thỉnh đại tẩu yên tâm, ta đây liền cáo từ. Đại tẩu, ngươi tính toán như thế nào giúp tiền thiếu gia? Đào Hoa đưa Xảo Nhi ra cửa sau, lại lần nữa phản hồi trong phòng, lo lắng sốt ruột nhìn Kiều Xuân, hỏi, đại tẩu, ngươi muốn như thế nào giúp tiền thiếu gia? Đào Hoa đưa Xảo Nhi ra cửa sau, lại lần nữa phản hồi trong phòng, lo lắng sốt ruột nhìn Kiều Xuân, hỏi. Nàng từ vừa mới nghe được Xảo Nhi tỷ tỷ nói những lời này đó, nhiều ít cũng không khó lý ra một chút manh mối, nguyên lai cái kia đáng giận phùng mắt nam cư nhiên là tiền công tử huynh đệ, chỉ là, bọn họ hai cái bề ngoài thật sự là có cách biệt một trời, tấm tắc, kia nam nhân tôn, dung, nàng nhưng thật sự là không dám khen tặng a, chính là hiện tại các nàng muốn tham gia đến nhà người khác ra sự chung đi. Thật sự có thể chứ, nàng trong lòng minh bạch đại tẩu đối nam nhân kia hận ý, nàng cũng là hận đến ngứa răng, nếu không phải nam nhân kia, đại tẩu liền sẽ không sinh non, nếu không phải sinh non, đậu đậu liền sẽ không bởi vì ở trong bụng nghẹn lâu rồi, trong cổ họng bị sặc không ít thai tí, mà bị thương yết hầu, đến bây giờ nàng đều ngủ say, cũng không chịu uống sữa, ngày đó tỉnh lại sau, khóc ra tới thanh âm nghẹn ngào đến giống như là bị xé rách giống nhau. Làm các nàng nghe đều nhịn không được rơi lệ, nghĩ đến tiểu rất nữ như thế tiểu liền phải chịu như vậy cực khổ, Đào Hoa nhịn không được nhẹ giọng khóc lên, Đào Hoa, ngươi mau đừng khóc, ta nhất định sẽ tìm tốt nhất đại phu giúp đậu đậu trị yết hầu, cái kia đầu sỏ gây tội nếu làm ta bảo bối đậu đậu, từ nhỏ liền chịu như vậy cực khổ, ta là nhất định sẽ không nhẹ ý, tha hắn. Kiều Xuân duỗi tay ôn nhu trà lau Đào Hoa trên mặt nước mắt. Cô nén trụ tâm như đao cắt đau đớn, vẻ mặt kiên định nói, ngày đó nghe được đậu đậu tiếng khóc, nàng tâm liền giống như đao rảo đau đớn, nhìn bọn họ phấn nộn mặt, giống như hắc đá quý mắt, nàng liền âm thầm thế nhất định phải người nọ trả giá đại giới, đã trải qua hai đời nàng mới có được bảo bối a, nàng phùng thượng thù sợ sẽ dung, hàm ở trong miệng lại sợ sẽ hóa, nàng đau đều không kịp, lại như thế nào, có thể cho phép người khác tới thương tổn, Đào Hoa. Đại tẩu hiện tại chính là nói, ngươi cũng sẽ không minh bạch, ngươi yên tâm, đại tẩu đều có đúng mực, trước mắt chúng ta chỉ cần loại hảo cây trà, sau này tự nhiên sẽ có người nọ dễ chịu nhật tử, chúng ta báo thù không cần thấy huyết, cũng không nóng nảy, nhưng là nhất định sẽ làm hắn trả giá thảm thống đại giới, ngươi đợi lát nữa đi ra ngoài nhưng đừng cùng nương nói lên những việc này, đỡ phải nàng lo lắng, minh bạch, sao? Kiều Xuân vỗ Đào Hoa tay. Hướng nàng giao đãi chuyện này muốn bảo mật sự tất yếu, ân, ta minh bạch, kia đại tẩu ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài giúp nương làm điểm sống đi. Đào Hoa ngoan ngoãn gật gật đầu, thu thập hảo chén đũa, xoay người liền hướng ngoài phòng đi đến. Kiều Xuân thật dài thở ra một hơi, cúi đầu vô hạn ôn nhu nhìn hai cái ngủ say chung bảo bảo, cúi đầu ở bọn họ khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng hôn một cái, trong đầu không khỏi ảo tưởng bọn họ lớn lên một chút khi kia đáng yêu bộ dáng. Kiều Xuân duỗi tay từ trên bàn lấy quá một quyển sách, đó là Đường Tử Nặc trong dương thư, làm ở cữ nhật tử thật sự là rất khó tống cổ, cho nên, nàng kêu Đào Hoa cho nàng tìm mấy quyển về Đại Tề triều địa lý phương diện thư tịch, lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, Đường Tử Nặc cư nhiên còn có một quyển nhật ký, đương nàng nhìn đến kia thảo mộc thư bìa mặt nhật ký khi, đừng nói có bao nhiêu chấn kinh rồi lại làm Đào Hoa còn nguyên đem. Nhật ký, một lần nữa thả lại đáy hòm, cũng không tính toán nhìn trộm hắn bí mật. Kiều Xuân lật xem trong tay thư tịch, trong đầu lại đột nhiên hiện lên lần đầu tiên nhìn thấy tiền tài khi bộ dáng, khi đó, nhìn đến hắn hơi hơi phát tím môi, nàng liền hoài nghi hắn có trái tim thượng bệnh tật, không thể tưởng được hắn thật đúng là chính là có bệnh tim, chỉ là, về hắn thân thế, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. nguyên lai hắn ở tiền gia nhật tử cũng không hảo, quá, chỉ là hắn như vậy thân mình khiêng đến khởi như thế nhiều hận ý sao, cũng không biết hắn nương là cái dạng gì nữ nhân, mà tiền lão gia trong tay nắm chặt về tiền phu nhân đem quyền lại sẽ là cái gì, huynh đệ hai cái như thế cừu thị đối phương, hơn nữa lớn lên còn như vậy khác biệt, chẳng lẽ cái kia đem quyền là không thể nào. Hoa a bên tai chuyển đến trẻ con tiếng khóc, tức khắc làm Kiều Xuân thân mình rung lên, vội vàng làm suy nghĩ bay đầy trời đại não, ngưng nghỉ xuống dưới, ôn nhu đem đang ở ăn ngón tay, lên tiếng khóc lóc quả ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng loạng choạng, lược khai quần áo, làm hắn liếm mút sữa tươi, quả nhiên là đói bụng, quả nghe thấy tới quen thuộc nãi mùi hương, liền há to miệng tạch qua đi, từng ngụm hút lên. Hoa a không cam lòng hạ xuống người sau đậu, cư nhiên sinh ra tới nay lần thứ hai mở bừng mắt chữ, thanh âm khàn khóc lóc, bởi vì yết hầu đã chịu bị thương, nàng tiếng khóc càng như là mèo kêu thanh, chỉ là nghe là có thể làm người đau triệt nội tâm, nga đậu ngoan ngoãn, mẫu thân ái, đừng khóc, tiểu bảo bối, chờ ca ăn no, mẫu thân liền uy ngươi, được không? Kiều Xuân trong lòng đau xót, vội vàng duỗi tay nhẹ nhàng vỗ nàng, ôn nhu cùng nàng ánh mắt giao hội, trong miệng tắc không ngừng thấp giọng hống nàng, nha, được không, đậu tiểu mỹ nữ nhất ngoan, đúng không? Kiều Xuân liệt miệng nhìn chậm rãi dừng lại tiếng khóc đậu, mi hoan mắt cười tiếp tục làm trò hề nàng, Xuân Nhi, ta giống như nghe được đậu tỉnh. Lâm thị ở trong phòng bếp vừa nghe đến trẻ con tiếng khóc, liền lập tức buông trong tay sống, hấp tấp đi vào Kiều Xuân trong phòng, ôm quá đã uống no sữa quả, nương, đậu rốt cuộc tỉnh ngủ, chính là này đều mấy ngày rồi, nàng vẫn luôn đều không uống sữa, nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi nghe một chút nàng yết hầu, giống như có điểm sàn sạt xa thanh, âm. Kiều Xuân đem đậu ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu đem lỗ tai tiến đến đậu cổ biên, nhíu chặt mi, nghe nàng trong cổ họng truyền ra tới tạp âm, ai, này nhưng làm sao bây giờ a? Nếu là bởi vậy làm đậu yết hầu hủy hoại, từ đây sau này thanh âm đều là nghẹn ngào kỳ người nói, kia thật đúng là đau lòng chết nàng. Nương, nếu không tìm cái đại phu lại đây nhìn một cái đi. Kiều Xuân ngước mắt nhìn chằm đồng dạng vẻ mặt yêu sầu Lâm thị, trưng cầu nói, nàng cũng thật chính là lo lắng như vậy kéo đi xuống sẽ ra vấn đề, nếu bởi vì các nàng khám sai mà làm đậu tiếng nói đổi bại nói, nàng đã có thể thật sự vô pháp tha thứ chính mình. Lâm thị mãn nhãn đau lòng nhìn ngoan ngoãn hoa ở Kiều Xuân trong lòng ngực đậu, trầm tư sau một lúc lâu, thở dài một hơi, từ từ nói, Xuân Nhi, đậu như vậy ta cũng thực đau lòng, chính là, ngươi còn ở làm ở cữ, tìm cái đại phu tới trong nhà xem bệnh, ngươi cảm thấy phương tiện sao? Lâm thị trong lòng thật dài thở dài một hơi, trước kia vẫn luôn lo lắng Kiều Xuân sẽ sinh cái song sinh tử, kết quả thật đúng là chính là... Trong nhà nhiều thêm một người nàng không phải không cao hứng, nhưng nàng chính là sợ hãi lão nhân nói sẽ trở thành sự thật. Các nàng cái này địa phương chính là, tương truyền song sinh tử luôn có một cái không dễ nuôi sống, nếu không, sẽ có một người trên người nhiều ít sẽ có khuyết tật. Hiện tại cũng không biết là thật ứng lão nhân nói, vẫn là như thế. Nào, này đậu sinh ra yết hầu liền xuất hiện vấn đề, này đó như thế nào có thể không cho nàng lo lắng đâu. Nương, ngươi đừng lo lắng cái này, hài tử khỏe mạnh quan trọng nhất, ở hài tử khỏe mạnh trước mặt, những cái đó tiểu tiết chúng ta có thể tạm thời phóng một bên, ở trong mắt ta liền không có cái gì có thể so quả, cùng đậu khỏe mạnh quan trọng, bọn họ nhưng đều là ta trên người rơi xuống thịt, ta không thể bởi vì này đó có lẽ có tiểu tiết, đem đậu khỏe mạnh, tổn hại một bên. Kiều Xuân đằng ra một bàn tay, phúc ở Lâm thị trên tay, trên mặt tràn đầy đều là khẩn cầu cùng kiên định. Kia hảo, ngày mai ta liền đi trấn trên thỉnh một cái đại phu trở về. Xuân Nhi, ngươi đừng tưởng rằng nương liền như vậy nhẫn tâm, nương cũng đau lòng a, đậu chính là ta duy nhất cháu gái a. Lâm thị nước mắt lã chã, nức nở nói ra tâm tình của nàng. Thử hỏi này thiên hạ gian nào có làm nãi người sẽ không đau lòng nhà mình cháu gái, huống chi này đối tôn tử, cháu gái, nhưng đều là nàng nhi tử sinh mệnh kéo dài, là các nàng đường ra huyết mạch kéo dài. Nương, ngươi đừng quá lo lắng, chúng ta đậu nhất định sẽ không có việc gì. Kiều Xuân dùng sức vây nắm chặt Lâm thị tay, chiều nàng thật mạnh gật gật đầu, chỉ cần có nàng một hơi ở, nàng liền sẽ không làm chính mình hài tử có việc, nếu này trung gian có ai muốn đả thương hại nàng hài tử cùng người nhà, kia nàng liền gặp thần sát thần, ngộ quỷ sát quỷ, toàn lực bảo hộ. Chỉ là nàng thiệt tình không nghĩ quấn vào thương nghiệp phân tranh, cái loại này ngươi lửa ta gạt sinh hoạt không bao giờ tưởng đề cập, hy vọng tiền tài thân mình có thể nhanh lên hảo lên, chính mình có thể thật sự chỉ làm một cái mạc sau công tác giả, cùng hắn cùng nhau đem lá trà ngành sản xuất khai hỏa, chỉ cần tiền tài gia sản cùng thế lực biến cường, kia phùng mắt nam liền tự nhiên sẽ không có ngày lành quá. Ân, quả ngủ rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, lần này chính là bị thương người thân mình đế, nhưng đến nghe lời đem canh gà đều cập uống lên, đừng quá lo lắng, đậu nhất định sẽ không có việc gì. Lâm thị nhẹ nhàng đem quả thả lại ấm áp dễ chịu trên giường, đem chăn dịch hảo mới đứng lên, hồi phòng bếp tiếp tục làm việc. Ngày mốt liền ăn Tết, trong nhà có thật nhiều đồ vật muốn chuẩn bị. Ngày mai, con phải tìm cái tin được người hỗ trợ đi Kiều Tử thôn một chuyến, này Xuân Nhi nhà mẹ đẻ năm lễ còn không có đưa đâu. Đào hoa Lâm thị đứng ở nhà chính kêu đào hoa, chính là hô nửa ngày, cũng không thấy đào hoa bóng người, ai, này khuê nữ cũng không biết làm gì đi, nàng còn nghĩ làm nàng giữ nhà, chính mình đi tìm một chút Thiết Thành Cương, thỉnh hắn ngày mai hỗ trợ đi một chuyến Kiều Tử thôn đâu. Hôm sau buổi sáng, Lâm thị sắp sửa cấp Xuân Nhi nhà mẹ để đưa lễ thu hảo, ngàn giao đãi vạn dặn dò giao cho Thiết Thành Cương trong tay. Liền lại mã bất đình để chạy đến trấn trên, chuẩn bị ấn Xuân Nhi ý tứ đi thỉnh cái đại dược đường đại phu trở về cấp đậu, khám một chút yết hầu, đêm qua đậu chính là khóc một buổi tối, đánh giá nếu thật sự bị thương yết hầu, thậm chí thương tới rồi mặt khác, các nàng không biết địa phương. Lâm thị gắt gao ninh đuôi lông mày, sải bước hướng trấn trên đi đến, ai, nàng hiện tại nhưng xem như nửa hỉ nửa yêu a. Giống như là đại trời lạnh con kiến vừa mới bắt đầu nằm ở ấm trong nồi khi, ấm áp dễ chịu, trong lòng cũng là hỉ hỉ, chính là, theo nồi sắt tăng nhiệt độ, cũng chỉ thừa kia tung tăng nhảy nhót, đau lòng đau phổi. Mấy ngày này, mỗi khi hồi tưởng khởi đậu từ sinh ra đến bây giờ trạng huống, Lâm thị liền cười không nổi, ngầm cõng Xuân Nhi cũng không biết khóc nhiều ít hồi, thượng vây dọa đi xuống một chút kêu trong ổ đầu. Nơi đó là đi trấn trên nhất định phải đi qua nơi, mà Lý đại gia vừa vặn liền ở nơi đó. Lâm thị mới vừa đi ngang qua nơi đó, liền thấy Vương thị chọn tưới đồ ăn thùng gỗ từ vườn rau áo trong trở về, hai cái trong lòng có ngăn cách người, xa xa tương vọng, song song mị bính mắt, trong phút chốc không trung phảng phất liền bính ra lưỡng đạo tia chớp, tứ ở giữa không trung giao hội ở bên nhau, sẽ đánh vào cùng nhau. Lâm thị nghĩ chính mình đuổi thời gian, liền rút về ánh mắt, không hề xem Vương thị, mắt nhìn thẳng thắn eo từ Vương thị bên người vòng qua đi. Này cửa ải cuối năm liền đến nhật tử, nếu như đi chậm, làm không hảo dược quán đều đóng cửa, hơn nữa lúc này thiên lại lãnh, các nàng trụ trong núi thôn ly trấn trên lại xa, có thể hay không tìm cái nguyện ý đến khám bệnh tại nhà đại phu còn nói không chừng đâu. Phi, Vương thị thấy Lâm thị đã đi xa, quay đầu đi hung hăng hướng trên mặt đất phi một ngụm nước bọt, hung tợn trừng mắt Lâm thị bóng dáng, trong miệng căm giận bất bình bĩu môi reo lên, cái gì đồ vật, thấy người cũng chống đỡ hết nổi thanh, thật đúng là cho rằng có mấy cái tiền dơ bẩn, liền ghê gớm, kia Kiều Xuân tiện nhân không phải thực hoành sao, còn không phải sinh song sinh tử, lúc này xem các nàng đường ra có thể hay không ứng câu kia cách ngôn, khoe khoang cái gì, có thể hay không nuôi sống vẫn là cái vấn đề đâu, ngươi ngoài miệng liền tích điểm đức đi. Ai, còn như vậy đi xuống, ta thật sự ai không biết ở Vương thị phía sau đứng bao lâu Lý đại, thật sự là nghe không đi xuống nhà mình bà nương kia nói năng chúa ngoa phun ra nói, nhịn không được ra tiếng trách cứ nàng, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lướt qua nàng liền chọn thùng gỗ hướng tự mình trong nhà đi đến. Ngươi, hừ, hảo ngươi cái gan lớn, ta còn như vậy, ngươi còn có thể đối ta sao? Vương thị chịu không nổi nam nhân nhà mình cấp chính mình lừa sắc mặt xem, tức khắc tức giận đến cả người run rẩy, vươn phì đoạn ngón tay, một bộ hận thiết không thành mới vừa bộ dáng, chỉ vào Lý đại đã kêu huyên náo lên. Nàng Vương thị ở cái này ra, chính là trung tâm cốt, hắn Lý đại tính cái gì a? Vì này đường ra đàn bà, đã là tam phiên hai lần cấp chính mình khó chịu, hắn thật đúng là cho rằng, nàng này chỉ lão hổ không phát uy liền thành một con bệnh miêu. Lý đại không để ý đến nàng, đem thùng gỗ đặt ở nhà mình trong viện, liền xoay người hướng lên trên vây dọa đi đến, tránh ra điểm hảo, bằng không chỉ sợ nhà cửa không yên a. Đi vào Thiết Thành Cương gia mới biết được, hắn hôm nay thế Kiều Xuân đưa năm lễ đến Kiều Tử thôn đi, đành phải chủ nhân thoán thoán, tây ra đi dạo, tới rồi buổi trưa ăn cơm khi, mới chậm gì gì về nhà ăn cơm. Nghe nói, ngày đó buổi trưa hắn vẫn là cùng nghẹn một bụng khí mà không chỗ giải Vương thị, xé trời xung đánh một trận, lăng là dùng ra hắn ẩn tàng rồi hơn phân nửa đời nam tử hán khí khái, đem mập mạp Vương thị thu thập đến dễ bảo. Từ khi lần đó bắt đầu, Vương thị ở trong thôn cũng không hề dám nơi nơi gây chuyện thị phi, cả người giống như là thay đổi cá nhân, dường như, chỉ là, ở nàng trong lòng kia sợi đối đường ra khí, nhưng thật ra giống năm xưa lão hầm giống nhau, càng trần càng hương, mà chạy đến trấn trên thỉnh đại phu Lâm thị, vội vã đuổi tới trấn trên, mấy nhà y quán hỏi xuống dưới, lăng là không có một cái đại phu nguyện ý đến khám bệnh tại nhà, không khỏi gấp đến đỏ mắt. Bá mẫu, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này à? Xảo Nhi đứng xa xa nhìn cái này đặt mông ngồi ở bên đường hình người là Lâm thị, không nghĩ tới đến gần, vừa thấy, thật đúng là chính là Lâm thị, liền thân thiết ra tiếng hỏi. Nàng nhưng nhớ rõ Kiều Xuân đang ở làm ở cữ, lúc này nàng như thế nào sẽ có rảnh tới trấn trên đâu, hơn nữa xem nàng bộ dáng, giống như còn gặp gỡ phiền lòng sự. Lâm thị nghe được quen thuộc thanh âm, vội vàng ngẩng đầu, nhìn phinh thướt tha lập Xảo Nhi trong tay ôm mấy cái hộp gỗ, mỉm cười đánh giá nàng. Nguyên lai là Xảo Nhi à, ta hôm nay là tới trấn trên thỉnh đại phu đến khám bệnh tại nhà, chính là, ngày mốt liền ăn Tết, không có một cái đại phu nguyện ý đến khám bệnh tại nhà. Lâm thị cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói. Xảo Nhi vừa nghe Lâm thị muốn thỉnh đại phu đến khám bệnh tại nhà, trong lòng không khỏi bối rối, vội vàng hỏi, bá mẫu, nhà này bên trong ai bệnh lạc, nghiêm trọng sao? Ai, bởi vì sinh non, lại bởi vì đỡ đẻ khi đoàn người cũng không biết trong bụng còn có một cái, cho nên, đậu đậu yết hầu đã chịu bị thương, từ sinh ra đến bây giờ, nàng đều không uống sữa, lại là trắng đêm khóc, cho nên, ngươi đại tẩu đã kêu ta tới thỉnh đại phu trở về khám một chút, đỡ phải nhật tử lâu rồi, kéo hỏng rồi hài tử. Lâm thị cũng không nghi nhiều, liền một năm một mười nói ra tới, những lời này nàng đã sớm muốn tìm người tâm sự, nghẹn ở trong lòng thật sự là quá khó tiếp thu rồi, nhưng ở Kiều Xuân trước mặt, nàng cũng mặc kệ lộ ra nửa điểm ưu sắc, liền sợ sẽ đưa tới nàng băn khoăn, không thể hảo hảo làm ở cứ, dưỡng thân mình, như thế nghiêm trọng a. Đi, bá mẫu, ta mang ngươi đi tìm ta ra thiếu gia, mấy ngày nay thiếu gia nhà ta tâm tật phạm vào, vừa lúc có cái thần y giúp ta ra thiếu gia điều trị thân mình, chỉ cần thiếu gia nhà ta mở miệng, hắn nhất định chịu đi thế tiểu đậu đậu xem bệnh. Xảo Nhi nghe, não trước sáng ngời, đột nhiên nhớ tới còn ở nhà thế thiếu gia khám bệnh thần y, liền du sinh thỉnh thần y đi xem bệnh ý tưởng, dù sao, nếu thiếu gia đã biết đường ra tình huống, cũng là nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Thật sự, Lâm thị hai mắt chợt sáng lên, kia tay kích động đến run nhẹ nhẹ xoa Xảo Nhi mu bàn tay, nét mặt biểu lộ sáng lạn tươi cười, một phen đoạt quá Xảo Nhi trong tay hộp gỗ, hưng phấn nói, đi thôi, Xảo Nhi, chúng ta chạy nhanh đi hỏi một chút, xem nhân gia thần y có nguyện ý hay không hỗ trợ. Ân, Xảo Nhi khóe miệng cong cong nhìn Lâm thị này sấm rền gió cuốn động tác, lại từ Lâm thị trong tay đoạt quá một ít hộp gỗ, cùng nàng sóng vai, mang theo nàng hướng Cẩm Tú Trà Trang đi đến. Này tiền tài trên cơ bản đều ở Cẩm Tú Trà Trang trụ, đây là bởi vì hắn không nghĩ mỗi ngày nhìn đến chính mình hận người, càng chủ yếu nguyên nhân là tiền lão gia hy vọng hắn có thể tinh dưỡng, rốt cuộc này tâm tật là không thể làm cảm xúc dao động quá lớn bệnh nhà giàu. Tiền lão gia còn bởi vậy cố ý xây dựng thêm trà trang, ở mặt sau kiến cư trú phòng ở, lại chọn mấy cái đắc lực lại cẩn thận gia đình cùng nha hoàn, chuyên môn ở nơi đó hầu hạ tiền tài cuộc sống hàng ngày. Kỳ thật hắn là rất đau cái này đại nhi tử, chỉ là ngại với lúc trước hắn muốn dựa Lưu ra tài sản tới phát triển sự nghiệp, cho nên, mới có thể đầu óc nóng lên hưu vợ cả, cùng Lưu ra thiên kim kết vi liên lý. May mắn, bởi vì Lưu ra thiên kim bản thân có nhược điểm ở trên tay hắn, cho nên, khuyên can mãi, hảo cầu sâu cầu, mới làm hắn đại nhi tử tiền tài vào tiền ra đại viện. Thiếu gia, Xảo Nhi mang theo Lâm thị trở lại trà trang sau, buông trong tay hộp gỗ, giao đãi một chút tiền về muốn chiêu đãi hảo Lâm thị, liền nhấc chân từ nay về sau viện đi đến, thẳng tắp đi vào tiền tài phòng. bởi vì, nàng mấy ngày nay hỗ trợ xử lý trà trang, Tiền Tài thấy nàng là cái cẩn thận, hiểu chuyện cô nương, cho nên, cố ý giao đãi nàng có thể không thông báo liền trực tiếp tới tìm hắn. Hiện tại Xảo Nhi ở trà trang kỳ thật chính là một quản gia. Xảo Nhi, ngươi như thế mau liền đem hộp gỗ thu hồi tới, rồi, tỉnh thành Đinh Hóa, ngươi đều đóng gói hảo không? Tiền Tài lười biếng nằm ở trên ghế quý phi, trên người đắp chăn gấm, mà nhà ở trung gian tắc thiêu lò sưởi, toàn bộ nhà ở đều bị nướng đến ấm áp dễ chịu, chỉ là, từ hắn tái nhợt sắc mặt, đạm tím môi sắc chung không khó coi ra hắn là cái người bệnh. Ta vừa mới đem hộp gỗ lấy trở về, bất quá, ta ở trên đường gặp Đường lão phu nhân. Xảo Nhi dừng một chút, cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái Tiền Tài. Nga, Đường bá mẫu, tới trấn trên có cái gì việc gấp sao? Nàng lúc này không phải hẳn là vội vàng chiếu cố sản phụ sao? Tiền Tài vừa nghe Lâm thị cư nhiên bỏ xuống sản phụ, một mình đi vào trấn trên, chợt ngẩng đầu híp mắt đánh giá muốn nói lại thôi Xảo Nhi, trong giọng nói hơi có chút sốt ruột hỏi. Xảo Nhi trong lòng hơi hơi phát sáp, ngước mắt nhìn nhà mình thiếu gia kia phó sốt ruột tâm tình nháy mắt giật với, trên mặt bộ dáng, khẽ mở cánh môi nói, Đường lão phu nhân nói, tiểu đậu đậu bởi vì sinh non, hình như là yết hầu đã chịu bị thương, mấy ngày nay vừa không uống nãi, cũng không chịu ngủ yên, thành đêm khóc, giống như lại nói trấn trên đại phu đều không muốn đến khám bệnh tại nhà, ta lấy hộp gỗ khi trở về, vừa vặn ở trên đường cái gặp nàng. Xảo Nhi đem sự tình đại khái, hướng Tiền Tài hội báo một lần, cũng không có lược thuật trọng điểm làm trong nhà đại phu hỗ trợ đến khám bệnh, tại nhà ý tưởng, mà là ngoan ngoãn hầu ở một bên tĩnh chờ Tiền Tài phân phó, bởi vì nàng biết chuyện này không cần nàng đề, thiếu gia cũng là nhất định sẽ như thế làm. Quả nhiên, Xảo Nhi nói lúc này mới vừa ra hạ, Tiền Tài liền sốt ruột tiếp được đề tài, ngước mắt nhìn nàng. Phân phó nói, Xảo Nhi, ngươi đi thỉnh Liễu thần y thượng đường ra đi xem bệnh, đi thôi, bị hảo xe ngựa, ngươi cũng theo cùng đi nhìn xem tình huống, mang lên một ít đồ bổ qua đi. Thiếu gia, ta đây liền đi làm. Xảo Nhi thanh thúy ứng thanh, hướng hắn hành lễ, liền hướng cửa phòng đi đến. Đương nàng đóng cửa khi, mắt không khỏi liếc về phía Tiền Tài, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hợp cửa phòng, xoay người liền hướng Liễu thần y trụ phòng cho khách mà đi. Chỉ thấy Tiền Tài gắt gao nhíu lại mi, nửa ngại mi mắt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trong phòng lò sưởi phát ngốc, ai cũng đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ chút cái gì. Giá, đát, trong xe ngựa bốn cái các hoài tâm tư người ngồi ở cùng nhau, bởi vì có Liễu thần y, đô đệ là cái tuổi trẻ nam tử, cho nên, Xảo Nhi dọc theo đường đi đều là nhắm mắt giả ngủ. Liễu thần y còn lại là một đường tinh tế hướng Lâm thị dò hỏi hài tử bệnh trạng, mà vốn nên hào hảo trả lời Lâm thị, lúc này lại có như vậy một chút thất thần, thường xuyên hỏi một đằng trả lời một nẻo, ánh mắt luôn là không ngừng ngắm hướng Liễu thần y bên cạnh, cái kia mang mặt nạ nam tử, tổng cảm thấy đối hắn có loại mạc danh quen thuộc cảm, cụ thể cảm giác lại không thể nói tới, dù sao chính là cảm thấy hắn trên người có cổ quen thuộc khí vị. Khụ, Đường phu nhân, ta cái này đồ đệ mặt đã từng chịu quá thương, vì không dọa đến người khác, cho nên hắn vẫn luôn đều mang mặt nạ. Liễu thần y nhìn nhà mình đồ đệ, quay đầu đối một bên Lâm thị giải thích nói, nếu hắn lại không ra tiếng, hắn đồ đệ liền phải bình tĩnh không nổi nữa, bởi vì trên mặt có nói lại đại lại lớn lên vết sẹo nguyên nhân, hắn tâm cũng trở nên rất là mẫn giác, thậm chí có điểm tự ti. Ngày thường nhất tức giận người khác nhìn trộm cùng tinh tế đánh giá, lúc này đều nhẫn như thế lâu rồi, đã xem như đánh vỡ kỷ lục. Ách, thực xin lỗi, vị này tiểu ca, thật là xin lỗi a. Lâm thị chợt thu hồi tầm mắt, trong giọng nói bí mật mang theo hoảng loạn giải thích, nàng chỉ là đối hắn có cổ mạc danh quen thuộc, cho nên dọc theo đường đi liền nhìn nhiều vài lần, thật không nghĩ tới còn tạo thành nhân gia bối rối, trong nhà tiểu đậu đậu còn chờ nàng lãnh đại phu đi khám đâu, cũng không thể đắc tội trước mắt vị này thần y. Liễu thần y nhìn Lâm thị kia quẫn bách bộ dáng, mỉm cười trấn an nàng, nói, Đường phu nhân đại nhưng không cần như thế, ta đồ nhi chỉ là không thói quen ánh mắt của người khác mà thôi. Ai, nhìn dáng vẻ chính mình một câu là dọa đến cái này phụ nhân, nghĩ đến cũng là, này núi lớn trung nông phụ ngày thường thấy việc đời thiếu chút, cùng người ngoài đánh giao tế cũng rất ít, không cẩn thận dẫm đến nhân ra chỗ đau, kia khẳng định là sẽ không biết như thế nào cho phải. mà hắn vốn là vẫn luôn vân du tứ hải, lần này tới nơi này mục đích chủ yếu là giúp hắn đồ đệ tìm được người nhà. Đại khái ở 8 nguyệt trước kia, hắn đồng dạng là chịu tiền lão ra mời, tới thế nhà hắn đại công tử trần trị tâm tật, mới vừa đi ra thị trấn khẩu vài dặm đường ngoại, liền ở bãi sông thượng gặp vựng mê không tỉnh hắn, cứu trị 3 ngày 3 đêm hắn mới từ từ tỉnh lại, chính là hắn lại nhân đầu ở giữa sông chịu quá đá, ngầm chạm vào đánh, mà mất đi sở hữu ký ức. Lúc ấy hắn cũng ủy thác tiền ra ở phụ cận thôn trang hỏi thăm quá, nhưng chính là không có nghe nói qua, có ai ra người rớt trong sông không thấy, suy xét đến hắn trên đầu cùng trên mặt thương muốn thời gian dài trị liệu, ở hết đường xoay sở dưới tình huống, hắn cũng liền đành phải mang lên hắn cùng nhau hồi sương mù đều sơn, như thế lâu đều đi qua, hắn nghĩ dẫn hắn tới cái này địa phương, xem hắn có thể hay không tìm về trước kia ký ức, tìm được chính mình người nhà, dù sao cũng là ý giả cha mẹ tâm, hắn không chỉ có y thuật hảo, võ công hảo, tâm địa càng là hảo, không thể gặp tự mình đồ đệ cùng người nhà chia lìa, huống chi mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn đối hắn là thiệt tình hảo, thiệt tình thương tiếc, bồi hắn vượt qua chữa thương thời kỳ, xử lý bởi vì hủy dung mà trí bóng ma tâm lý. Ân, Lâm thị thấp giọng đáp lời. Dọc theo đường đi, trên xe người đều không nói chuyện nữa, đối diện không nói gì tới rồi trong núi thôn đường ra sân cửa. Nương, ngươi chính là đã về rồi, đại phu thỉnh tới rồi không có, đậu đậu hôm nay buổi sáng một chút liền không ngừng nghỉ quá, lúc này, ngố Đào Hoa nghe được xe ngựa thanh liền từ trong phòng vọt ra, một phen nước mắt một phen nước mũi bắt lấy Lâm thị tay, nức nở, tay nhỏ còn không dừng run rẩy. Lâm thị vừa nghe, trong đầu tức khắc trống rỗng, hai chân không ngừng đánh lạnh run, thân mình mềm mại liền hướng trên mặt đất đi vòng quanh. Nương, ngươi như thế nào? Đào Hoa đỡ Lâm thị tay, sốt ruột hỏi. Đường phu nhân, ngươi như thế nào? Đứng ở Lâm thị bên cạnh mặt nạ nam, chợt duỗi tay ổn định nàng đi xuống thân thể, trong giọng nói mang theo không rõ sốt ruột cùng đau lòng hỏi. A, ngươi như thế nào? Đào Hoa ngẩng đầu, đột nhiên nhìn đến đối diện nam nhân kia màu bạc mặt nạ, thình lình khiếp sợ, không khỏi chỉ vào nàng kêu sợ hãi lên. Đào Hoa kinh giác chính mình thất lễ, vội vàng dùng tay bưng kín miệng mình, nhanh chóng cúi đầu lo lắng nhìn Lâm thị, trong lòng nhưng không khỏi thì thầm, nàng như thế nào cảm thấy người này thanh âm rất quen thuộc đâu. Đường phu nhân, ngươi vẫn là mau mang ta đi nhìn xem sinh bệnh hài tử, nhanh lên. Liễu thần y nhíu chặt mày, hắn hiện tại đảo vô tâm đi để ý tới nhà mình đồ đệ tâm tình, vừa mới xem kia tiểu cô nương dáng vẻ khẩn trương, hài tử có khả năng là mau không được, mắt thấy đến trước mặt cái này chống đỡ không được đường phu nhân, hắn chỉ phải ra tiếng nhắc nhở nàng, đỡ phải lầm trần trị. Đúng vậy, đối, Lâm thị hồi quá tâm thần, tránh ra Đào Hoa cùng cái kia mặt nạ nam tay, bước nhanh hướng trong phòng đi đến. Thần y, ngươi trước chờ một lát một chút, ta đi vào ôm hài tử ra tới. Lâm thị đứng ở Kiều Xuân phòng cửa, xoay người ngăn đón Liễu thần y, đối hắn hành lễ, ngăn trở hắn đi tới bước chân. Liễu thần y hơi hơi giật mình, màu trắng lông mày không cấm nhíu lại, trong lòng lược có không vui, này đều cái gì lúc, nàng còn chú ý này đó hư đồ vật, chẳng lẽ không biết cứu người như cứu hỏa sao? Hắn là đại phu, này đó tiểu tiết trên cơ bản là có thể không màng, huống chi mới sinh ra mấy ngày trẻ con sao có thể nói mát. Đường phu nhân, ta là đại phu, cứu người quan trọng, những cái đó chi tiết thượng đồ vật, ta trước phóng một bên. Nương, ngươi nhanh lên làm đại phu tiến vào, cầu ngươi làm. Trong phòng truyền đến Kiều Xuân hơi mang khóc, nức nở thanh âm. Liễu thần y một bên từ bên người đồ nhi trong tay tiếp nhận hòm thuốc, một bên đối hắn phân phó, Giật Phàm, ngươi ở nhà chính chờ ta, vi sư chính mình đi vào là được. Nói, cũng mặc kệ một bên còn ở trầm tư Lâm thị, nhanh tay lẹ mắt đẩy cửa ra, lóe vào ấm áp dễ chịu trong phòng. Cứu người quan trọng, lão phu liền vượt rào, vọng phu nhân thứ lỗi. Liễu thần y đứng ở trước giường, thăm dò đánh giá Kiều Xuân trong lòng ngực không ngừng giãy giụa, khuôn mặt nhỏ có điểm trướng tím, tiếng khóc đã mỏng manh tiểu đậu đậu, một bên hướng nàng thuyết minh, một bên duỗi tay tiếp nhận đậu đậu. Không quan trọng, hài tử khỏe mạnh quan trọng nhất. Cảm ơn đại phu. Kiều Xuân đau lòng nhìn biểu tình thống khổ đậu đậu, nhẹ nhàng đem nàng giao cho Liễu thần y trong tay. Liễu thần y thưởng thức liếc mắt một cái Kiều Xuân, tục mà sắc mặt ngưng trọng nhìn chính mình trên tay em bé, nhẹ nhàng đem nàng bình đặt ở chân thượng, xoay người mở ra hắn hòm thuốc, lấy ra một cái giống như loa đổ vật, khóe mắt dư quang ngắm đến một bên run rẩy đứng Lâm thị, nói nhỏ, Đường phu nhân, thỉnh ở lò sưởi thêm chút than, trong phòng nhiệt độ không khí thấp, ta đợi lát nữa muốn kéo ra hải tử quần áo, ta sợ nàng sẽ cảm lạnh. Nga, ta lập tức liền đi. Liễu thần y nghe Lâm thị phịch một tiếng ra cửa, liền bắt đầu thuần thục cởi bỏ đậu đậu trên người quần áo, đem cái kia loa khẩu bình đặt ở đậu đậu trước ngực, mà hắn tắc híp mắt trừ, đem lỗ tai ghé vào loa một chỗ khác, dụng tâm thám thính đậu đậu bộ ngực vọng lại thanh âm. Kiều Xuân khẩn trương nhìn chằm chằm Liễu thần y mặt, sợ chính mình bỏ qua trên mặt hắn bất luận cái gì một cái biểu tình. Cái này giống như loa đồ vật, nàng là gặp qua, chẳng qua ở hiện đại bệnh viện là khoa phụ sản bác sĩ lấy tới nghe thai tâm dùng, không nghĩ tới nguyên lai cổ nhân cũng có cái này, nhìn dáng vẻ đảo như là nghe phổi âm dùng. Kiều Xuân nhìn Liễu thần y kia, càng ninh càng chặt mày, tâm không cấm lập tức nhắc tới cổ họng thượng, trong lòng bất ổn, mắt không chớp mắt nhìn hắn. Liễu thần y tới lui không ngừng đích xác nhận, hảo sau một lúc lâu đi qua, mới chậm rãi di đi cái kia tiểu loa, đem đậu đậu quần áo mượn sức hảo, cũng đem nàng thân mình nằm nghiêng, lại hướng một bên Lâm thị muốn một khối sạch sẽ bố, chiết một khối vuông vức bố khối, cẩn thận lót ở đậu đậu mặt hạ, xoay người bay nhanh từ hòm thuốc lấy ra một cái hộp gấm, từ bên trong lấy ra một viên hồng đến giống huyết viên nhỏ nhẹ nhàng đặt ở đậu đậu xoang mũi cửa, làm nàng ngửi kia viên thuốc viên hương vị. Kiều Xuân gắt gao nhíu lại mày, không hiểu ra sao nhìn hắn hành động, lại không có ra tiếng hỏi hắn làm như vậy là vì cái gì. Nàng minh bạch đại phu chẩn trị khi, nhất kỵ phân thần, từ nàng vừa mới nghe nhà mình bà cung kính kêu hắn thần y khi, nàng liền tin tưởng, hắn y thuật nhất định siêu phàm. Nôn rất nhỏ nôn mửa thanh truyền đến, chỉ thấy đậu đậu, trong miệng hộc ra một mồm to đặc lại hắc lại bạch lại lục chất lỏng ra tới, khuôn mặt nhỏ gắt gao nhăn ở bên nhau, bất quá, sắc mặt nhưng thật ra không có mới vừa rồi như vậy trình màu tím. Liễu thần y thấy đậu đậu phun ra mấy thứ này, mày mới thoáng tùng một chút, duỗi tay nhu nhu vỗ đậu đậu bối, trợ giúp nàng đem đồ vật nhổ ra. Đãi hắn ôn nhu đem đậu đậu trên mặt dính chất lỏng rửa sạch sẽ sau, thật sâu thở ra một hơi, ngước mắt mày thư khai nhìn vẻ mặt khẩn trương Kiều Xuân, nói, phu nhân, đứa nhỏ này là ở trong bụng buồn đến lâu rồi, uống lên hảo chút nước ối cùng thai tí, cũng là vì ở bụng buồn lâu rồi, cho nên, nàng yết hầu cũng đã chịu đại trình độ bị thương, hiện tại yết hầu đã bắt đầu sưng đỏ, phổi bộ cũng là hít vào nước ối, cho nên, nàng mấy ngày nay còn sẽ bạn có ho khan. Kia thần y này nên làm sao bây giờ a? Cầu ngươi nhất định phải cứu nhà ta đậu đậu, nàng chính là cái di bụng nhi a, chúng ta Đường ra duy nhất cháu gái a, chỉ cần thần y đem nàng chữa khỏi, lại nhiều tiền chúng ta cung cấp, cầu xin ngươi làm. Thịch, tình thế cấp bách. Lâm thị vừa nghe tiểu đậu đậu thương như thế nghiêm trọng, phác một tiếng quỳ gối trên mặt đất, thịch hướng về Liễu thần y khái ngẩng đầu lên, cúi đầu một phen nước mắt một phen nước mũi năn nỉ, Đường phu nhân, thỉnh ngươi mau lên, ngươi như vậy ta nhưng chịu không dậy nổi a. Liễu thần y tưởng duỗi tay đi đỡ nàng lên, nhưng lại niệm cập nam nữ chịu thụ không thân, chỉ phải lo lắng xuống cong eo, hướng còn ở thịch dập đầu Lâm thị, nói. Kiều Xuân nhìn Lâm thị bộ dáng kia, cũng là nhịn không được rơi xuống nước mắt, nức nở nói, nương, ngươi nhanh lên đứng lên đi, trên mặt đất lãnh, ta tin tưởng thần y nhất định sẽ tận lực. Đều nói là y giả cha mẹ tâm, chúng ta phải tin tưởng Liễu thần y, ta xem vừa mới thần y chẩn trị thủ pháp, chính là rất cao siêu. Đúng vậy, đối, chúng ta làm đại phu nào có buông tay đối người bệnh không quan tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực, ngươi cứ yên tâm đi, nhanh lên, lão phu thật là chịu không dậy nổi a. Liễu thần y chiều Kiều Xuân gật đầu, quay đầu đi đối Lâm thị, bảo đảm, thật sự. Kia thật là thật cảm ơn ngươi, ngươi thật đúng là cứu khổ cứu nạn quan thế âm Bồ Tát a. Lâm thị chợt nâng lên nước mắt loang lổ mặt, lộ ra lộng lẫy tươi cười, lại một lần thật mạnh hướng Liễu thần y dập đầu ba cái, xem đến Liễu thần y cùng Kiều Xuân thật là gọi là một cái không chết a. Bất quá, đối nàng thương tiếc cháu gái tâm nhưng thật ra cảm động vạn phần. Hôm nay lão phu mang dược không đầy đủ, như vậy đi, ta xem phu nhân cũng là cái cẩn thận người. Ta đem này viên đan dược lưu lại cho ngươi, ngươi mỗi ngày 3 lần ấn ta vừa mới phương pháp trợ giúp hải tử đem dạ dày, phổi tạp vật đều nôn ra tới. Tá trước khai cái phương thuốc, các ngươi tìm cá nhân đi, trấn trên đại dược phòng đi bắt dược đi, ta nơi này còn bị có một ít đi xưng thuốc bột, các ngươi một ngày một lần cấp hải tử uy đi vào. Liễu thần y xoay người từ hòm thuốc lấy một cái tiểu bình gốm tử giao cho Lâm thị, trong tay, nhìn trên giường Kiều Xuân tinh tế giao đãi, ánh mắt ngắm đến một cái khác không biết khi nào đã tỉnh lại quả, trầm tư một hồi, cũng đem hắn ôm lên, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, mới đưa hắn thả lại trong chăn. Hai vị phu nhân, ta đây liền, trước đi ra ngoài, các ngươi tìm cá nhân tùy chúng ta cùng đi trấn trên bốc thuốc đi. Cái này tiểu nam hài thân thể rất tuyệt, các ngươi có thể yên tâm. Một cái khác tiểu nữ hài tuy rằng là ở trong bụng liền bị thương, nhưng là chỉ cần các ngươi hảo hảo bảo quản, nhất định sẽ không có việc gì. Cáo từ, nói xong, liền nhanh nhẹn thu thập trên bàn hòm thuốc, hướng trên giường Kiều Xuân gật gật đầu, xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Cảm ơn ngươi, đại phu. Kiều Xuân ngồi ở trên giường hướng hắn khom lưng nói lời cảm tạ. Liễu đại phu ở nhà chính trên bàn viết xuống phương thuốc từ sau, liền đối với con ngơ ngác ngồi ở một bên, như suy tư gì Liễu Giật Phàm, nói, Giật Phàm, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên trở về trấn trên đi, thuận đường làm đường ra người cũng cùng đi trấn trên, hảo đi đại dược phòng bốc thuốc trở về, đi thôi. Nương, ngươi kêu thần y chờ một chút, ngươi tiến vào một chút, hảo sao? Kiều Xuân ở trong phòng, hướng ra phía ngoài hô kêu. Hảo. Lâm thị chiều trong phòng ứng thanh, lại xoay người đối một bên Liễu thần y, mỉm cười nói, thần y, ngươi trước chờ một lát một hồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tốt, phu nhân thỉnh. Qua chỉ chốc lát sau, Lâm thị liền từ Kiều Xuân trong phòng đi ra, xoay người lại một đầu chui vào nàng tự mình trong phòng, trở ra khi, trong tay đã cầm một cái dùng giấy dầu bao, đến một vòng lớn đồ vật ra tới, cười đem đồ vật đưa tới Liễu thần y trước mặt, nói, Liễu thần y, nhà ta con dâu nói, nếu cấp Trần Kim nói, thần y nhất định sẽ không thu, cho nên, khiến cho ta cầm một ít bánh quả hồng cho ngươi, nàng nói ngươi nhất định sẽ thích cái này, nàng còn làm ta chuyển cáo ngươi, cái này bánh quả hồng tính vị cam lạnh, có thanh nhiệt, nhuận táo, tiêu đàm chi hiệu, nhưng trị phổi nhiệt, táo khụ, nuốt làm hầu liệt miệng lưỡi bị loét trở chứng bệnh. Nga, Liễu thần y vừa nghe, tức khắc mi hoan mắt cười đem đồ vật đặt lên bàn, vội không ngừng mà mở ra giấy dầu, cầm một cái bánh quả hồng nhẹ nhàng cắn một ngụm, tức khắc bị kia trong miệng đồ vật cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc, vui sướng gật đầu, khen, quả nhiên là thứ tốt, lại ngọt lại nhu, như thế liền đa tạ đường phu nhân lễ vật. Cáo từ. Liễu thần y trong lòng rất là kinh ngạc Kiều Xuân, là như thế nào sẽ biết cái này kêu bánh quả hồng đồ vật dược dụng công có thể, ăn một cái sau này, hắn không thể không bội phục nàng xử lý thứ này thủ pháp, vị cùng theo nàng theo như lời dược dùng giá trị nhưng đều là nhất đẳng nhất hảo, xem ra, nàng vẫn là cái kỳ nữ tử, bất quá, trước mắt là không có thời gian, bọn họ ngày mai còn phải chạy về Sương Mù Đều Sơn đi đâu. Luyện ở trong sơn động đan dược ngày mai nên đến lúc đó thần, canh giờ này chính là ngàn vạn lâm không được, bằng không liền bạch lãng phí những cái đó tốt nhất dược liệu, nếu sau này có cơ hội, chính mình nhất định đến lại đến nơi này cùng nàng lãnh giáo, nghe tiền đại công tử nói, nàng trà nghệ cũng là nhất đẳng nhất hảo, ngay cả kia bộ dùng tốt lại kỳ lạ trà cụ cũng là nàng họa sơ đồ phác thảo, như vậy nữ tử không thể không cho người khâm phục a. Giật Phàm, đi thôi. Nga, Liễu Giật Phàm phục hồi tinh thần lại, hơi có chút dại ra gật đầu, nói liền đứng lên, khiêng quá trên bàn hòm thuốc, xoay người hơi trao đuôi lông mày hướng cổng lớn đi đến, cũng không biết là như thế nào một chuyện, hắn từ vào cái này đường ra sau, trong lòng liền quái, cái gì cảm giác lại không thể nói tới, đặc biệt là vừa mới nghe được trong phòng truyền đến kia nói thanh thúy thanh âm. Hắn tâm cư nhiên không rõ nguyên do rung động lên, bất quá, cứ việc trong lòng có ngàn tự, hắn trong đầu cũng trước sau tìm không thấy bất luận cái gì về này, đó kỳ quái cảm giác hình ảnh. Liễu Giật Phàm thật mạnh hất đầu, khiêng hòm thuốc cũng không quay đầu lại tùy ở nhà mình sư phụ bên người, trực tiếp lên xe ngựa. Lâm thị từ trong túi cầm một ít bạc cấp Đào Hoa, làm nàng cũng ngồi xe ngựa thuận đường đi bắt dược trở về. Mà nàng tắc nên ở nhà chuẩn bị Kiều Xuân ở cữ cơm, rốt cuộc phương diện này vẫn là nàng có kinh nghiệm. Lâm thị đứng ở sân cửa nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, thẳng đến quẹo vào chỗ không thấy, mới xoay người trở lại phòng bếp, trong đầu lại không khỏi hiện ra cái kia Liễu Giật Phàm thân ảnh, giống, thật sự là quá giống, chỉ là ai, vẫn là đừng lại suy nghĩ, vừa mới cũng nghe đến Liễu Thần Y kêu hắn Giật Phàm, mà không phải Tử Nặc, nói nữa nếu hắn thật là Tử Nặc nói, nhìn thấy tự mình mẫu thân, muội muội lại về tới chính mình trong nhà, như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có đâu. Huống hồ cũng chỉ là dáng người giống, này cũng không thể thuyết minh chút cái gì. Lâm thị ngồi, ở lòng bếp trước Mộc Hy cao mẫu khiểm cấp làm chướng thử ngạnh thương khẽ nguyên, từ khiển hoảng sợ phu ủng não phổ gập bê giờ nàng vẫn luôn liền, không tin chính mình nhi tử liền như vậy bị lũ bất ngờ thủy dội đi rồi, hắn là như vậy tốt một người, ông trời như thế nào khả năng làm hắn liền thi thể đều tìm không thấy đâu. Tuy rằng kia đột nhiên rít gào tới lũ bất ngờ thủy thế tới hung mãnh, người bị hồng thủy cắn nuốt là nhất định sẽ giữ nhiều lành ít, nhưng là, làm một cái mẫu thân, nàng trong lòng trước sau còn có một tia may mắn, trước sau không muốn vọng tin tưởng hắn thật sự không có, cứ việc các hương thân lúc ấy ở, Hà Hạ du vất mấy ngày, sau tới lại hợp lực cấp Đường Tử Nặc làm một cái vẻ vang y quan trùng, nhưng nàng trước sau tin tưởng con trai của nàng còn thượng ở nhân gian. Lâm thị đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bay nhanh cầm lấy bếp biên cái chổi đem châm đến lòng bếp ngoại ngọn lửa cấp dập tắt, nhìn chật vật phòng bếp, nhịn không được ngồi xổm xuống thân mình, đem vùi đầu ở đầu gối, anh thấp giọng khóc thút thít lên. Đường đại tàu, ngươi ở nhà sao? Trong viện truyền đến Thiết Thành Cương thanh âm, ở, Thiết huynh đệ, ngươi trước đợi lát nữa Lâm thị ứng thanh, tùy ý dùng ống tay áo đem trên mặt nước mắt lau khô, duỗi tay sửa sang lại một chút quần áo cùng tóc, xoay người liền hướng trong viện đi đến. Lâm thị đi ra phòng bếp, thấy Thiết Thành Cương trong tay dẫn theo mấy chỉ gà cùng mấy con thỏ, còn có một cái đại bố bao, liệt miệng cười ngây ngô chiều nàng nhìn lại đây. Đường đại tẩu, ta đi Kiều Tử thôn đã về rồi, này đó là Tử Nặc tức phụ nhà mẹ đẻ hồi lễ, nói là cho rất tức phụ bổ thân mình. Mặt khác, này bố trong bao là một ít tiểu hài tử quần áo, bọn họ ba ngoại thân thủ khâu vá. Ngươi nói một chút muốn để chỗ nào, ta cho ngươi phóng hảo lại về nhà. Thiết Thành Cương chiều Lâm thị nhấc tay đồ vật, hỏi, liền giúp ta đem những cái đó gà cùng con thỏ đều bỏ vào ổ gà đi thôi, cái này bố bao cho ta xách đi vào giao cho Xuân Nhi. Thiết huynh đệ, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, làm ngươi ở cửa ải cuối năm nhất vội thời điểm giúp chúng ta chạy này một chuyến, thật đúng là quá phiền toái ngươi, tiến vào uống chén nước, ấm áp thân mình đi. Lâm thị mỉm cười tiếp nhận bố bao, duỗi tay chỉ ổ gà phương hướng, rất là cảm kích nhìn Thiết Thành Cương, nói, Đường đại tẩu, chúng ta hai nhà giao tình, nhưng không thịnh hành nói này đó khách khí nói, lần sau có cái gì muốn giúp đỡ làm thể lực sống, nhưng nhất định phải chi cái thanh, khác thành mới vừa ta không thể giúp, thể lực thượng sống vẫn là làm được động. Kia đại tẩu tử, ta liền đi về trước, con phải tìm vài người, chuẩn bị ngày mai buổi sáng giết heo sự đâu. Thiết Thành Cương cộc lốc cười nói, chiều Lâm thị phất phất tay, xoay người liền ra sân khẩu. Lâm thị mắt hơi hơi lên men, dùng sức chớp mắt, dẫn theo bố bao liền hướng Kiều Xuân trong phòng đi đến. Nương, Thiết thúc đi Kiều Tử thôn đã về rồi. Kiều Xuân buông trong tay thư, ngước mắt cười nhạt nhìn Lâm thị, hỏi, nàng vừa rồi hình như là nghe được Thiết Thành Cương thanh âm, cũng không biết Kiều Tử thôn bên kia tình huống như thế nào. Tuy rằng nàng không có trước chủ ký ức, nhưng là, huyết thống quan hệ là vô pháp thay đổi, cũng là kỳ diệu, nàng đối Kiều gia thân nhân vẫn là có một phần cảm tình ở. Hôm nay buổi sáng, nàng còn cố ý làm Lâm thị cấp Kiều gia mang lên 2 thất bố, một ít hàng khô, một ít thịt, còn có 20 lượng bạc, nếu chính mình thế trước chủ còn sống, vậy nhất định phải đem nàng nên phụ trách nhiệm cùng hiếu tâm kể hết hoàn thành, thậm chí gấp bội hiếu kính hai bên cha mẹ. Theo trong khoảng thời gian này từ Đào Hoa trong miệng, Đức Quãng nghe được về Kiều gia tình huống chung phân tích, chính mình nhà mẹ đẻ cũng chỉ là phổ thông nông gia, trong nhà không có nhi tử, chỉ có 4 cái khuê nữ, cho nên, nhật tử cũng sẽ không hảo quá đi nơi nào. Nếu chính mình hiện tại có điểm năng lực, nên tận hiếu tâm là nhất định phải tận, có thể giúp địa phương cũng là nhất định phải bang. Đúng vậy, ngươi Thiết thúc thật đúng là cái lưu loát người, này một cái buổi sáng qua lại liền đem lễ cấp tặng qua đi. Tới, Xuân Nhi, ngươi xem này đó quần áo, đều là ngươi mẫu thân tay cấp Quả Quả cùng Đậu Đậu khâu vá, ngươi nhìn xem đẹp hay không đẹp. Lâm thị ngồi ở trước giường ghế gỗ thượng, đem bô bao đặt ở chân thượng, duỗi tay liền mở ra bô bao, cầm lấy một cái màu hồng nhạt áo bông triển khai cấp Kiều Xuân xem. Đẹp, thật là đẹp. Mắt, Kiều Xuân kinh hỉ đánh giá màu hồng nhạt áo bông thượng theo kia mấy đóa sinh động, như thật nghênh xuân hoa, xem ra nàng nương theo công, chính là rất lợi hại, này hoa liền cùng thật sự giống nhau. Ha ha, bà thông gia theo công quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy xuất sắc, nhìn này đó làm công, thật không phải ai đều có thể theo ra tới. Lâm thị buông xuống hồng nhạt áo bông, lại lấy ra một kiện màu bạc áo bông run lên, hướng Kiều Xuân triển khai. Ý, đây là cái gì? Kiều Xuân duỗi tay nhặt lên vừa mới từ trong quần áo rơi xuống đồ vật, bắt được trước mặt đánh giá cẩn thận, đó là hai cái chiết thành hình tam giác giấy vàng, mặt trên dùng chu sa vẽ một ít xem không hiểu đồ hình, mà hình tam giác giấy vàng tắc dùng một cây tơ hồng hệ, xem cái dạng này đảo như là bình an phù. A, bà thông gia thật đúng là có tâm, này hẳn là nàng từ Thanh Sơn trấn cổ chùa nơi đó cầu tới bình an phù. Như vậy đường xa trình, lại là như vậy thời tiết, thật là quá có tâm. Lâm thị duỗi tay tiếp nhận Kiều Xuân trong tay bình an phù, tinh tế đánh giá một phen, liền nói ra này phù xuất xứ, xem ra nàng này bà thông gia thật là rất đau Xuân Nhi, cũng rất đau nàng tôn tử, cháu gái, như vậy xa địa phương lại là như vậy cao sơn, nàng cư nhiên cũng chạy đến cầu này lưỡng đạo bình an phù. Kia Thanh Sơn trấn ly các nàng Hòa Bình trấn nhưng có 100 hơn dặm lộ đâu, nơi đó sương mù đều phong thượng có một tòa cổ chùa, tương truyền nơi đó Phật thực linh, chỉ là từ nơi này tới đó chính là ngồi xe ngựa qua lại cũng đến 2 ngày à, xem ra bà thông gia là vừa nghe đến tin tức liền chạy đến cầu bình an phù, trách không được đậu đậu có thể gặp được thần y cái này quý nhân đâu, nguyên lai là có thần linh ban ơn. Tới, Xuân Nhi, nhanh lên giúp quả quả cùng đậu đậu mang lên, đây chính là bọn họ bà ngoại cầu tới bình an phù, lần tới thấy thông gia, ta nhưng đến hảo hảo cảm ơn nàng. Lâm thị khóe miệng tràn ra vui vẻ, tươi cười, phảng phất có này nói bình an phù, đậu đậu bệnh liền có thể lập tức hảo lên, quả quả cùng đậu đậu liền có thể bình an an lớn lên. Ân, tốt. Kiều Xuân ôn nhu đem bình an phù tròng lên quả quả cùng đậu đậu trên cổ. Tuy rằng nàng không tin, này bình an phù thật sự có cái gì chân thật hiệu quả, nhưng là, đây là bọn họ bà ngoại đối bọn họ ái, ai có thể so cái gì đều tới chân quý. Nương, nhà của chúng ta lần này chính là cấp các hương thân thêm không ít phiền toái, cũng ít nhiều đại gia quan tâm, ngày mai chính là đêm giao thừa, có chuyện tình, ta tưởng cùng nương thương lượng một chút. Kiều Xuân cười nhạo giật mình thân mình, thẳng tắp ngồi xong, mắt nhìn thẳng Lâm thị mắt. Nói, ta tưởng thỉnh nương bị một ít lễ, cấp ngày đó hỗ trợ hương thân, còn có hôm nay buổi sáng tặng lễ người đều hồi thượng một phần lễ. Nương, ngươi xem như vậy, hành đến thông không? Kiều Xuân nghĩ hiện tại nhà mình điều kiện nói tốt không tính quá hảo, nhưng là so với trong thôn người lại xem như tốt, tục ngữ nói uống nước đương tư tuyền, nếu các nàng cô nhi quả phụ có thể được đến đại gia trợ giúp, kia các nàng liền không thể chịu chi thản nhiên, đem nhân ra hảo ý trở thành là đương nhiên, này ngạn ngữ chính là có nói, lễ thượng vãng lai, kia các nàng lại như thế nào cũng đến còn nhân ra một phần nhân tình. Xuân Nhi, ngươi ý tứ, ta minh bạch, ta cũng rất là tán đồng, chính là, nhà của chúng ta bị hàng Tết không nhiều lắm, lúc này lại đi trấn trên mua cũng là không còn kịp rồi, ngươi cảm thấy này lễ nên như thế nào an bài đâu? Lâm thị tán đồng gật gật đầu, cũng đem trong nhà tình huống cũng hướng Kiều Xuân thuyết minh một chút. Cái này con dâu là cái hiểu đạo lý đối nhân xử thế hài tử, nhưng việc này nếu không phải nàng nhắc tới, nàng cũng đã quên việc này. Nàng bổn tính toán chờ quả quả cùng đậu đậu trăng tròn khi, thỉnh hương thân tới ăn một đốn, xem như đối đại gia đáp tạ, không nghĩ tới này tuổi còn trẻ con dâu so nàng còn hiểu, đến người với người chi gian nhân tình xử lý. Kiều Xuân cúi đầu trầm tư lên, âm thầm tính toán một chút tiền tài đưa tới vài thứ kia. Qua hảo sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhợt nhạt cười, nhìn Lâm thị, nói, nương, trong nhà trước kia phơi quả hồng bánh, hẳn là còn có không ít đi, nếu không như vậy, ngươi đi đem tiền tài đưa tới đồ vật cùng quả hồng bánh đều dọn đến ta, trong phòng tới, lại bị chút giấy dầu lại đây, chúng ta tới tính toán một chút, như thế nào phối hợp tặng lễ sẽ hảo một chút. Ân, ta đây liền đi lấy. Lâm thị gật gật đầu, lập tức đứng lên, xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Nàng hiện tại xem như an tâm, sau này sự tình trong nhà liền giao cho Xuân Nhi tới xử lý, nàng như thế người thông minh, nhất định sẽ xử lý tốt những việc này, không cần chính mình nhọc lòng càng tốt, tuổi còn trẻ có thể giống Xuân Nhi như vậy, nhận biết đại thể cùng đạo lý đối nhân xử thế tức phụ nhi, nàng vẫn là cái thứ nhất, cho nên, sự tình trong nhà làm nàng tới quyết định, nàng thực yên tâm. Chỉ chốc lát sau, Lâm thị liền đem vừa mới Kiều Xuân nói rõ đồ vật toàn bộ đều dọn tới rồi bàn gỗ thượng, này vài lần tiền tài đưa tới đồ vật, cộng lại lên cũng thật không ít à, bàn gỗ xếp thành tiểu sơn còn không có phóng xong, trên mặt đất còn thả thật nhiều, này đó chiết thành bạc đến là nhiều ít à, thật là cái có tiền đại thiếu gia à, bất quá, như vậy cũng hảo, nàng không chỉ có tỉnh một bút tặng lễ bạc, còn có thể diện thượng cấp bậc lễ đưa ra đi, có như vậy có lời sự tình, nàng trong lòng vẫn là thực cảm kích tiền tài hào phóng, cứ như vậy Kiều Xuân, các nàng hai mẹ chồng nàng dâu ở trong phòng bắt đầu bận việc lên, nương, đại tẩu, ta đã về rồi, Đào Hoa đem dược đặt ở nhà chính, đem tay nhỏ vòng ở bên miệng dùng sức a khí, đẩy ra cửa phòng liền cười hì hì lóe tiến vào, bên ngoài thời tiết theo tới rồi trạng vạng, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống rất nhiều, nàng cũng chỉ là từ trên xe ngựa xuống dưới, rồi mới đi vào trong phòng, nàng liền cảm thấy bị lạnh đến cả người phát run, oa, vẫn là đại tẩu trong phòng ấm áp, bên ngoài phong thật lớn, lạnh đã chết, ta đều sắp đông lạnh thành băng nhanh. Đào Hoa đóng cửa lại, vừa đi hướng mép giường, một bên hơi mang khoa trương nói, có thể có bao nhiêu lạnh a, ta xem ngươi hiện tại là càng ngày càng kiều quý, ta rõ ràng liền nghe thấy có xe ngựa đưa ngươi chở về, ngươi chỉ là từ sân khẩu đi đến trong phòng, có thể lánh thành cái dạng gì. Lâm thị ngẩng đầu buồn cười liếc nàng kia hồng hồng cái mũi liếc mắt một cái, ra tiếng chế nhạo nàng, nương, ngươi có tôn tử cùng cháu gái, liền không hề đau Đào Hoa. Đào Hoa khô quắt miệng, dậm chân, hướng Lâm thị làm nũng, hoa, nương, ngươi cùng đại tẩu bao mấy thứ này làm cái gì, bao đến hảo hảo xem nga. Đào Hoa lúc này mới nhìn đến bàn gỗ thượng chỉnh tề tề bày rất nhiều đồ vật, hình như là mấy ngày hôm trước Xảo Nhi tỷ tỷ đưa tới đồ vật, nhìn Lâm thị cùng Kiều Xuân còn ở bao phân hảo phân lượng đồ vật, nhịn không được tò mò hỏi, này hảo, nhân gia đưa tới đồ vật, làm gì lại muốn đại phí chu trường bao lên a? Đào Hoa, ta cùng nương thương lượng qua, chuẩn bị cấp những cái đó trợ giúp qua chúng ta, đưa lễ nạp thái cho chúng ta các hương thân, đều còn thượng một phần lễ, này không, ta cùng nương bao một cái buổi chiều, cũng còn không có bao xong, đâu. Kiều Xuân buồn cười nhìn càng ngày càng rộng rãi Đào Hoa, hướng nàng giải thích các nàng dụng ý, ánh mắt ngắm đến nàng trong tay tiểu bình gốm, nhịn không được ra tiếng hỏi, Đào Hoa, đậu dược đều chảo đã trở lại sao? Chảo đã trở lại. Đại tẩu, còn có thứ này, là Liễu thần y làm ta giao cho ngươi, hắn kêu ngươi nhắm ngay đậu yết hầu, đổ ở trên cổ. Đào Hoa gật gật đầu, đem tiểu bình gốm giao cho Kiều Xuân trong tay, vui vẻ nhìn trong lúc ngủ mơ quả cùng đậu, tiếp theo cũng dựa gần Lâm thị ngồi xuống, hỗ trợ bao vây lấy đã phân tốt quà tặng, các nàng nương ba lại vội một hồi lâu, mới đưa sở hữu đồ vật chuẩn bị cho tốt. Đào Hoa, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi ở chỗ này ấn ngươi đại tẩu nói, đem đồ vật phối hợp hảo, lại một đại phân phóng hảo, ta đi trước phòng bếp nấu cơm. Lâm thị ngẩng đầu lộ ra cửa sổ, nhìn bên ngoài sắc trời, đứng lên hướng Đào Hoa giao đãi một tiếng, liền hướng ngoài cửa đi đến. Hôm sau sáng sớm, ngày mới mông lượng, Lâm thị cùng Đào Hoa liền rời giường, bắt đầu bận việc lên. Hôm nay là trừ tịch, ban đêm có rất nhiều sự tình muốn vội, lại vừa lúc trong nhà còn có cái làm ở cữ sản phụ, hai cái em bé yêu cầu chiếu cố, cho nên, Lâm thị liền sớm đem Đào Hoa từ ấm trong ổ chăn nắm lên, hận không thể chính mình dài hơn ra mấy đôi tay tới, hảo đem trong nhà này trong ngoài ngoại sự tình dùng một lần thu phục. Tẩu tử, cơm sáng ngươi sấn nhiệt ăn xong, đặt lên bàn liền hảo, chờ ta trở lại lại thu. Đào Hoa đem cơm sáng đặt ở bàn gỗ thượng, hướng Kiều Xuân giao đãi một tiếng, lại thăm qua mức hướng quả cùng đậu đánh giá một phen, lúc này mới cong lên khóe miệng, có chút sốt ruột đi rồi. Đào Hoa, ngươi cùng ngươi đại tẩu chào hỏi qua không có? Lâm thị tóm được Đào Hoa, liền đổ ập xuống hỏi lên, hôm nay muốn vội sự tình, thật là quá nhiều, ngày hôm qua buổi chiều bao lễ cũng đến ở buổi sáng đưa ra đi, bởi vì bọn họ nơi này không thịnh hành buổi chiều tặng lễ, cũng không thịnh hành cuối năm tặng lễ, mà Đào Hoa là cái chưa lấy chồng đại cô nương, định là không thể đi ra thoán hộ đi tặng lễ, cho nên, này đó sống còn phải nàng tự tay làm lấy mới được. Đào Hoa, ngươi đợi lát nữa ăn qua cơm sáng sau, liền đi ngươi thiết thúc kia đem nhà ta đính thịt heo để trở về, nhà chính trên bàn những cái đó lễ cũng thuận tiện để cho ngươi thiết thúc, phòng bếp kia một phần, ngươi liền đưa đến cách vách Liêu đại nương ra đi, hiểu chưa? Lâm thị một tay vác một cái giỏ tre, bên trong tràn đầy quà tặng, đứng ở tường đi trước gương đồng đánh giá một chút chính mình đầu tóc, liền đi ra ra môn. Đào Hoa nương, như thế nào lạc, còn có cái gì sự? Đào Hoa từ phòng bếp đi ra, nhìn đứng ở phía trước đường nhỏ thượng, hướng về phía trong nhà kêu Lâm thị, lớn tiếng hỏi, quần áo nhớ rõ muốn tẩy, ngày mai là đại niên mùng 1, không thể giặt quần áo. Lâm thị đi đến trên đường mới, đột nhiên nhớ tới này một vụ, liền đứng ở đường nhỏ thượng, lớn tiếng đối Đào Hoa giao đãi. Biết rồi, nương, ngươi nhanh lên đi thôi. Đào Hoa hướng nàng phất phất tay, lớn tiếng đáp, khóe miệng tràn ra một mạt cười nhạt, lắc lắc đầu đi vào phòng bếp tiếp tục ăn nàng cơm sáng. Xem ra hôm nay nương là vội đến có điểm rối loạn, này đại niên mùng 1 không thể giặt quần áo sự, nàng là biết đến, hơn nữa, nhà này quần áo ngày nào đó không phải nàng tẩy. Đào Hoa cầm quần áo tẩy, hảo lượng hảo sau, cấp cách vách Liêu đại nương ra tặng đồ vật, lại dẫn theo trang cấp thiết ra lễ giỏ tre hướng lên trên vây dọa đi đến, mới vừa đi đến chuyển biến đường xuống dốc thượng, liền nghe được phía trước chuyển đến heo thê lương tiếng kêu, nàng có chút sốt ruột đi nhanh về phía trước đi, sợ chính mình đi đã muộn, sẽ mua không được đại tẩu tối hôm qua cố ý giao đãi qua heo bụng. Thiết thúc, ngươi đem heo bụng để lại cho ta. Đào Hoa người còn chưa tới, thấy Thiết Thành Cương trong nhà khẩu vây quanh một đống lớn người, liền gân cổ lên đối với đám người hô lên, ai, đại tẩu thật vất vả, có muốn ăn đồ vật, cũng không thể để cho người khác cấp đoạt trước, nha. Đào Hoa, như thế đã sớm xuống dưới lạc, ngươi yên tâm, thím nhất định đem kia heo trong bụng cho ngươi lưu lại, bên ngoài thiên lãnh, nếu không, ngươi tiến thím ra đi ngồi ngồi, Tú Linh hôm qua từ nàng bà ngoại ra đã trở lại, các ngươi tỷ hai cũng đã lâu không gặp, đi vào tìm nàng tán gẫu đi. Đứng ở trong đám người đánh xuống tay Thiết Thẩm vừa nghe Đào Hoa thanh âm, liền lòe ra đám người ngoại, cười ha hả chỉ vào đại môn, chiều nàng chu chu môi, nói, Tú Linh tỷ, đã về rồi, kia thím ta đem giỏ che thả ngươi này, ngươi nhưng đến đem đồ vật cho ta lưu lại, ta đại tẩu cố ý làm ta mua. Đào Hoa vui vẻ nở nụ cười, nàng đều đã hơn nửa năm, không có nhìn thấy quá Tú Linh tỷ, trước kia các nàng chính là mỗi ngày cùng nhau lên núi đánh xài, quan hệ hảo đâu. Đào Hoa đem giỏ tre giao cho Thiết Thẩm trong tay, lắc mình liền tưởng rời đi, nàng đều đã có điểm gấp không chờ nổi muốn cùng Tú Linh hảo hảo ôn chuyện, chuyện đó nàng vẫn luôn buồn ở trong lòng, đều tìm không thấy tin được người tới rông dài. Gì, Đào Hoa, này trong rổ đồ vật là cái gì a? Thiết Thẩm nhìn trong rổ bao đến hảo hảo đồ vật, khó hiểu hỏi, nhìn ta này một cao hứng liền quên ta nương giao đãi sự, mấy thứ này là ta nương kêu ta đưa lại đây cho ngươi, ngươi thu đi, ta đi vào tìm Tú Linh tỷ. Đào Hoa ngừng lại, vì chính mình đại ý, ngượng ngùng lên, cười gượng hướng Thiết Thẩm nói thanh, tựa như chỉ chim en hướng trong phòng chạy tới, ai mắt trưởng bầu trời đi lạc, đi đường không xem lộ. Thiết Ngưu Tử đôi tay vỗ về bị đâm cho đau nhức ngực, tức khắc nhe răng lớn tiếng chất mắng lên, thở phì phì vung lên nắm tay, trực tiếp liền tưởng hướng tới đối phương huy qua đi, thật là đủ đau, xương sườn đều sắp bị đâm chặt đứt, cũng không biết là ai thiết búa. Ngưu Tử, ngươi chuyện như thế nào, yếu ớt đến cùng đàn bà dường như, ngươi lại ồn ào, ta đã có thể kêu nương lạc. Đang ở nhà chính thêu hoa Tú Linh, nghe được tiếng vang chạy nhanh ra tới vừa thấy, kết quả liền nhìn đến Ngưu Tử tay vỗ về ngực, mặt hướng lên trời la to, huy quyền vũ trảo, mà Đào Hoa lại đặt mông ngồi ở địa phương, tay vỗ về cái trán. Đào Hoa, ngươi có hay không như thế nào, rất đau đi, tới, trên mặt đất băng, nhanh, lên, chúng ta tiến nhà chính liêu đi, đừng lý này đầu man Ngưu. Tú Linh buông kim chỉ, vài bước về phía trước khom lưng nâng dậy Đào Hoa, nhìn nàng quan tâm hỏi, Đào Hoa, xin lỗi a. Ta không biết là ngươi, hắc hắc. Thiết Ngưu Tử nghe được Tú Linh vừa nói, lúc này mới cúi đầu tới đánh giá nhíu chặt khuôn mặt nhỏ Đào Hoa, tức khắc, quẫn bách gãi gãi tóc, hắc hắc ngây ngô cười, thực xin lỗi a, Ngưu tử ca, ta nghe Tú Linh tỷ đã trở lại, cho nên nóng vội điểm. Đào Hoa nương Tú Linh lực đứng lên, một bàn tay còn gắt gao vỗ về cái trán, vừa mới này va chạm, nhưng đem nàng đâm cho mắt đầy sao sẹt, thật không rõ hắn xương cốt như thế nào sẽ như vậy ngạnh, trách không được tất cả mọi người đều kêu hắn Man Ngưu, thật đúng là một đầu đại Man Ngưu, hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì, ta đi ra ngoài đi xem một chút, các ngươi liêu, Thiết Ngưu tử mặt, nháy mắt hơi hơi đỏ lên, quận bách hướng Đào Hoa huy xuống tay, xoay, người liền hướng ngoài cửa lớn chạy tới. Đi, Đào Hoa, chúng ta tỉ hai vào nhà Liêu đi. Ân, Đào Hoa cùng Tú Linh cũng vai, hướng Thiết ra nhà chính đi đến, nhịn không được quay đầu đi tinh tế đánh giá nửa năm không gặp Tú Linh, chỉ thấy nàng thân mình lại trường cao không dài, đình đình ngọc lập, da thịt cũng rất là phấn nộn trắng nõn, là lướt cao thẳng mũi, tiểu xảo đỏ bừng môi, cong cong lông mày, thủy linh linh mắt to, này nửa năm nàng biến hóa cũng thật đại a, hoàn toàn chính là một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng, chẳng lẽ nhân gia nói phú quý dưỡng người, nguyên lai đi giàu có một chút gia đình, trụ thượng nửa năm cũng sẽ thay đổi phiên bộ dáng. Này Thiết Thẩm bào đệ mấy năm gần đây tới, ở tỉnh thành một nhà khách điếm cho người ta đương trưởng quầy, nhật tử là quá đến tương đối dư giả. Thiết Thẩm mắt thấy nhà mình khuê nữ cũng lớn, muốn cho nàng cứu cứu ở tỉnh thành cho nàng tìm kiếm một cái hảo một chút nhân gia, ít nhất không cần hoa. Tại đây núi lớn bên trong, quá mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nhật tử, rốt cuộc có cái nào làm phụ mẫu người không nghĩ nhà mình nhi nữ cả đời hạnh phúc. Đào Hoa, ngươi sao nhìn chằm chằm vào ta xem đâu, ta trên mặt có cái gì sao? Tú Linh cấp Đào Hoa đổ một chén nước, có điểm nghi hoặc duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, mắc cỡ đỏ mặt liếc Đào Hoa liếc mắt một cái, hờn dỗi, Tú xảo tỉ, ngươi thật đẹp. Đào Hoa nhìn nàng này giống như nụ hoa dục phóng kiểu diễm hoa nhi, tức khắc xem ngây người qua đi, tự đáy lòng ca ngợi, thật là không nghĩ tới trước kia làn da trình tiểu mạch sắc Tú Linh, chỉ là đi tỉnh thành ở nửa năm, làn da liền sẽ trắng nõn không tì vết, kia nồng đậm ánh mi cũng tu thành cong cong mày lá liễu, sấn đến cặp kia mắt càng thêm thủy linh, mi đến làm nàng đều không rời được mắt chữ. Ba Hoa nha đầu, sáng nay không phải là uống lên mật đi, nửa năm không thấy, miệng nhưng thật ra so trước kia càng ngọt. Tú Linh vui vẻ nở nụ cười, nàng này cười càng là làm Đào Hoa giật mình không thôi, trước kia tất cả mọi người đều là tùy tiện, nhếch môi liền nở nụ cười, hiện tại nàng cư nhiên cầm khăn tay che miệng, nhẹ nhàng ăn cười, hoàn toàn là không thể tương đồng bằng được cảnh giới, kia giơ tay nhấc chân yêu nhã cùng thục nữ, làm Đào Hoa ngơ ngác nhìn nàng, liền cười miệng đều đã quên muốn khép lại đi lên. Đào Hoa, tới cắn hạt dưa, ngươi còn như vậy xem ta, ta đã có thể không cao hứng. Tú Linh nhìn nàng, còn kia ngơ ngác bộ dáng, trong lòng rất là đắc ý, trên mặt lại cố ý sụ mặt, nhìn nàng nói, ha ha, này như thế nào có thể không cho nàng ngầm vui vẻ đâu, trước kia trong thôn người nhưng đều nói Đào Hoa thiên sinh lệ chất, mỗi ngày ở Thái Dương phía dưới phơi, kia da thịt cũng là bạch bạch nộn nộn. Hiện tại, nàng đi tỉnh thành tiểu ở nửa năm, không cũng thoát thai hoán cốt trở về, hôm qua nàng về đến nhà khi, lăng là liền nàng tự mình cha mẹ đều cả kinh khép lại không thượng miệng, nàng nương còn thẳng hô, lấy nàng như vậy dung mạo, nhất định có thể ở tỉnh thành tìm một hộ người trong sạch, từ đây qua tốt nhất nhật tử. Ta nương a, Tú Linh tỷ, ngươi thật sự thay đổi, trở nên hảo mỹ a, nếu ta tẩu tử ở trong núi thôn xếp hạng đệ nhất, vậy ngươi nhất định liền sẽ là đệ nhị. Đào Hoa tùy tiện cười nói, căn bản không có phát hiện ngồi ở chính mình đối diện Tú Linh, đột nhiên sắc mặt thay đổi mấy biến. Đào Hoa, ngươi đồ vật hảo, nếu không, thím giúp ngươi để trở về đi. Thiết Thẩm thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, vẻ mặt ý cười cầm Đào Hoa mang đến lễ, cười ha hả đi vào nhà chính, nhìn nàng hai cười nói, các ngươi tỷ hai, hơn nửa năm không gặp mặt, đều liêu chút gì a? Ha ha, thím, ngươi sau này nhưng có phúc mệt lẫm kiệu giận sư lai mê hướng này, lương hướng thư viên viện si gửi nách xúc manh tư giao rảo, nhảy tố nuốt hoàn thoan hoàn tôm manh triệu dụng thứ, bích một bực rượu hộc xúc nhu kiển nói khó anh bàn, hầu urani chấp khoát nắm hạt bệnh cũ bây giờ nương, ngươi nhìn, này Đào Hoa sao nửa năm không thấy liền trở nên nhanh mồm dẻo miệng lên, từ vào nhà trong miệng liền không cái đứng đắn, lăng là lấy ta tới vui đùa. Tú Xảo nhấp ha ha cười, thẹn thùng rậm rậm chân, vẻ mặt ngượng ngùng dỗi nói, ha, 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 tức khắc, trong phòng một mảnh tiếng cười, chọc đến Thiết Thẩm vui vẻ cười ha ha, ha ha, Đào Hoa miệng cũng thật ngọt, nếu không, ngươi cùng Tú Linh tỷ tâm sự, ta giúp ngươi đưa lên đi. Thiết Thẩm bị Đào Hoa nói, chọc cười đến không khép miệng được, kiêu ngạo nhìn nhà mình khuê nữ, trong lòng rất là tán đồng Đào Hoa nói, ai nói không phải đâu, này khuê nữ trổ mã đến như vậy thủy linh, hơn nữa nàng cứu cứu ở tỉnh thành hỗ trợ chuẩn bị, chuẩn có thể tìm một môn hảo việc hôn nhân, cuộc sống này một năm quá đến thật đúng là mau à, trong chớp mắt, này đó tiểu hài tử đều trưởng thành, mà chính mình cũng già rồi, là nên chờ hưởng. Nhi nữ phúc bây giờ được rồi, thím, hôm nay là trừ tịch, nhà ngươi sự đều giúp bất quá tới, ta cũng sớm nên về nhà đi, ta đại tẩu chính là một người ở nhà mang quả cùng đậu đậu đâu, nếu là ta lại không quay về hỗ trợ làm cơm tất nhiên nói, ta nương nên lại muốn nói ta. Đào Hoa cười uyển thanh cự tuyệt Thiết Thẩm hảo ý, thiên quá thân mình cười đối với các nàng hai mẹ con tiếp đón một tiếng, xoay người liền hướng trong viện đi đến. Tú Linh, đưa Đào Hoa đi, ta đi ra, ngoài giúp ngươi cha dọn dẹp đi. Thiết Thẩm nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chạm một bên Tú Linh, cười cùng Đào Hoa cùng nhau đi vào trong viện. Đào Hoa nhắc tới giỏ tre, vác ở khuỷu tay thượng, đối với các nàng cười nói, thím, Tú Linh tỷ, ta đây liền đi về trước lạp, ngày mai lại qua đây chúc Tết, trước chúc các ngươi cả nhà hạnh phúc. Ha ha, thật là cái ngoan ngoãn hài tử. Thiết Thẩm cười híp mắt. Chiều Đào Hoa phất tay, nương, ngươi như thế nào cũng không đem sân quét sạch sẽ, nhìn, này đó xu hống gà phân đều dính ở ta đế giày lạp. Đào Hoa mới vừa bước ra Thiết gia đại môn, sau lưng liền truyền đến Tú Linh quái giận thanh, nghe được nàng không khỏi nhíu mày, trong lòng không cấm nói thầm, này Tú Xảo tỷ hơn nửa năm không thấy, người là biến xinh đẹp, nhưng như thế nào cảm giác nàng thay đổi giống nhau. Đào Hoa vừa đi, một bên hất đầu, không hề đi nghĩ lại người khác sự, hiện tại chạy nhanh về nhà hỗ trợ mới là chính sự. Nương, vẫn là để cho ta tới dáng câu đối đi, chờ ta một chút, ta trước đem đồ vật nhắc tới phòng bếp đi. Đào Hoa tiến sân môn, liền nhìn đến Lâm thị trong tay cầm câu đối, chính đánh giá đại môn khung, chuẩn bị dán câu đối, tới, cho ta, ngươi chạm mặt sau một chút, nhìn xem có hay không dán chỉnh tề. Đào Hoa lại từ trong phòng bưng một chương ghế gỗ, đứng lên trên, tiếp nhận Lâm thị trong tay câu đối, nói, hảo, ngươi đứng vững một chút, cẩn thận. Lâm thị nhìn Đào Hoa đứng ở trên ghế, không quá yên tâm dặn dò, từ nay về sau lui mấy đi nhanh, híp mắt đối Đào Hoa chỉ huy, đi lên một chút, qua, lại hạ di một chút, hướng tả một chút, hơi lại hướng hữu cười nhạo một chút, ngươi cẩn thận một chút, đừng tùy tiện, tiểu tâm té ngã. Lâm thị đi nhanh tiến lên đỡ lấy lòng bàn chân đánh cái liệt thương Đào Hoa, hơi không vui chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hơi trao mi, nói, ngươi nhìn xem ngươi, lập tức liền 13 tuổi, nào có đại cô nương ra bộ dáng, ngươi vừa mới có hay không nhìn đến Thiết gia Tú Linh, nhân gia làm sao giống ngươi như vậy, giống chỉ mau con khỉ dường như thượng thoán hạ thoán, nương, ngươi như thế nào như vậy, bằng không ngươi ngày khác dứt khoát nhận Tú Linh tỷ làm ngươi nữ nhi được. Đào Hoa không phục dậm chân, tức giận nói, nương cũng thật đúng vậy, nàng nào có giống con khỉ dường như, chưa từng thấy quá có ai nói như vậy nhà mình khuê nữ. Đào Hoa, ngươi đã trở lại sao, tiến vào một chút, tẩu tử tìm ngươi hỗ trợ. Trong phòng truyền đến Kiều Xuân tinh tế nhu thanh âm, đúng lúc đem Đào Hoa từ Lâm thị trong miệng cấp cứu xuống dưới. Tới rồi, Đào Hoa cười chiều trong phòng thanh thúy ứng thanh, quay đầu đối Lâm thị, nói, ấn ta nói a, nương, ngươi cũng đừng tâm lý không cân bằng lạc, này trong núi thôn liền không có một nữ tử có thể so sánh ta đại tẩu xinh đẹp, cũng không ai có thể có ta đại tẩu này thân tài văn, chương cùng bản lĩnh, trong nhà có một cái phải, nương, ngươi nên thấy đủ. Ha, ha, ha. Đào Hoa nhìn Lâm thị kia sửng sốt bộ dáng, tâm tình rất tốt nở nụ cười, sậu bước hướng Kiều Xuân trong phòng đi đến. Kiều Xuân ngồi ở bàn gỗ trước, nhìn Đào Hoa mặt mày đều hoan bộ dáng, trong lòng phá lệ vui vẻ, khóe miệng cong hướng nàng vẫy tay, đại tẩu, ngươi sao xuống giường đâu, chăn bên ngoài lạnh lẽo, ngươi cũng không thể trừ khí lạnh. Đào Hoa ngoài ý muốn, nhìn đến Kiều Xuân xuống giường, còn ngồi ở bàn gỗ trước, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nàng. Nghe trong thôn lão nhân nói, này làm ở cữ sản phụ, chính là nhất kỵ thụ hàn khí, thoáng vô ý, sau này mỗi phùng trời đầy mây, toàn thân chính là sẽ rất khó chịu. Không có việc gì, trong phòng không phải thiêu lò sưởi sao, tẩu tử lại không phải cái tiểu hài tử, biết cái nặng nhẹ. Kiều Xuân cảm kích chiều Đào Hoa liếc mắt một cái, thân đầu lôi kéo tay nàng, chỉ trên bản đồ vật, nói, Đào Hoa, ngươi đợi lát nữa đem này phúc câu đối cấp cách vách Liêu đại nương ra dán lên đi, còn có này đó phúc tự, ở nhà ta mỗi cái cửa phòng thượng đều dán một cái, chú ý muốn giống như vậy đảo lại dán, hiểu chưa? Nàng cũng thật sự là nằm ở trên giường nhàm chán, cho nên, khiến cho Lâm thị cho nàng bị hồng giấy, chính mình nghiên mặc, viết phúc câu đối cùng một ít phúc tự, nghĩ đến hôm trước nhà mình bà ở chính mình trước mặt thở dài, nói cách vách Liêu đại nương năm nay một mình một người ăn Tết, cái gì đồ vật đều không có bị, trong nhà đầu quạnh quẽ, còn lăng là đem một đại rổ tích cóp cho nàng đại tôn tử ăn gà đẻ, toàn bộ cho nàng đưa tới, nàng lại để bút viết một bức câu đối, muốn cho Đào Hoa qua đi giúp nàng dán một chút, cũng làm cho nàng có điểm ăn Tết không khí, vì cái gì phải cho nàng đưa, nàng trước kia, nhưng yêu nhất ở bên ngoài nói nhà ta thị phi, ta không đi. Đào Hoa vừa nghe, phải cho cách vách Liêu đại nương đưa câu đối, con muốn giúp nàng dán, nghĩ đến nàng lần trước làm những chuyện như vậy, không khỏi phát lên hờn dỗi, thân mình lệch về một bên, bĩu môi, lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Kiều Xuân ý tứ. Nàng Đào Hoa tuy không phải người xấu, nhưng nàng mới không rộng lượng đến đối một cái ở bên ngoài bàn lộng thị phi người hảo, hơn nữa, nàng nhưng nhớ rõ ràng, chính là bởi vì nàng ở bên ngoài nói bậy lời nói, kia vài lần nàng nương mới có thể sinh đại tẩu khí. Dù sao nàng đưa lễ, buổi sáng nàng cũng còn lễ nạp thái, tính lên cũng không thiếu nàng cái gì nhân tình. Đào Hoa, nghe đại tẩu nói, đừng xử tiểu tính tình. Kiều Xuân buồn cười nhìn Đào Hoa đô đến cao miệng, nhịn không được trêu ghẹo, nói, lại đô nói, này đẹp môi liền có thể quải du hồ. Kiều Xuân cười khẽ quát hạ Đào Hoa cái mũi, đem trên bàn thu nạp tốt câu đối, cười nhạo đến Đào Hoa trước mặt, nhỏ giọng khuyên nhủ, Đào Hoa, tâm tình của ngươi, ta minh bạch, đại tẩu cũng thực vui, vẻ ngươi như thế đau ta, chính là, ngươi là cái thiện lương cô nương, chúng ta hai nhà liền cách một đạo trúc rào tre, tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta đều là nữ nhân, như thế nào có thể không lẫn nhau quan ái đâu. Nói nữa, ngươi không nhớ rõ ngày đó ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống, chính là ít nhiều Liêu đại nương vội trước vội sau, chạy trước chạy sau. Kiều Xuân nhìn Đào Hoa dần dần nhu hóa mặt, lại nói, đại nương tâm địa không xấu, chỉ là một người trụ quá cô đơn, mới có thể nghĩ cùng người khác nói mới mẻ sự, làm đoàn người có thể chú ý đến nàng mà thôi, nói đến cùng nàng cũng là cái đáng thương lão nhân. Kiều Xuân nói, không cấm nghĩ tới 21 thế kỷ cha mẹ, bọn họ muốn chịu đựng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ, ngày lễ ngày Tết nhất định càng thêm thương tâm đi. Ba, mẹ, Kiều Mễ, ta rất nhớ các ngươi Nga. Kiều Xuân trong lòng yên lặng nói, đậu viên nước mắt bá hạ xuống, đại tẩu, ngươi, đừng như vậy, ta đi, ta lập tức liền đi, còn không được sao? Đào Hoa bị Kiều Xuân nước mắt, sợ tới mức tức khắc chân tay luống cuống lên, nàng cho rằng Kiều Xuân là thấy Liêu đại nương trạng huống, mà nghĩ đến chính mình cũng là đồng dạng thân là quả phụ sự tình, nghĩ liền thương tâm khóc lên. Ai, chính mình cũng thật là không đủ hiểu chuyện, đại tẩu lời nói làm sao có sai, chính mình như thế nào liền không ấn làm đâu. Đào Hoa lung tung dùng chính mình ống tay áo giúp Kiều Xuân trà lau nước mắt, trong miệng không ngừng nói khiểm, đại tẩu, ta sai rồi, ta không nên không nghe ngươi lời nói, ta hiện tại lập tức liền đi, ngươi mau đừng khóc, bọn họ nói sản phụ khóc nhiều đôi mắt trừ không tốt. Ân, Đào Hoa thấy Kiều Xuân ngừng nước mắt, lúc này mới yên tâm cầm câu đối, nhanh chân liền hướng cách vách ra chạy tới. Này đại tẩu đánh tự sinh quả cùng đậu sau này, thật giống như biến thành thủy làm người giống nhau, nước mắt nói đến là đến, làm nàng nhìn lo lắng đau. Kiều Xuân thấy Đào Hoa vừa mới như chút được gánh nặng bộ dáng, không cấm nhớ tới chính mình trước kia cùng Kiều Mễ ở bên nhau tình cảnh, từ nhỏ đến lớn chính mình đều là cái ai hiếu thắng, mà Kiều Mễ còn lại là cái tùy tiện lại thô chung có tế người, ở nhà nàng là cha mẹ kiêu ngạo, mà Kiều Mễ còn lại là cả nhà hạt rẻ cười. hiếu thắng chính mình ngầm ở kiểu gạo và mì trước, biểu hiện đến càng như là muội muội, thường xuyên sẽ chui vào nàng ổ chăn, lôi kéo nàng kể ra tâm sự của mình cùng phiền não, ngay cả thượng quan Vân xuất quỹ sự kiện cùng cực phẩm bà sự tình, nàng cũng không có giấu nàng một phân một hào. Những ngày ấy, nếu không phải nàng vẫn luôn bồi chính mình, có lẽ chính mình sẽ luẩn quẩn trong lòng, chỉ là không nghĩ tới, chính mình bởi vì trong lòng áp lực cùng thân thể trạng huống, cuối cùng vẫn là mất đi trong bụng hài tử, ngay cả chính mình cũng tự mình từ bỏ sinh mệnh, làm cha mẹ thừa nhận thất nữ chi đau. May mắn ông trời vẫn là hậu đãi nàng, làm nàng có được một cái hảo bà, một cái tri kỷ tiểu cô, còn có một đôi đáng yêu nhi nữ, cũng có tương thân tương ái nhà mẹ đẻ người. Trời xui đất khiến có được này hết thảy, nàng càng thêm học xong khoan dung cùng cảm ơn. Hôm nay là chính mình tới nơi này cái thứ nhất năm, tin tưởng chính mình nhất định có thể mang theo người một nhà quá tốt nhất sinh hoạt, đậu yết hầu cũng nhất định sẽ tốt. Buổi tối cơm tất nhiên, bởi vì Kiều Xuân không thể ra khỏi phòng nói mát, cho nên Lâm thị liền đem đồ ăn toàn bộ đoan vào Kiều Xuân trong phòng bàn gỗ thượng, người một nhà vô cùng náo nhiệt, tốt đẹp cộng độ đêm giao thừa. Lệnh Kiều Xuân nhất ngoài ý muốn chính là đào hoa, nàng cư nhiên đem Liêu đại nương cũng thỉnh lại đây, cùng các nàng cùng nhau ăn cơm tất niên. Tới, Liêu đại nương, động đũa đi, Kiều Xuân cười nhạt hướng ngồi ở một bên, có chút giữ lễ tiết Liêu thị tiếp đón. Lâm thị đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng tiến vào, đặt ở đào chế tiểu bếp lò thượng, tức khắc nóng hôi hổi, mãn phòng đều bay đồ ăn mùi hương, bởi vì trong phòng độ ấm so bên ngoài ấm, cho nên mỗi người trên mặt đều như là uống xong rượu dường như, đỏ rực. Ha, đúng vậy, Liêu đại tẩu, nơi này ngươi nhiều tuổi nhất, ngươi trước động đũa đi, nhưng đừng giữ lễ tiết, cho là tự mình trong nhà là được lạp. Lâm thị cười ha hả nhìn Liêu thị, ngay sau đó nói. Liêu thị chiều các nàng nương ba nhìn lướt qua, tức khắc hốc mắt hồng khụt khịt lên, nghẹn ngào nói, Đường đệ muội, Xuân Nhi, Đào Hoa, ta xin lỗi các ngươi à, ta cũng không đáng các ngươi đối ta như vậy hảo. Tá Liêu thị đỏ mặt, lăng là không mặt mũi đem chính mình ở người sau làm những cái đó sự, giáp mặt nói ra, đại nương, chuyện quá khứ, chúng ta đều đừng nhắc lại, tục ngữ nói, họ hàng gần không bằng cận lân. Hơn nữa, chúng ta hai nhà hiện tại lại đều chỉ có nữ nhân ở nhà, cho nên, càng là muốn lẫn nhau quan tâm. Tới, đại nương, Xuân Nhi, kính ngươi một ly, chúc ngươi thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành. Kiều Xuân nhẹ giọng trấn an Liêu thị, bưng lên trên bàn rượu, dẫn đầu hướng nàng kính rượu, nói ăn Tết đối trưởng bối nói cát tường lời nói. Đúng vậy, Xuân Nhi nói không có sai. Tới, đại tẩu tử, ta cũng tới kính ngươi một ly, chúc ngươi thân thể khỏe mạnh. Lâm thị bị Kiều Xuân nói cấp cảm nhiễm, cũng đứng lên, bưng lên trước mặt chén rượu, hướng Liêu thị kính rượu chúc phúc. Đào Hoa, cung kính đại nương, chúc đại nương thân thể khỏe mạnh. Hảo, cảm ơn các ngươi, ta cũng chúc các ngươi, người tốt có hảo báo, bình an, hạnh phúc mỹ mãn. Liêu thị cảm động đến hai mắt nước mắt hoa, run rẩy đứng lên, bưng lên chén rượu cùng các nàng đường ra nương ba hào sảng làm một ly. Một đốn đặc thù cơm tất niên liền ở các nàng cười vui chung tiến hành. Cơm sau, các nàng còn cùng nhau canh giữ ở Kiều Xuân trong phòng, đùa với hai hài tử, uống trà, cắn hạt dưa, cùng nhau gác đêm, nghênh đón mới tinh một năm. Kiều Xuân cũng ấn 21 thế kỷ phong tục, dùng viết câu đối dư lại hồng giấy, cho các nàng mỗi người đều bao một cái đại hồng bao, ngay cả quả cùng đậu nàng cũng từng người bị một phần, tắc đặt ở bọn họ túi áo, ý tưởng thảo cái cát lợi. Mà sương mù đều phong bên này, chỉ thấy hai cái nam tử ngồi ở bàn tròn trước, giơ chén rượu, vui sướng đàm tiếu, cùng nhau vượt qua bọn họ thầy trò cái thứ nhất đêm giao thừa. Rượu một ly xuống bụng, không bao lâu, rất nhiều năm không có làm bạn quá trừ tịch Liễu Như Phong, nhân cao hứng mà uống nóng nảy, lúc này đã say ghé vào trên bàn. Liễu Giật Phàm giống như chân dẫm vân như đem uống say sư phụ đỡ đến trên giường, cẩn thận giúp hắn dịch hảo chăn, để lại một chản đèn dầu, liền nhẹ nhàng khép lại môn, hơi có điểm đầu nặng chân nhẹ đi vào chính mình phòng bên cạnh, một đầu tài đến trên giường, hai mắt nhanh như chớp nhìn chằm nóc giường phát ngốc. Từ khi đi một chuyến trong núi thôn sau, hắn trong đầu không biết vì sao vẫn luôn tiếng vọng nữ nhân kia thanh thúy thanh âm, nhưng hắn chính là tưởng phá đầu, trong đầu cũng vẫn là trống rỗng,